Đại vương đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với loại chuyện này. Bình thường mà nói, cảnh giới thần linh là võ đạo đỉnh phong, là cực hạn sinh linh có thể trưởng thành. Nhưng giống như Thiên Long, Chu Tước, các loại cường giả chí tôn nhân tộc đặc thù, có thể bằng vào thiên phú siêu phàm và ưu thế huyết mạch, đột phá hàng rào cực hạn võ đạo, nhìn trộm vấn đề ảo diệu của thế giới. Cái gọi là hư hóa, kỳ thật chính là quá trình bỏ qua cơ thể, dung nhập thế giới. Ở trong quá trình này, huyết nhục hài cốt lại, các ngươi có thể hiểu thành hòa tan, chính là biến mất, biến thành năng lượng thể, cũng có thể hiểu thành dung hợp, chính là dung hợp cùng thế giới. Quá trình này bắt đầu dễ dàng, phía sau sẽ vô cùng khó. Ví dụ như, sau khi hư hóa đến chừng 5 phần, sẽ trở nên vô cùng gian nan. Đan Hoàng nhìn Khương Phàm. Khương Phàm chậm rãi gật đầu, từ khi hắn bắt đầu hư hóa đến 5 phần, quả thật có thể rõ ràng cảm thấy độ khó gia tăng, mà là càng về sau, càng khó khăn. Bỏ ra cùng tài nguyên, trước đó có thể biến đổi 3 phần, bây giờ ngay cả 1 phần cũng khó khăn. Chờ sau khi hư hóa đến 9 phần, chỉ sợ bắt đầu đổi thành 10 phần cố gắng, đều chưa hẳn có thể hoàn thành hư hóa toàn diện sau cùng. Đan Hoàng tiếp tục nói. Chờ sau khi hoàn toàn hư hóa, thế giới sẽ tiến hành rèn luyện tàn khốc đối với nó, cũng chính là thiên kiếp giáng lâm. Các ngươi có thể thông tục hiểu thành, luyện đan, sau khi dược liệu biến thành dược dịch, nặng hơn nữa sẽ tụ thành đan dược. Cái quá trình tiếp nhận thiên kiếp này vô cùng đau đớn, cũng vô cùng hung hiểm, nếu như gánh không được, sẽ triệt để tiêu tán, biến thành chất dinh dưỡng của thế giới, phản hồi tự nhiên. Nếu như gánh vác được, thì sẽ đoàn tụ thành đế khu cường hãn. Đế khu, thiên trùy bách luyện, thế giới rèn đúc, tương đương với siêu cấp chiến binh, tất cả ma khí thần binh thế gian đều khó mà làm bị thương một chút nào, cũng tương đương với sứ giả thế giới, có thể tiếp quản một ít quy tắc thế giới, có thể thi triển một ít vấn đề năng lượng thế giới. Đan Hoàng hơi trầm mặc, nói. Quá trình rèn luyện thành hình mặc dù đau đớn hung hiểm, nhưng nói cho cùng, vẫn nhận ý thức chỉ dẫn. Nếu như người khát vọng lực lượng cực hạn, một ít đồ không cần thiết, có thể trực tiếp bỏ qua, nếu như người muốn hoàn chỉnh bản thân, vẫn có thể. Nói như thế nào đây, nên có cấu tạo đều có, nên có sinh lý đều có. Nha! Đại vương, Chu Thanh Thọ, bọn người Tiêu Phượng Ngô, không biết từ khi nào đã đều xếp bằng ở trước mặt Đan Hoàng. Bộ dáng nghiêm túc, thể hiện giật mình kia, giống như nhận lấy dạy bảo lớn lao. Khương Phàm ở bên cạnh nhìn mà lắc đầu. Tuy nhiên, sư phụ chính là sư phụ, vấn đề đọc lướt qua quá rộng, ngay cả cái này đều có nghiên cứu rất sâu. Đan Hoàng lại nói. Tuy nhiên đế khu trung quy vẫn là đế khu, các mặt đều quá mạnh, tinh hoa năng lượng tự nhiên cũng là khủng bố, mẫu thể bình thường căn bản không chịu nổi, chớ nói chi là dựng dục. Hai mắt đại vương tỏa sáng. Cho nên đế quân cùng đế quân kết hợp, chẳng phải là lại càng dễ. Tiêu Phượng Ngô phụ họa. Đúng vậy, tựa như man hoang đế quân kia. Đan Hoàng lắc đầu. Không có đơn giản như vậy. Đế khu là thế giới rèn luyện mà thành, cũng nhận thế giới ảnh hưởng. Nếu như hai đế khu vọng tưởng tạo nên ra một siêu cấp sinh mệnh áp đảo chúng sinh, hệ thống thế giới tất nhiên sẽ giúp cho quấy nhiễu. Bình thường mà nói, gần như không thể ra đời, nhưng giống như nói như vậy, mọi thứ không có tuyệt đối. Man hoang đế tổ chính là chứng minh tốt nhất, thời kỳ hồng hoang, quần hùng tranh bá, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, linh tộc, đều đang điên cuồng chém giết, thông qua chiến tranh xác định địa vị giai tầng của bọn hắn ở thế giới, số lượng lớn người dã tâm bừng bừng càng phải vượt lên trên chúng sinh. Cho nên ở giữa đế quân tiến hành nếm thử qua hẳn là rất nhiều, nhưng duy chỉ có ra một man hoang đế tổ. Đan Hoàng nói bóng gió, đế quân tạo nên hài tử đều dựa vào xác suất một phần vạn kia. Nếu như Khương Phàm muốn dung hợp loại hình truyền thừa thế giới như chư thiên lục táng, tương đương với triệt để hòa làm một thể cùng thế giới, khẳng định càng khó thai nghén sinh mệnh, có thể nói. Hoàn toàn không có hy vọng. Khương Phàm ngược lại rất thoải mái. Mặc dù không thể cho thiên hậu các nàng hài tử là một điều tiếc nuối, nhưng có thể gần nhau làm bạn, cũng đã thỏa mãn. Huống chi, sau khi hắn biết người giết trời khủng bố, đã không hy vọng xa vời có thể thắng. Nếu không thắng được, đó chính là chết. Nếu nhất định phải chết, vì sao không lôi kéo người giết trời đồng quy vô tận? Hắn muốn để số mệnh hoang cổ, kết thúc ở thời đại này. Hắn muốn để thiên hậu và các nàng sống sót. Khương Phàm nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm. Ngươi mau tới đi, lần này, chớ đi. Chương 2949 hài tử của ai? Sau 3 ngày hồng hoang thiên long bắt đầu biến đổi, xí thiên giới lại truyền đến tin vui.
không phải ai lại thành thần, mà là Hướng Vãn Đồng một lần nữa ngưng tụ ra đuôi cáo thứ hai. Cái này có ngụ ý rằng huyết mạch đang khởi động lại, cũng mang ý nghĩa Hướng Vãn Đồng có hy vọng tu luyện lại từ đầu. Toàn tộc Hướng ra chúc mừng, cuối cùng có chủ tâm cốt. Hướng Vãn Tình cưỡng ép xuất quan, kích động đến đỏ cả mắt. Khương Phàm cũng vui mừng, nếu như Hướng Vãn Đồng cứ như vậy phế đi, trong lòng của hắn thực sự rất băn khoăn. Vấn đề tài nguyên không cần lo lắng, bên trong Xí Thiên Điện còn phong tồn 9 viên thần dương huyết, 11 viên thần cốt linh tủy, bảo cốt bảo huyết cấp thánh vương, thánh hoàng cũng được đan hoàng tự mình rèn luyện qua, tăng thêm rất nhiều dược liệu quý giá, đã có được dược hiệu đặc biệt. Ta đi chào hỏi cùng đan hoàng, thời điểm ngươi cần cứ việc đi lấy. Khương Phàm lo lắng Thiên Hồ Thánh Vương bắt lấy cơ hội khởi động lại huyết mạch này, trực tiếp dùng quy cách dược vật cao nhất tẩm bổ, nói không chừng có thể trở lại đỉnh phong thật. Không cần, ta chậm rãi tu luyện là được. Hướng Vãn Đồng từ chối nhã nhặn. Mặc dù huyết mạch trọng khải, nhưng muốn trở lại đỉnh phong, cần từng cái đuôi cáo đoàn tụ, tốc độ chậm không nói, mạnh nhất cũng là cửu vĩ Thánh Vương, có thể dương đến uy lực Thánh Hoàng. Nhưng, đối với bây giờ Xí Thiên Giới mà nói, thực lực thời kỳ đỉnh phong của nàng cũng không phát huy được tác dụng gì, còn không phải lãng phí thần vật. Lần này huyết mạch khởi động lại, tương đương với phá rồi lại lập. Nếu như từ lúc bắt đầu đã lấy bảo dược quý giá tẩm bổ, nói không chừng có thể thức tỉnh ra đuôi thứ 10. 10 đuôi. Trước đó Hướng Vãn Đồng trùng kích thất bại, tinh thần chán nản qua một thời gian, cũng không còn hy vọng xa vời cái thập vĩ thiên hồ trong truyền thuyết kia nữa. Nhưng, nếu như lúc bắt đầu đã trực tiếp lấy thần huyết tẩm bổ, nhất định đặt vững cơ sở kiên cố. Tỷ tỷ, còn không mau tạ ơn. Hướng Vãn Tình tranh thủ thời gian nhắc nhở, không chỉ là thập vĩ thiên hồ quá mê người, càng quan trọng hơn là thái độ của Khương Phàm. Bảo dược bên trong Xí Thiên Điện là đan hoàng minh xác tuyên bố phong tồn, để lại dùng vào thời điểm đặc thù, cũng là dùng làm để luyện chế đỉnh cấp bảo dược, không nghĩ tới Khương Phàm lại tự mình thương lượng cửa sau cho tỷ tỷ. Hướng Vãn Đồng hơi do dự, má ngọc ửng đỏ, mặt giãn ra cười khẽ. Cảm ơn. Một chút môi đỏ, tỏa ra nụ cười yếu ớt khuynh thành, như là lạc hà đầy trời, tươi đẹp trên thế giới, Khương Phàm nhìn đều ngẩn ngơ. Dù trong lòng hắn đã không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nhưng đáy lòng vẫn rung động. Không giống với loại khí tức yêu mị tùy ý tán phát kia của Vãn Tình, loại mỹ nhân lạnh lùng như Hướng Vãn Đồng này một lần tình cờ thể hiện xấu hổ lại tán phát ra mị lực, thật sự là để cho người ta chống đỡ không được. Hướng Vãn Đồng tranh thủ thời gian thu liễm ý cười, có chút nghiêng đầu, nhưng má ngọc xinh đẹp ngược lại càng lộ vẻ hồng nhuận. Mặc dù thân thể Khương Phàm hư vô, nhìn không ra bộ dáng, nhưng hắn, ngây người, thời khắc này rõ ràng là đang nhìn chăm chú thưởng thức. Hướng Vãn Tình nhìn ở trong mắt, hơi kinh ngạc, gia hỏa này không phải, khám phá hồng trần, vô dục vô cầu, sao? Làm sao còn đột nhiên động tâm? Đây là mị lực của tỷ tỷ quá lớn, hay là do kìm nén đến quá lâu? Đang tại thời khắc vi diệu này, cường giả Đông Hoàng tộc tìm đến nơi này, cung kính báo cáo. Đặc sứ của tinh linh đế tộc lại tới, lần này là một vị tinh linh. Nói các đế quân đã rời khỏi tinh linh đại lục, xin mời ngài đến tinh linh đế thành tự sự. Mang tinh linh vào. Khương Phàm cảnh giác. Trước đó quả nhiên là bẫy. Có thể ép tinh linh đế quân thỏa hiệp, các đế quân khẳng định là đã làm ra bức hiếp nghiêm trọng. Nhưng, vì sao chỉ trong 20 mấy ngày ngắn ngủi lại đột nhiên rút lui? Chẳng lẽ tinh linh đế quân vạch mặt cùng các đế quân rồi? Nếu thật sự là như thế này, mang ý nghĩa muốn thống nhất cùng mặt trận Thương Huyền. Nhưng, tinh linh đế tộc thật sự có đảm phách như thế này sao? Không phải Khương Phàm coi thường bọn hắn, mà là tinh linh tộc không thích chiến tranh, thậm chí là chán ghét chiến tranh. Nếu như muốn hợp tác cùng hắn, gặp phải nào chỉ là chiến tranh, càng là tai nạn cùng hủy diệt, cái này hiển nhiên trái ngược với lý niệm của bọn hắn. Ta sẽ chào hỏi cùng đan hoàng, người cần gì thì đi cầm. Khương Phàm để lại câu nói, sau đó rời khỏi lãnh địa Hướng ra. Hướng Vãn Đồng nhìn bóng lưng Khương Phàm rời khỏi, lòng sinh cảm kích. Rõ ràng tiềm lực cùng tốc độ của mình đã theo không kịp những gì Xí Thiên Giới cần, hắn lại còn nguyện ý lấy ra thần dương huyết, xem ra năm nàng đó không có chọn sai. Tỷ tỷ. Hướng Vãn Tình nằm nhoài bên tai tỷ tỷ, nhỏ giọng kêu gọi. Chàng, đi rồi. Hả. Hướng Vãn Đồng cực kỳ xấu hổ, quay đầu chừng muội muội một chút. Khi Khương Phàm trở lại ở của chỗ mình, không võ Đông Hoàng tộc mang đến một vị nữ tử uyển chuyển cao ngạo lãnh diễm. Toàn thân nàng tản ra khí chất giá lạnh,
lại có được dung nhan mỹ lệ cùng dáng người thướt tha không thể bắt bẻ, giống như tuyết liên nở rộ trên tuyết nhai vạn trường. Cho dù tinh linh tộc đều có dung nhan nhân tộc khó mà với tới, nhưng vị này vẫn cho người ta mỹ cảm kinh diễm siêu quần bạt tùy. Không phải ngươi không sợ trời không sợ đất sao? Tinh linh tộc mời ngươi hai lần cũng không dám đi. Nữ tử lãnh diễm dáng người cao gầy, cao gần 2 mét, phối hợp với khí chất lãnh diễm, mang đến cho người ta chủng cảm giác áp bách. Cặp đùi đẹp tròn trịa thon dài bầy bên dưới lớp y phục trắng mỏng như ẩn như hiện, đường cong linh lung tinh tế tản ra mỹ cảm kinh động tâm phách, như là mỗi một vị trí trên toàn thân đều có thể kích thích nam tử chinh phục xúc động. Sao lại là nàng? Khương Phàm ngạc nhiên nhìn nữ tử trước mặt, trong đầu nổi lên hình ảnh hoang đường kiếp trước. Không nhận ra, nữ tử lãnh diễm với đôi mắt xanh, vẻ mặt giá lạnh, tay ngọc mảnh khảnh trong tay áo chậm rãi nắm chặt. Đương nhiên quen biết, chính là ký ức trước đây có chút hỗn loạn, cần ngẫm lại. Khương Phàm chỉ cái đầu hư vô của mình, lúng túng nói. Ta phụng mệnh thiên nghi nữ hoàng, mời ngươi đến đế thành tự sự. Nàng lấy danh dự tinh linh đế tộc phát thệ, nơi đó không có bất cứ cường giả nào của đế tộc khác. Chương 2950 thân phận khác nhau. Nữ tử lãnh diễm rốt cuộc cũng thấy được nam tử ngàn năm không thấy, chỉ là bộ dáng hư vô này, ngữ khí xa lạ này để trong nội tâm nàng là một trận đau nhức nắm chặt. Không phải ta không tin được các ngươi, chỉ là hiếu kỳ. Các đế quân, đột nhiên liền từ bỏ rồi. Khương Phàm có chút không dám đụng ánh mắt nữ tử. Đế quân của chúng ta một phen cố gắng, trong mắt ngươi chỉ đáng giá hai chữ, đột nhiên. Đó cũng không phải, đế quân các ngươi có thể xua tan đế quân khác, khẳng định là bỏ ra chút giá. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Đi thôi. Chờ một lát, ta đi kêu thiên hậu các nàng. Ngươi sợ chúng ta hại ngươi. Khương Phàm đắng chát cười khẽ. Ngọc Liên cô nương, ta nói ra có thể có chút quá phận, nhưng kiếp trước kiếp này. Làm người hai đời, vẫn còn có chút khác biệt. Ta không muốn tái dẫn hiểu lầm. Nữ tử lãnh diễm nói. Rất tốt, ta biết phần thiên thần hoàng đã chết. Ngươi là chủ nhân thương huyền mới, chúng ta không chút tương quan nào. Không phải, ta nói là. Khương Phàm lắc đầu, không nói thêm lời. Ngươi chờ một lát ta đi mời thiên hậu. Nữ tử lãnh diễm nói. Ta khuyên ngươi, tốt nhất nên tự mình tới đế thành. Nơi đó có nhiều thứ, đối với thiên hậu các nàng sẽ là kích thích. Đương nhiên. Nếu như ngươi muốn khó xử, coi như ta không nói. Thứ gì? Hài tử của ngươi? Ngươi nói cái gì? Khương Phàm bỗng nhiên khóa chặt chiến khu hư vô, nhìn gần, nữ tử lãnh diễm. Đột nhiên phun trào ba động khủng bố, giống như bạo động hủy diệt dâng cao, chấn động đến nữ tử lãnh diễm lui về phía sau mấy bước, khí huyết không khoái, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thiên nghi nữ hoàng đang chờ ngươi, mang hay không mang theo, tùy ngươi. Nữ tử lãnh diễm âm thầm ngăn chặn huyết khí, quay người rời khỏi. Khương Phàm cứng tại nguyên chỗ cực kỳ lâu, đầu cứ việc đã hư vô, nhưng vẫn cảm giác ông ông. Hài tử. Ở đâu ra hài tử? Năm đó chính ở chỗ kia lưu lại hài tử. Khương Phàm điên cuồng hồi tưởng đến tất cả qua lại trong tinh linh đế thành năm đó. Nửa năm. Một thời gian kia kéo dài dòng dã nửa năm. Một ít hành vi xác thực điên cuồng chút, ngay cả hắn hồi tưởng lại đều cảm giác hoang đường. Nhưng, qua 2 năm sau hắn lại bái phỏng qua tinh linh đế tộc, các nàng, rõ ràng không nói gì cả. Thời gian qua đi ngàn năm, đột nhiên lại có hài tử rồi. Ai có con cho hắn? Ngọc Liên sao? Hay là, Thiên Nghi? Khương Phàm đột nhiên chấn vỡ nát không gian, bắt lấy tinh linh lãnh diễm, rời khỏi sơn cốc bế quan, lao thẳng đến cửa ra vào xí thiên giới. Cường giả Đông Hoàng tộc đang đợi bên ngoài cung điện sửng sốt một chút, không cần ta rồi. Cũng đúng, tinh linh xinh đẹp như vậy, ai không muốn cùng đi. Cường giả Đông Hoàng tộc rung động lắc đầu, hồi tưởng vị tinh linh mỹ diệu kia, không khỏi hạ miệng, hắn là không có phúc khí đó. À, không đúng. Tự mình đi. Không sợ gặp nguy hiểm tại tinh linh đế tộc sao? Cường giả Đông Hoàng tộc bừng tỉnh, lập tức chạy tới chỗ thiên hậu thông báo tình huống. Ngọc Liên. Sau khi thiên hậu nghe được hồi báo miêu tả, cơ bản đã đoán được thân phận nữ tinh linh. Chính ngài ấy đi gặp không có nguy hiểm, chúng ta còn cần chào hỏi những người khác đi qua không? Cường giả Đông Hoàng tộc thật sợ mình phải chịu trách nhiệm gì đó. Thông báo Hồng Hoang Thiên Long, An Nhiên, Như Ảnh, Tịch Nhan, còn có Hướng Vãn Tình. Vâng, chờ một chút. Thiên hậu đột nhiên gọi hắn lại, hơi do dự, nói khẽ. Không nôn nóng.
À, không đi. Thiên Hậu yên lặng nhắm mắt lại, tiếp tục lấy minh tưởng tu luyện. Nàng biết thân phận Ngọc Liên, đã là thống lĩnh của tinh linh tộc, cũng thân mật cùng Thiên Nghi nữ hoàng như tỉ muội. Nếu nàng tự mình tới mời, tinh linh đế thành nơi đó hẳn không có nguy hiểm. Trước đó nàng đã cho thấy qua thái độ của nàng, nhưng hắn vẫn khăng khăng muốn tự mình đi, vậy thì tự mình đi thôi, nàng không chướng mắt. Đông Nam Thương Huyền, sinh mệnh thần điện. Trong rừng rậm rộng lớn, các linh vật lần lượt phát giác được ôn thần kia lại tới, tất cả nhao nhao phát đi cảnh cáo tới thần điện. Thiên Bảo Thánh Thụ tập kết toàn bộ cường giả, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Hết rồi, thật không có, đều bị ngươi vơ vét sạch sẽ, chưa chút đường sống đi. Khương Phàm vừa tới thần điện, Thiên Bảo Thánh Thụ đã tức giận gào thét trước tiên, vang vọng khắp cả rừng rậm. Ngọc Liên liếc mắt nhìn Khương Phàm, may mắn toàn thân Khương Phàm hư vô, thấy không rõ bộ dáng, nếu không phải vậy khẳng định nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Thiên Bảo Thánh Thụ vẫn còn ghi hận trong lòng đối với chuyện năm đó. Bảo bối trong nhà ngươi còn chưa đủ dùng sao? Thần dương huyết đều bị các ngươi tai họa rồi. Nếu không ta chuyển đến trong nhà ngươi. Đừng kích động, ta là tới biểu đạt cảm ơn cùng ngươi. À, cho ngươi viên thần dương huyết. Khương Phàm lật tay liền muốn dẫn xuất viên thần dương huyết từ trong thông thiên tháp. Kết quả cẩn thận kiểm tra mới phát hiện, viên cuối cùng kia vừa dùng mấy ngày trước. Thiên Bảo Thánh Thụ đang muốn xấu hổ. Thì ra là mình thô lỗ, ho nhẹ vài tiếng, liền muốn đưa tay đón, kết quả. Lần sau đi. Khương Phàm khoát khoát tay, chào hỏi Ngọc Liên đi nhanh lên. Thiên Bảo Thánh Thụ đưa tay tiếp cái tịch mịch, buồn bực nói. Không hổ là Chu Tước, vắt chảy ra nước a. Khương Phàm đi đến tế đàn không gian vừa muốn rời khỏi, ngoài ý muốn phát giác được một nguồn năng lượng thần bí ba động, đang xen lẫn trong tòa cung điện sinh mệnh thần điện kia. Người cất giấu tốt bảo bối gì? Bây giờ Khương Phàm đã tới gần bán đế, đối với năng lượng thiên địa cực kỳ mẫn cảm, càng là dò xét, càng cảm thấy đặc thù. Thiên Bảo Thánh Thụ lập tức cảnh giác, số lượng lớn linh tộc sau nhau nhau rút lui về phía sau. Khương Phàm, nhìn chằm chằm, bọn hắn, đang muốn hỏi thăm, Ngọc Liên ở bên cạnh nói. Ta không nôn nóng, cho ngươi nửa giờ, lại vơ vét một lần. Khương Phàm lập tức xấu hổ. Ta không phải thổ phỉ, chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Nương theo ánh sáng sôi trào, tế đàn không gian bên trong đế thành xuyên suốt tế đàn Thương Huyền Đại Lục ở rừng rậm Đông Nam, tiếp dẫn Khương Phàm cùng Ngọc Liên giáng lâm. Khương Phàm vừa bước ra tế đàn, liền bị một màn trước mắt kích thích cho suýt chút nữa lui về. Lít nha lít nhít cường giả tinh linh như mây tụ xung quanh, trừ các cô nương xinh đẹp phong tình khác nhau, chính là nam tử anh Tuấn thẳng tắp, bất luận là lại không quan tâm nhan sắc. Đột nhiên đứng ở trước mặt bọn Tuấn Nam tịnh nữ tạo hình tỉ mỉ này, giống như đều khó tránh khỏi có chút mặc cảm tự ti. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2951 Bí mật của tinh linh đế quân 1. Trừ tộc nhân tinh linh ra, còn có linh tộc cường hãn huyễn hóa hình người, cũng đều trấn thủ tại xung quanh tế đàn đế thành. Chiến trận lớn như vậy. Khương Phàm một lần nữa đi ra khỏi tế đàn. Bảy đại đế quân từng đến uy hiếp. Đế quân chúng ta tập kết tất cả tộc nhân cùng linh tộc đến nơi này. Ngọc Liên đi ra tế đàn, đưa tay ra hiệu. Đi thôi, đế quân đang chờ ngươi. Tinh linh cùng linh tộc ở trước mặt chủ động tránh ra một con đường, đều hiếu kỳ nhìn chiến khu hư vô đi xuống tế đàn. Không biết có phải là năng lượng vô hạn tới gần tại bán đế quá kinh khủng hay không, hay là do bộ chiến khu đúc thành huyền thoại bất hủ này quá rung động, mà các tinh linh cao ngạo đều có chút toát ra sự kính sợ. Khương Phàm đi qua từ con đường bọn hắn tránh ra, xúc cảnh sinh tình, ký ức phủ bụi trong ý thức lần lượt hiện lên, rõ ràng mà mãnh liệt, giao hòa cùng ký ức kiếp này, giống như chính là hắn đã trải qua nửa năm phóng túng kia ở chỗ này. Một ít hình ảnh, một ít trải qua để toàn thân hắn đều khô nóng. Trong đám người có mấy vị mỹ lệ tinh linh cùng linh thể toát ra thần tình phức tạp. Khương Phàm chú ý tới các nàng, nhưng giờ khắc này, chỉ có thể xấu hổ gật đầu, cái gì cũng không dám nói. Mang theo. Ngọc Liên dừng bước trước điện, cúc lễ thật sâu đối với đế quân trong điện. Khương Phàm hơi thu thập tâm tình, tạm thời đè xuống ký ức cuồn cuộn trong đầu, cất bước đi đến đại điện. Cửa điện chậm rãi đóng lại, tia sáng hơi tối, tĩnh mịch trống trải. Tinh linh đế quân ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, từng lớp sương mù bao quanh lấy nàng, che giấu bộ dáng chân thực, cũng áp chế đế uy như chiều cường đại dương. Khương Phàm ngước nhìn tinh linh đế quân ở chỗ cao, mặc dù kiếp trước ở chỗ này dày vò qua nửa năm,
nhưng trong trí nhớ giống như chưa từng thực sự được gặp vị tinh linh nữ đế cao quý đến chúng sinh kính ngưỡng này. Luận địa vị, nàng không thể nghi ngờ là tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất trên thế giới này, chấp trưởng đại lục rộng lớn, cùng 7 đại đế quân bình khởi bình tọa, luận khí chất cùng dung nhan, làm tinh linh trí cao, nhất định là diễm tuyệt thiên hạ, phong hoa cái thế không cách nào tưởng tượng. Sau khi im ắng đối mặt một trận, tinh linh đế quân nói. 7 vị đế quân đã lui, trong vòng 3 năm rưỡi, sẽ không xâm phạm Thương Huyền đại lục. Nhưng bọn hắn sẽ tại thiên khải chiến trường, toàn lực ngăn cản thiên kiếp rèn luyện của ngươi, cho dù cuối cùng ngươi thành công, cũng sẽ bị bọn hắn chân áp. Đế quân có thể khuyên lui bọn hắn, nhất định là đã bỏ ra cái giá cực cao. Đại ân đại nghĩa, Khương Phàm cùng Thương Huyền vĩnh thế khó quên. Khương Phàm nghe được tinh linh đế quân chính miệng nói ra lời như vậy, trái tim treo cao cũng xem như được buông xuống. Hắn thật sợ các đế quân đang bí mật chuẩn bị mới thế công, hoặc là bức bách vị đế quân nào đó mạo hiểm tiến đến Thương Huyền bài trừ đế ngấn uy hiếp. Không nên vui mừng quá sớm, các đế quân chưa từng bị qua khuất nhục như vậy, ngươi cũng trở thành đối thủ nhất định phải diệt trừ. Xem ra đến bây giờ, hy vọng ngươi đến đăng thiên kiều xưng đế vô cùng xa vời, thậm chí có thể nói là chắc chắn sẽ thua. Ta có thể thay ngươi khuyên can bọn hắn không vào Thương Huyền, nhưng ta không thể nào thay ngươi chống cự 7 vị đế quân chân áp. Đế quân có thể làm được như vậy, ta đã vô cùng cảm kích. Còn đăng thiên kiều, ta có biện pháp ứng phó. Kiếp trước ngươi đã đi đến qua đăng thiên kiều, hẳn phải biết dưới loại tình huống kia bất kỳ quấy nhiễu nào cũng đều có thể đưa ngươi vào chỗ chết. Đợi đến ngày ta xưng đế, nhất định thâm tạ tinh linh đại lục. Khương Phàm chỉ cần xác định đế quân không vào Thương Huyền, thì hắn đã có thể lên trời chứng đạo tại Thương Huyền trước khi các đế quân kịp phản ứng. Đến lúc đó, tinh linh đế quân án binh bất động, đế ngấn lại thay hắn giải quyết một kẻ, hắn chỉ cần đứng trước 6 vị đế quân. Mặc dù vẫn áp lực cực lớn như cũ, nhưng man hoang nơi đó còn có một đế tổ. Nơi nào đó ở Thương Huyền, còn cất giấu một nữ đế thần bí đây. Cho nên, chỉ cần tiền kỳ đế quân không vào Thương Huyền, hắn, tương đương với thắng một nửa. Tinh linh đế quân ở trên cao nhìn xuống nhìn Khương Phàm. Ngươi thật sự có lòng tin, là bởi vì làm giao dịch cùng vị man hoang kia. Khương Phàm nói, tha thứ ta không thể bẩm báo, nhưng ta xác thực có lòng tin, ứng phó chuyện đăng thiên kiều. Nhưng điều kiện tiên quyết là, trước đó bọn hắn thật sự không vào Thương Huyền. Tinh linh đế quân không nhìn thấy bộ dáng cùng vẻ mặt của Khương Phàm, nhưng ngữ khí kiên định giống như thật sự có biện pháp. Đăng thiên kiều thiên kiếp tôi thể, không chỉ có hung hiểm cực cao, mà còn không cho phép bất cứ cái gì quấy nhiễu, hắn ở đâu ra lòng tin. Vậy hẳn là sinh tử tồn vong sau cùng của Khương Phàm. Mặc dù nàng nguyện ý ôm lấy hy vọng, nhưng thật không nhìn thấy hy vọng. Ngươi có mấy phần lòng tin? Tinh linh đế quân Khương Phàm mời tới bản ý là để hắn chủ động hy sinh, nhưng nếu có lòng tin vượt qua đạo khảm quan trọng nhất kia, có lẽ. 7 phần. Khương Phàm hàm xúc cam đoan, nếu như nói 100%, sợ tinh linh đế quân khi hắn nói 7. Ngươi có 7 phần. Giọng tinh linh đế quân chậm chạp lại, giọng nói mang vẻ chất vấn nồng đậm. Phỏng đoán cẩn thận. Ngươi rất rõ ràng chuyện ngươi làm, nên có thể hiểu được cơn tức giận cùng quyết tâm của 7 vị đế quân. Ngươi ở đâu ra 7 phần? Đây là bí mật của ta, còn xin đế quân thông cảm. Nếu như ngươi không nói ra, đừng nghĩ đi ra khỏi đại điện này. Tinh linh đế quân nghiêm túc lên, nếu quả thật có bí mật, có thể bảo đảm lên trời thành công, nàng sẽ không thể không điều chỉnh mình một ít an bài. Khương Phàm nói. Nếu như ngài có ác ý đối với ta, ta nói hay không nói, đều không tới nơi này. Nếu như ngài là thiện ý đối với ta nói hay không nói, đều có thể rời khỏi nơi này. Đây là bí mật sau cùng của ta cùng Thương Huyền, còn xin đế quân có thể tôn trọng. Tinh linh đế quân ở trên cao nhìn xuống Khương Phàm, hồi lâu mới nói. Ngọc Liên nói cho ngươi biết nguyên nhân mời ngươi tới. Liên quan tới hài tử. Không sai, nơi này xác thực có con của ngươi. Ngươi muốn biết nguyên nhân hắn ra đời không? Chương 2952 Bí mật của tinh linh đế quân 2. Không phải ngài mời ta đến là vì cái này sao? Hắn, là vật thay thế của ngươi. Có ý gì? Khương Phàm ngước nhìn tinh linh đế quân, trên đường lặp đi lặp lại tự định giá thật lâu, một mực cảm giác chuyện không đơn giản. Quả nhiên, đứa nhỏ này không phải cái gọi là kết tinh tình yêu của hắn cùng thiên nghi, chỉ sợ còn có nguyên nhân đặc biệt. Tinh linh đế quân nói, hư không đế quân trước khi chết, từng lấy cái chết bức bách,
đều khắc xuống ấn ký đế ngấn cho linh hồn cùng cơ thể tất cả đế quân, giống như là nguyền rủa. Nếu như ai đó vọng tưởng đặt chân đến Thương Huyền, mưu đồ di cốt của ngài, ấn ký sẽ xúc động, lấy di cốt hủy diệt làm cái giá, đánh cho trọng thương, cũng ném vào sâu trong vũ trụ. Bởi vì tất cả đế quân thuộc chủng tộc khác biệt, cũng đều có tư tâm, bình thường mà nói, ai cũng không dám tùy tiện bước chân vào. Cho nên kiềm chế lại một tên, chẳng khác nào kiềm chế lại toàn bộ. Nhưng, đế quân vẫn không yên lòng, sau đó ngài bí mật tìm đến ta. Ngài giải trừ đế ngấn của ta, để cho ta không ngừng châm ngòi quan hệ của tất cả các đế quân, bảo đảm bọn hắn sẽ không kết minh, cũng cho ta thông qua Đông Nam Bộ sinh mệnh thần điện, cung cấp tài nguyên cho Thương Huyền, bảo đảm có thể sinh ra càng nhiều linh văn cường hãn. Chỉ cần ta có thể bảo vệ Thương Huyền 30.000 năm, đế cánh cửa hư không quân phong tồn trong đế thành đúng hạn thức tỉnh, chuyển rời đến ta chỗ này, do ta khống chế. Khương Phàm kinh ngạc lại giật mình, hư không đế quân lại còn tìm cho Thương Huyền một hộ giả bí mật. Trách không được trong 30.000 năm các đế quân đều không thể đạt thành một lần hợp tác, thì ra trong bọn họ có nội ứng, xúi dục. Trách không được cường tộc Thương Huyền có thể tiếp tục bồi dưỡng được thần linh, thì ra có tài nguyên đế tộc đang bí mật duy trì. Tinh linh đế quân nói, 30.000 năm, đã là thời gian rất dài. Trong vòng 30.000 năm, di cốt của hư không đế quân có thể tiếp tục giữ vững đầy đủ uy hiếp cùng năng lượng. Trong vòng 30.000 năm, hư không đế quân hy vọng Thương Huyền có thể sinh ra lãnh tụ chân chính, lên trời chứng đạo, thống ngự Thương Huyền. Bất luận là hư không đế quân năm đó, hay là ta, cũng đều cho là 30.000 năm. Đầy đủ, nhưng, sau khi hư không đế quân chết không lâu, ta phát hiện vấn đề không đúng. Nghiêm trọng nhất chính là 7 vị đế quân đối với hư không đế quân hoàn toàn không có cái gọi là đội ơn. Ngược lại là sau khi hư không đế quân chết đi, để bọn hắn đột nhiên không có lo lắng, không có áp chế, không có uy hiếp, đều tự cho mình là trưởng khống giả thế giới chân chính, cũng đều muốn trở nên mạnh hơn, áp đảo phía trên đế quân khác. Cho nên, di cốt đế quân, liền thành bảo vật bọn hắn khát vọng nhất. Từ đó về sau, bọn hắn bắt đầu bồi dưỡng bán đế trước, sau đó bắt đầu đến đỡ con rối. Tóm lại bọn hắn đã bày ra thái độ, tuyệt đối không cho phép Thương Huyền sinh ra kẻ thống trị mới. Tinh linh đế quân hồi tưởng lại lịch sử 30.000 năm, phát ra một tiếng thở dài. Các đế quân bất kính, cùng dã tâm đối với Thương Huyền, để cho ta lao lực quá độ. Mà Thương Huyền đại lục từ đầu đến cuối không thể sinh ra đế văn truyền thừa, cũng cho ta mất đi lòng tin đối với Thương Huyền. Cho đến khi kỳ hạn 30.000 năm tới gần, rốt cuộc Thương Huyền đại lục cũng ra đời chu tước thú văn ngươi đây. Ngự thiên linh văn của thiên hậu bày ra tiềm lực, cùng khởi nguyên đế văn khôi phục sau đó, để cho ta càng thêm phấn chấn. 30.000 năm kiềm chế, hậu tích bạc phát, rốt cuộc Thương Huyền cũng muốn nghênh đón chống lại thuộc về nó. Nhưng, ta biết các đế quân sẽ không cho phép các ngươi thành công. Nhất là ngươi, chủ tước linh văn, không thể nghi ngờ là chí tôn nguy hiểm nhất trong yêu tộc, một khi thành công, sẽ sinh ra khiêu chiến cực lớn đối với long tộc, bạch hổ, huyền vũ. Nếu như thành công, cũng liền mang ý nghĩa 4 vị trí tôn yêu tộc trở về, đối với ma tộc cùng nhân tộc mà nói, chính là một sự khiêu chiến cực lớn. Mà bên cạnh ngươi còn có một khởi nguyên đế văn, nếu như ngươi thành công, khả năng khởi nguyên đế văn thừa cơ thành công. Thương Huyền song đế, đây càng là chuyện không thể nào. Cho nên tại lúc các ngươi mới bắt đầu quật khởi, ta đã dự phán đến các ngươi thất bại. Nhưng, đúng lúc gặp kỳ hạn 30.000 năm đặc thù trước mắt, cánh cửa hư không mà hư không đế quân hứa hẹn cho ta cũng có thể sẽ tới bất cứ lúc nào. Cho nên, ta nghĩ đến một cái kế hoạch đặc biệt. Tinh linh đế quân nói đến đây, lại ngừng. Khương Phàm nhìn đế quân, hư vô chiến khu có chút căng cứng, nếu như còn có cái đầu chân thực, giờ phút này khẳng định nhíu chặt lông mày. Bởi vì, hắn đã mơ hồ nghĩ đến thứ gì. Tinh linh đế quân thản nhiên nói. Ngươi thật sự coi mình có mị lực lớn như vậy. 8 vị tinh linh cùng linh thể ôm ấp yêu thương ngươi. Một trận trầm mặc phi diệu. Khương Phàm chậm rãi lắc đầu, thì ra là thế, trách không được lúc ấy tinh linh đế thành dung túng hắn kiếp trước làm càn, trách không được tinh linh đế quân từ đầu đến cuối không có ra mặt ngăn cản. Thì ra, bị lợi dụng. Nhưng, Khương Phàm hẳn là tức giận, nhưng lại không biết vì sao mà buồn bực không ra. Tinh linh đế quân nói. Lúc đó người bị trọng thương, lưu vong đến sinh mệnh thần điện. Ta đã mật lệnh bát bảo thánh thụ ngươi đưa đến nơi này, an bài cho ngươi các loại cái gọi là diễm ngộ. Khương Phàm đắng chát cười một tiếng, vẫn lắc đầu. Ở trong trí nhớ kiếp trước, hắn là mặt dạn mày dày nhét mạnh vào nơi này, còn vì chuyện này hưng phấn không thôi, thì ra. Bị tính kế tốt,
lại hồi tưởng tiền kỳ hắn quật khởi hợp tung liên hoành, quan hệ giữa bát bộ hoàng đạo và hắn như gần như xa, hắn nghiêm trọng hoài nghi đây cũng là tất cả đế tộc bí mật sai sử. Nhìn chung kiếp trước tất kinh hãi lịch, hắn tựa như là quân cờ mặc cho người ta định đoạt, phần lớn sự kiện đều là được an bài tốt. Khi hắn muốn chống lại bàn cờ, kết quả chính là cuộn hủy cờ nát. Các đế quân sốc bàn cờ, không đùa. Hắn theo đầy bàn quân cờ, nghiền xương thành tro. Quân cờ, quân cờ. Rốt cuộc Khương Phàm cũng lĩnh giáo đến uy thế các đế quân vượt lên trên chúng sinh, thiên hạ vạn vật ở trước mắt bọn hắn mà nói chỉ là cái bàn cờ. Chương 2953 ta tên, Khương Thương 1. Hết thảy đều ở trước mắt, hết thảy đều nắm trong tay. Nhưng, Khương Phàm lại cuồn cuộn lên hào hùng nồng đậm, so với trước đó càng khát vọng lên trời chứng đạo, siêu thần xưng đế. Không đến vị trí đế quân, mãi mãi cũng là quân cờ. Chỉ có đứng hàng đế quân, mới có thể bày mâm thiết lập ván cục, làm cái người chấp cờ kia. Tinh linh đế quân nói, ta phán định các ngươi chắc chắn sẽ thua, nhưng tương tự cho ta gợi ý. Bất luận đế văn gì muốn quật khởi tại Thương Huyền Đại Lục, chắc chắn sẽ nhận các phương chú ý, cũng ắt gặp phải trấn áp. Nhưng nếu như bí mật tạo nên một đế văn, lại tìm cơ hội đưa lên đăng thiên kiều thì sao? Đến lúc đó, ta cũng đã nhận được hư không, hoàn toàn có thể thông qua liều mạng đến uy hiếp các đại đế quân. Cho nên ta lừa gạt ngươi đến nơi này, an bài Ngọc Liên các nàng cùng 5 vị tinh linh và 3 vị hỏa linh kết hợp cùng ngươi. Ngươi là nhân tộc, là linh văn chu tước. Nếu như hậu đại lại thành công trà trộn vào huyết mạch tinh linh, chắc chắn là một sinh mạng thể vô cùng cường đại. Khương Phàm trầm mặc hồi lâu, nói. Thiên nghi thì sao, cũng là ngài an bài. Tinh linh đế quân không để ý đến, tiếp tục nói. Nửa năm sau khi xác định ngươi đã để lại huyết mạch, ta cho phép ngươi rời khỏi. Nhưng vì để tránh cho khác đế quân phát giác được cỗ sinh mạng thể đặc thù này, từ đầu đến cuối chúng ta đều phong ấn hắn tại dưới mặt đất. 1000 năm, hắn vẫn luôn ở dưới mặt đất. Không đến một khắc lên trời này tuyệt đối không thể tiết lộ bất kỳ khí tức gì. Cánh cửa hư không còn chưa tới sao. Kỳ hạn 30.000 năm, là tính toán từ ngày đế quân chết, còn kém 32 tháng. Bây giờ cảnh giới của hắn gì? Hắn là nhân linh thể, lại có linh văn thần hoàng, thiên phú cực cao, nhưng chúng ta không thể để cho hắn trưởng thành quá nhanh, nhất định phải chờ ta đạt được cánh cửa hư không, sau đó mới hoàn toàn hư hóa. Hôm nay ta xin ngươi tới, bản ý là thương lượng dùng các ngươi hy sinh, tranh thủ cơ hội lên trời cho hắn trong vòng 2 năm, các ngươi mau chóng trưởng thành, không còn lên trời, mà là giết vào Hắc Ma Đại Lục. Nơi đó ở vào giữa hai đại lục nhân tộc, cũng không có ma hoàng và bán đế, chỉ cần các ngươi có thể liều chết để Hắc Ma đế quân trọng thương, hai vị đế quân nhân tộc chắc chắn sẽ cường thế nhúng tay, chấn áp hắn, lại ném vào Thương Huyền Đại Lục, xúc động đế ngấn. Đến lúc đó, đế ngấn giải trừ. Toàn bộ đế quân đều sẽ tề tụ đến Thương Huyền Đại Lục, điên cuồng tìm kiếm hư không đế thành cùng di cốt đế quân lưu lại, sẽ còn tự mình săn giết sư bộ của các ngươi. Ta sẽ ở ngày đó, mang hài tử ngươi tiến về Đăng Thiên Kiều. Thương Huyền không có con đường thông với Thiên Khải, chờ các đế quân phát hiện vấn đề, lại trở về đại lục của riêng phần mình, lại tiến về Đăng Thiên Kiều, ít nhất phải chừng 5 ngày. Về thời gian, đầy đủ để hắn biến đổi, các đế quân nhất định phải giết ngươi. Là bởi vì thù hận cùng chiến tranh dục vọng của ngươi, mà hắn cùng các đế quân không có thù oán, huống chi cũng đã thành công, lại có ta cùng cánh cửa hư không trấn nhiếp, cuối cùng các đế quân chỉ có thể thỏa hiệp, cũng cho phép hắn tiếp quản Thương Huyền Đại Lục. Mặc dù các ngươi chết rồi, nhưng rốt cuộc Thương Huyền cũng nghênh đón trưởng khống giả, hơn nữa còn là con của ngươi. Tinh linh đế quân nói thẳng ra toàn bộ kế hoạch của mình với Khương Phàm. Nàng không chỉ là đang bí mật bảo vệ Thương Huyền, cũng đang dùng hết khả năng tạo nên chủ nhân mới cho Thương Huyền. Khương Phàm yên lặng suy nghĩ, trong đầu ngẫm lại qua một lần kế hoạch của đế quân, nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu. Không thể không thừa nhận, bàn cờ này của tinh linh đế quân rất không tệ, cũng là kết cục các phương đều có thể tiếp nhận. Tinh linh đế quân tiếp tục nói. Nhưng ngươi vừa mới nói với ta, ngươi có 7 phần nắm chắc vượt qua kiếp lên trời kia. Nếu như không tính nguy hiểm bản thân thiên kiếp, chỉ nhìn các đế quân mang tới uy hiếp, thật ra là ta có 10 phần tự tin tránh khỏi bọn hắn, một mình lên trời chứng đạo. Khương Phàm không còn che giấu, không nghĩ tới tinh linh đế quân lại là hộ giả hư không đế quân khâm điểm, cũng mang ý nghĩa hai bên bọn hắn có cơ sở hợp tác, đáng để tin tưởng hơn. Ở đâu ra nắm chắc? Nắm chắc ở chỗ những hoàng nê đài kia. Xác thực mà nói, bọn chúng là phong thần đài. Thời kỳ hồng hoang,
từng cử hành qua một lần phong thần đại điển tại Thượng Thương Đế Thành. Một tòa phong thần đài, thông qua Hồng Mông Phong Bia, khống chế 18 tòa thụ phong đài. Tất cả thụ phong thần đều sẽ lưu lại tên tại Hồng Mông Phong Bia, tiếp nhận thần cách. Chủ nhân phong thần đài thì có thể trực tiếp khống chế tất cả sinh tử thụ phong thần. Quan trọng nhất chính là, phong thần đài là đăng thiên kiều nguyên thủy nhất. Khương Phàm vừa dứt lời, tinh linh đế quân bỗng nhiên đứng dậy, mê vụ chiếm cứ xung quanh đều cuồn cuộn kịch liệt, đế uy kinh khủng như là muốn nổ tung mà ra. Ngươi có thể lên trời chứng đạo tại Thương Huyền, tiếp thiên kiếp tôi thể. Khương Phàm gật đầu khẳng định. Đúng. Tinh linh đế quân quan sát Khương Phàm, chấn kinh lại khó tin. Phong thần đài hồng hoang. Đăng thiên kiều nguyên thủy. Trách không được thời điểm trận chiến thứ hai tại Thương Huyền, hắn có thể miểu sát 4 vị thần linh trong nháy mắt, trực tiếp đặt vững cơ sở thắng lợi chiến tranh. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, hắn có thể tạo nên 18 vị tân thần. Nhưng đây không phải là quan trọng nhất, quan trọng là hắn có thể lên trời tại Thương Huyền. Khi toàn bộ đế quân chờ đợi tại Thiên Khải, Khương Phàm lại trực tiếp xưng đế tại Thương Huyền. Nếu như Khương Phàm thật có thể xưng đế tại Thương Huyền, Hồng Hoang Thiên Long thì sao? Thôn Thiên Ma Hoàng thì sao? Chẳng phải là cũng có thể làm được. Tinh linh đế quân đột nhiên có chút hoảng hốt, nàng trăm phương ngàn kế mưu đồ ngàn năm, vậy mà lại uổng phí rồi. Khương Phàm nói, cảm tạ ngài đã làm tất cả vì Thương Huyền, nhưng từ giờ trở đi, ta đã có năng lực bảo vệ Thương Huyền. Tinh linh đế quân cau mày, chậm rãi ngồi xuống, vẻ mặt phức tạp nhìn Khương Phàm. Thật lâu, đế quân đưa tay. Đi nhìn con của ngươi trước đi. Chương 2954 ta tên, Khương Thương Hai. Thiên khung thần thụ trấn thủ trước địa lao, thiên nghi nữ hoàng ôn nhuận yêu nhã, xinh đẹp thiên ba, đang lặng im cùng đợi Khương Phàm đến. Gió mát thổi lất phất mái tóc dài như thác nước của nàng, trêu chọc lấy váy dài màu tím, lại thổi không tan hai đầu lông mày mang vẻ yêu sầu kia. Sớm tại ngàn năm trước, thời điểm hắn chiến tử đăng thiên kiều, nàng đã cho hắn đứng lên mộ chôn y phục và di vật, làm cái kết thúc cho mối quan hệ của bọn họ. Sau đó chút toàn bộ tâm huyết xuống đến trên thân hài tử. Nàng muốn bồi dưỡng hài tử thành đế quân tương lai, thay hắn thống ngự Thương Huyền, thay hắn bảo vệ Thương Huyền, thay hắn đối kháng Bát Châu Thập Tam Hải. Nhưng, không nghĩ tới hắn lại trùng sinh, càng là lấy uy lực sóng to quét sạch Thương Huyền, phát khởi hò hét bất khuất đến các đế tộc. Đầu tiên là bình định bát bộ, lại là chỉnh đốn trung vực, sau đó thống ngự Thương Huyền, nghênh chiến đế tộc. Hắn lấy anh tư cái thế vượt xa kiếp trước, khai sáng công tích bất hủ. Nàng hẳn là vui mừng sao? Nàng hẳn là kiêu ngạo sao? Không có. Bởi vì bất luận hắn dẫy dụa như thế nào, cuối cùng vẫn là quân cờ trên bàn cờ, không kháng nổi đế quân. Tại thời điểm tinh linh đế quân quyết định hắn mời đến đế thành, nàng đã biết mục đích của đế quân mời hắn chịu chết. Nàng bất bình, lại bất lực thay cho hắn. Hắn đi đến một bước này, đã là cực hạn, cũng đầy đủ trói lọi sử sách, nhưng lại muốn bước lên phía trước, đăng thiên kiều cao cao tại thượng kia sẽ thành đoạn hồn cầu của hắn. Mà lần này, hắn sẽ triệt để tan thành mây khói, lại không có cơ hội sống lại. Khương Phàm đi đến từ phía trước con đường đá vụn, chiến khu hư vô khoác lên áo choàng, bày biện ra hình dáng thẳng tắp oai hùng, trong đầu hư vô ẩn hiện sáng rực, giống như là đôi mắt lấp lóe. Thiên Nghi có dung nhan tuyệt lệ hoàn mỹ, trong đôi mắt sáng rực lấp lóe như tinh thần. Nàng chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, liền như đứng thành một bức tranh tuyệt mỹ, thiên khung thần thụ ở phía sau rõ ràng chiếu ánh sáng ra xa vạn trượng, nguy nga thông thiên, là tiêu điểm giữa thế gian, ở bên cạnh nàng lại biến thành bối cảnh. Nàng xinh đẹp, tĩnh mịch ưu nhã, nàng xinh đẹp, xuất trần thoát tục, nàng xinh đẹp, tự nhiên mà thành. Thiên Nghi nhìn thấy Khương Phàm đi tới, biết đế quân đã làm rõ cùng hắn. Nàng thấy không rõ hình dạng của hắn, nhưng hẳn là có thể đoán được hắn là không chịu tùy tiện thỏa hiệp. Nếu đã như thế này, để hắn nhìn hài tử, mới quyết định đi. Hắn ở phía dưới. Thiên Nghi thản nhiên khẽ nói, quay người muốn dẫn hắn xuống dưới. Đế quân nói, năm đó nàng an bài 8 người Ngọc Liên các nàng, nhưng không có nói tới nàng. Ta muốn biết, chúng ta là thật sao? Tâm tình Khương Phàm rất phức tạp. Cẩn thận hồi tưởng đoạn trải qua hoang đường năm đó, tình huống của Ngọc Liên các nàng quả thật có chút đột ngột, giống như không khỏi xen lẫn trong cùng một chỗ, mà là cả ngày pha trộn. Nhưng sau khi gặp nhau quen biết cùng Thiên Nghi, cùng yêu nhau đủ loại, lại ngọt ngào mà dịu dàng, nồng đậm mà thâm trầm, cũng lưu lại vết tích trong ký ức của hắn không thể xóa nhòa. Đến mức 2 năm sau, khi hắn kết minh cùng Xích Thiên,
trở thành chủ nhân Thương Huyền trên danh nghĩa, không để ý thiên hậu và tất cả mọi người khuyên can, cưỡng ép về tới nơi này. Nếu như đây đều là giả, Khương Phàm thật. Ngươi hoàn thành thống ngự tâm nguyện Thương Huyền, nhưng Đăng Thiên Kiều sẽ là kết thúc cuối cùng của ngươi. Mặc kệ ngươi tiếp nhận hay là không tiếp nhận, đây vẫn là số mệnh, cũng là hiện thực. Nhìn hắn một lần cuối cùng đi, để hắn kế thừa di nguyện của ngươi, tiếp quản Thương Huyền, bảo vệ Thương Huyền. Thiên Nghi đi đến con đường dễ dàng xen lẫn, biến mất bên trong quang hải hoa mỹ mông lung. Khương Phàm ngước nhìn đại thụ che trời, kiếp trước luôn muốn chuyển nó đến vạn thế hoàng thành, không nghĩ tới sau này lại bảo vệ con của hắn. Hai tử. Khương Phàm lắc đầu, đi đến con đường. Trong không gian vạn mét phía dưới, nam tử ngồi trên tế đàn được đế văn phong ấn, da thịt trắng nõn, ẩn hiện lấy hỏa văn thần bí, hơi có vẻ gầy gò, lại khuấy động năng lượng kinh khủng. Hình dạng của hắn anh tuấn đến không thể bắt bẻ, làm cho nam tử nữ tử đều muốn hâm mộ, nhưng bên trong ánh mắt này lại lộ ra mấy phần tà ác cùng giá lạnh, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Thiên Nghi đi đến không gian dưới đất, má ngọc ôn nhuận xinh đẹp toát ra mấy phần nghiêm túc hiếm thấy. Hắn tới, làm theo ta nói, chỉ nghe đừng nói, an ổn ngồi đấy. Tuân mệnh, mẫu thân đại nhân, ha ha. Nam tử ôm lấy khóe miệng, chậm rãi ngồi thẳng người, trong đôi mắt có mê quang lưu chuyển, biến mất đi phần kia tà ác, trở nên sáng tỏ mà trong suốt, khí chất cả người đều nhìn biết điều hơn rất nhiều. Hắn là hai đời phấn chiến vì Thương Huyền, chấn kinh thiên hạ, cũng rung động thời đại này, mặc dù cuối cùng bị ép chết, nhưng đều đáng để ngươi tôn trọng. Biết, mẫu thân đại nhân. Hắn xem trọng là Thương Huyền, sinh ra là Thương Huyền, chết đi là Thương Huyền, người tốt nhất để hắn cảm giác có người kế tục, chết có ý nghĩa. Trong giọng nói nghiêm túc của Thiên Nghi rõ ràng lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì nàng quá rõ ràng bản tính hài tử này. Đây không phải giáo dục không đúng phương pháp, mà là thiên tính như vậy. Về huyết mạch mà nói, hắn có thể xưng là hoàn mỹ, nhưng tương tự kế thừa rất nhiều thứ không nên kế thừa. Ví dụ như, ngang ngược, tà ác, lãnh khốc. Mà trong hoàn cảnh phong bế đến ngàn năm, những mặt trái này lại tùy tiện lan tràn, cắm rễ thật sâu trong linh hồn hắn, khó mà thanh trừ. Dễ dàng uốn lượn, mở rộng con đường sau cùng, Khương Phàm hất áo choàng lên, đi tới không gian dưới đất chói lọi ánh sáng. Khi nhìn đến hài tử, ý thức có chút hoảng hốt, vậy mà xuất hiện thiên địa vạn vật, cảnh tượng tự nhiên, chạm tới thiên địa đại táng. Thiên địa huyền hoàng, vậy mà lại ở nơi này. Khương Phàm rất nhanh đã tỉnh táo. Chư thiên lục táng cùng vĩnh hằng lục đạo cho tới bây giờ cơ bản đều đã xuất hiện, duy chỉ có thiếu thiên địa huyền hoàng bên trong sáu đạo. Trước đó từng đã đoán tại tinh linh đế tộc, không nghĩ tới sẽ là ở trên thân hài tử của hắn. Nam tử ngồi trên bệ đá cũng là hoảng hốt một lát, rõ ràng cảm nhận được cảnh tượng mênh mông chưa bao giờ có, bên trong cảnh tượng tràn ngập bảo vệ cùng hủy diệt. Thiên Nghi giới thiệu sơ lược. Hắn tên Khương Thương, lấy ý chí Thương Huyền. Chương 2955 thiếu thốn tình thương của cha. Khương Thương nhìn phụ thân, mong nhớ ngày đêm, thật sâu, mỉm cười gật đầu. Khương Thương, gặp qua phụ thân đại nhân. Mặc dù khách khí, lại mặt mỉm cười, nhưng đối với loại người biết nhiều việc đời, kinh nghiệm từng trải như Khương Phàm đây mà nói, đủ để nghe ra phần ý cân nhắc kia, không có chút tôn trọng nào. Chịu khổ. Khương Phàm cũng không trách tội. Dù sao mặc cho ai lớn lên trong loại hoàn cảnh phong bế này, tinh thần đều sẽ khác hẳn với người bình thường. Đây cũng không phải là 10 năm 20 năm, mà là dòng dã ngàn năm. Không khổ, phụ thân ở bên ngoài chém giết, vì ta tranh đấu giành thiên hạ, mới là chịu khổ. Ngài, đã chuẩn bị kỹ càng chết đi rồi sao? Nam tử nhếch miệng, lộ ra răng nanh. Đôi mắt xanh triệt hoàn toàn không có, tái hiện kỹ xảo. Khương Thương. Thiên Nghi quát tháo. Đáy mắt thanh lãnh lấp lóe ý lạnh. Chỉ nghe, không nói, biết. Phụ thân, ngài tiếp tục. Khương Thương cười nhạt, không thèm để ý chút nào. Nhân linh thể, linh văn thần hoàng, thiên phú không tồi. Khương Phàm chú ý tới phía sau lưng của hắn vậy mà liễm lấy hai cái cánh hư hóa, trời sinh thần dực. Thiên Nghi là tinh linh, hắn là thú văn nhân tộc, hài tử nên tính là huyết mạch song thần. Nhưng, thần trung quy vẫn là thần. Hắn sao có thể nhìn trộm cảnh giới bán đế? Cái này há không tương đương có tiềm lực trùng kích đế cảnh? Thiên Nghi nói với Khương Phàm. Ngươi có lời gì, có thể nói với hắn. Khương Phàm trầm mặc, trên đường tới đã suy nghĩ nên an bài hài tử này như thế nào. Lựa chọn tốt nhất đương nhiên là mang về Thương Huyền, mặc dù bây giờ dưới trướng hắn có rất nhiều cường giả,
nhưng vẫn hy vọng có thể mời chào càng nhiều cường giả, nhất là huyết mạch đặc biệt, nhưng thân phận đứa nhỏ này cũng quá đặc biệt. Hắn dùng thời gian mấy chục năm, xác định địa vị hoàng tử của Kiều Vô Hối, cũng minh xác tỏ thái độ làm trưởng khống giả thần triều. Bây giờ đột nhiên tới một tân hoàng tử. Lại còn là, chủ nhân tương lai, được tinh linh đế tộc bí mật bồi dưỡng. Lúc Khương Phàm còn không có tiến vào đã có thể đoán được tính cách hài tử này bá đạo mà cường thế, bởi vì từ ban đầu tinh linh đế tộc chính là bồi dưỡng hướng hắn đến vị trí đế quân Thương Huyền, là muốn thống ngự trăm vạn dặm Sơn Hà, đối kháng cùng 7 vị đế quân. Yếu đuối bình thản, tuyệt đối ép không được Thương Huyền, chấn không được đế quân. Bởi vì nhốt tại địa lao dài đến ngàn năm, chưa bao giờ có một lần tiếp xúc thế giới bên ngoài, tinh thần cùng tính cách cũng nhất định sẽ có chút bệnh trạng. Thân phận đặc thù như vậy, tính nghiên cứu đặc thù như thế này, nếu như đưa đến xí thiên giới, hắn thực sự không tưởng tượng ra được sẽ náo ra dạng nhiễu loạn gì. Khương Thương đánh giá Khương Phàm một hồi, cười khẽ hai tiếng, đang muốn mở miệng, lại bị Thiên Nghi quát lạnh một tiếng. Im miệng. Khương Thương xoạch hạ miệng, không lên tiếng nữa. Khương Phàm kinh ngạc liếc mắt nhìn Thiên Nghi, còn chưa từng thấy Thiên Nghi ôn nhuận ưu nhã có một mặt cương liệt như thế. Xem ra, đứa nhỏ này không bớt lo. Mẫu thân đều bức thành như thế này. Khương Phàm nói, ngươi ở chỗ này khổ sở đợi chờ ngàn năm, chỉ vì lên trời chứng đạo, thống ngự Thương Huyền, ta có thể hiểu. Nhưng, có thể ngươi sẽ phải thay đổi kỳ vọng của ngươi. Chỉ cần ta còn sống, ta chính là chủ nhân Thương Huyền. Nếu như ta chết rồi, ngươi thừa kế đã định. Lời nói này tương đương với minh xác dự tính ban đầu của mình, nhận định địa vị của Kiều Vô Hối. Khương Thương có chút nhíu mày. Nhìn về phía Thiên Nghi, chỉ miệng mình. Có thể nói chuyện không? Thiên Nghi không để ý đến hắn, lại nói với Khương Phàm. Ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng ngươi sống không qua đăng thiên kiều. Coi như ngươi may mắn xưng đế, các đế quân cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bọn hắn không chỉ có không muốn để cho Thương Huyền Đại Lục sinh ra đế quân, càng không muốn là ngươi. Chờ ngươi chết rồi, các đế quân sẽ vung tay cho bọn thái tổ toàn diện vào ở Thương Huyền. Đến lúc đó không ai có thể sống sót. Ta hy vọng ngươi thận trọng cân nhắc đề nghị của đế quân chúng ta, cho mình một cái kết thúc chẳng phải tiếc nuối, cho Thương Huyền một đế quân chân chính. Khương Phàm nói với Thiên Nghi. Thời đại của ta không có kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Thiên Nghi nói. Không cần cố chấp, ngươi có thể làm được đến trình độ bây giờ, đã là rèn đúc kỳ tích, thắng được thiên hạ tôn trọng. Nhưng, dừng ở đây được rồi, thật sự là dừng ở đây được rồi. Ngươi giãy giụa hai thế, cuối cùng thắng trời, nhưng ngươi thắng không nổi số mệnh. Ta nói, thời đại của ta vừa mới bắt đầu. Về phần hắn, Khương Phàm lần nữa nhìn Khương Thương trên tế đàn một chút, nhưng không có nói thêm cái gì, quay người rời khỏi tế đàn. Chỉ cái này. Trên tế đàn, Khương Thương buông buông tay, khôi phục nhàn tản như thường ngày, lấy tay nâng má. Xem ra, phải chờ hắn chết thật, ta mới có thể rời khỏi đây. Thiên Nghi nghiêm túc nhắc nhở. Ta dạy qua ngươi cái gì gọi là tôn trọng. Ngươi sắp chết, còn muốn tôn trọng cái gì? Hắn là phụ thân ngươi. Là phụ thân, nhưng không thân. Hắn chưa từng xuất hiện, là bởi vì hắn không biết ngươi tồn tại. Bây giờ xuất hiện, nên đền bù. Hắn sẽ đền bù. Dùng mệnh sao, ngài nói, ta đang chờ đây, nhưng hắn giống như không nguyện ý cho. Khương Thương nâng má, khóe miệng mang theo nụ cười. Đáy mắt lóe ánh sáng, khuôn mặt anh Tuấn lại có vẻ tà khí lẫm nhiên. Thiên Nghi khẽ nói, vẻ mặt phức tạp. Hắn sẽ cho, chỉ là cần thời gian. Khương Thương cười gằn, ngửa mặt nằm chết dí trên bệ đá, nhìn địa lao lấp lóe ánh sáng, tự lẩm bẩm. Thế giới bên ngoài, sẽ là như thế nào đây? Chờ mong thật. Tinh linh đại điện. Hài tử ở lại nơi này trước, chờ ta đã suy nghĩ kỹ lại mang đi. Khương Phàm lại tới trước mặt tinh linh đế quân. Gặp được hài tử, đặc biệt khác xa so với những gì hắn nghĩ. Hắn cần trở về bàn cùng thiên hậu, thương lượng một chút xem nên đối đãi hài tử đột nhiên xuất hiện này như thế nào. Nếu ngươi đã nói phong thần đài có thể lên trời chứng đạo, sớm muộn hắn vẫn phải đi qua, tốt nhất ngươi có thể xử lý thỏa đáng trong xí thiên giới. Tinh linh đế quân hoàn toàn cao ngạo lạnh nhạt như trước đây, nhưng ngữ khí rõ ràng không giống với lúc trước. Bây giờ mặc dù Khương Phàm vẫn là bán đế, nhưng bởi vì hắn nắm phong thần đài trong tay, cơ hồ có hy vọng nhìn thấy xưng đế, cũng chính là sắp đạt tới vấn đề ngang hàng cùng với nàng. Chương 2956 Hỏa Linh Nhi 1. Ta biết. Khương Phàm hơi suy nghĩ,
cẩn thận hỏi. Đứa nhỏ này thật sự là của Thiên Nghi. Ngươi không cảm giác được huyết mạch của ngươi. Tinh Linh Đế Quân ngữ khí lạnh lùng. Ta có thể cảm nhận được, chỉ là... Hắn chính là của ngươi. Tinh linh tộc không có loạn như ngươi nghĩ. Ta biết là của ta, nhưng... Là ta cùng Thiên Nghi sao? Ta không có ý phủ nhận, chỉ là cảm giác... Là lạ. Khương Phàm cảm giác là lạ ở chỗ nào đó. Nếu hài tử kia có thể nhìn trộm cảnh giới bán đế, khẳng định là tiềm lực đế mạch, nhưng thời điểm lúc trước hắn, kích tình, cùng Thiên Nghi, chỉ là cảnh giới thánh hoàng sơ kỳ, huyết mạch chu tước còn không có hoàn toàn kích phát ra đến. Mặc dù Thiên Nghi đã là tinh linh nữ hoàng, nhưng cũng là thần mạch, hai thần mạch làm sao có thể tạo ra đế mạch. Hai tử kia còn trời sinh hai cánh, hiển nhiên là có đặc thù của yêu thú. Nhân, yêu, linh tam mạch giao hòa. Là tính bao dung đặc biệt của tinh linh, đạt được kích phát truyền thừa trên dòng dõi sao. Đế mạch, từ xưa đến nay, mặc kệ là nhân tộc yêu tộc, hay là ma tộc linh tộc, đế mạch đều có vài người, cũng cơ hồ là cố định. Duy chỉ có dị loại như thiên hậu kia, vẫn còn phải nhận tổ kỳ lân, kim hống, đăng xa, thái âm thiên thố và các siêu cấp tổ thú thần mạch kích phát, gần như bạo lực thúc thăng, mới hoàn thành biến đổi. Bây giờ lại toát ra đế mạch mới. Muốn nói bên trong không có vấn đề, mới là vấn đề lớn. Tinh linh đế quân uy nghiêm nói. Sinh ra đế mạch, ngươi hẳn là vui mừng, ta có thể minh xác cam đoan với ngươi, hắn chính là hài tử của ngươi cùng Thiên Nghi. Khương Phàm chậm rãi gật đầu, ngược lại lại nói. Còn gì nữa không? Còn có cái gì? Ta cùng Ngọc Liên các nàng có hài tử không? Lúc Khương Phàm nói thoáng kéo căng, thật sợ toát ra câu có. Lúc trước ở cùng Ngọc Liên các nàng dày vò trọn vẹn hơn nửa năm, không nói là hàng đêm sinh ca đều không khác mấy. Nhất là tinh linh Ngọc Liên cùng linh thể Thanh Hoan, thật sự là quá mê người, hắn liền đuổi theo nghiệt, không dứt liều chết triền miên. Tinh linh đế quân ngồi ngay ngắn ở chỗ cao, mê vụ vần quanh, che giấu dung nhan ngạo thế xinh đẹp tuyệt nhân gian, cũng áp chế đế uy kinh khủng. Khương Phàm cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua phía trên, tại sao không nói chuyện? Mẫu thân nó, sẽ không phải còn có đấy chứ? Ngươi thay đổi rồi. Tinh linh đế quân trầm mặc thật lâu mới khẽ mở môi đỏ. Ta cái gì? Ngươi không nhớ rõ dáng vẻ kiếp trước của ngươi rồi. Cái này, ha ha. Nhớ kỹ. Khương Phàm lúng túng cười khẽ, hình ảnh năm đó rõ mồn một ở trước mắt, điên cuồng lại hoang đường, đơn giản nghĩ lại mà kinh. Hắn cũng không dám tin tưởng kiếp trước mình sẽ như thế. Phóng khoáng. Ngươi không nhớ rõ tuyên ngôn hào tình tráng chí năm đó của ngươi rồi. Ngạch, nhớ kỹ. Khương Phàm cho dù đều đã sắp là bán đế, giờ phút này cũng nhịn không được mà duỗi ra ngón tay hư vô gãi gãi. Đầu, năm đó hắn đứng tại đế thành cao ngạo tuyên bố muốn vẩy hạt giống khắp tinh linh đế thành. Bây giờ nhớ tới thật sự là, xấu hổ lại hỗn đản. Ngươi trở về đi. Tinh linh đế quân lãnh đạm nói. Có hay không có hài tử khác? Không liên hệ gì tới ngươi. Có hay không? Ngọc Liên thai nghén qua. A, chết từ trong trứng nước. Năm đó tinh linh đế quân chọn lựa hầu hạ đều là các mặt thích hợp nhất, nhưng dày vò mấy tháng, chỉ có Ngọc Liên thành công. Nhưng lại chết hiểu rất nhanh. Nàng không thể nào vĩnh viễn vây Khương Phàm kiếp trước ở đế thành, để tránh gây nên cảnh giác không cần thiết, cho nên nàng liền. Khương Phàm ung dung thở dài, kiếp trước thật sự là nghiệp chướng. Ngươi không cần cảm giác thua thiệt ai, các nàng đều là tự nguyện, cũng là đang lợi dụng ngươi. Ngươi, đi thôi. Chờ một chút, ta còn có sự kiện muốn nhờ ngài. Tại khi ta được đến cánh cửa hư không trước, tinh linh đế tộc không thể nào trực tiếp đứng ở một bên thương huyền các ngươi. Không phải cái này, ta có một linh thể, muốn ngài giúp ta chiếu khán. Dạng linh thể gì? Thái độ của tinh linh đế quân hơi chậm lại. Rất nhiều năm trước, ta từ trong một chỗ di tích cổ phát hiện một tòa luyện binh tràng dưới mặt đất. Bên trong tòa luyện binh tràng kia khắp nơi trên đất đều là đám cháy, đều là chút di tích thánh hỏa, thiên hỏa, còn có thái âm đồ đằng cùng thái dương đồ đằng tọa chấn. Có 5 kiện hỗn thiên linh bảo hoàn toàn mới bảo vệ. Kỳ quái là, bên trong luyện binh lô có đoàn hỏa chủng lại dựng dục ra linh thể. Lúc mới bắt đầu, ta suy đoán luyện binh lô là loại luyện hỏa, tập kết vạn hỏa thiên hạ, tái hiện hỗn độn nguyên hỏa. Nhưng căn cứ tình huống hiện trường, cùng đến quan sát tiếp đấy sau này, ta hoài nghi trong quá trình đoàn tụ hỗn độn nguyên hỏa rất có thể gia nhập hỏa diễm khác, cho nên sau này ta vẫn luôn xưng nó là nguyên hỏa vạn vật. Tốc độ phát triển của nó rất nhanh. Hoàn toàn có thể đuổi theo ta trưởng thành, càng tương xứng cùng bát hoang tuyệt diễm.
phần thiên diệt thế viêm của ta là thai nghén chu tước siêu thần viêm, đồng bộ cùng tốc độ phát triển của ta, bát hoang tuyệt diễm là thần hỏa chiến tranh, nhận loạn thế thiên hạ ảnh hưởng, bây giờ trở nên vô cùng khủng bố, nhưng nó, từ đầu đến cuối đều không có rơi xuống chút nào, càng làm cho ta ngoài ý muốn chính là, nó còn đang trưởng thành. Khương Phàm chưa bao giờ buông tha nghiên cứu đối với hỏa linh, nhưng thật sự tìm không thấy phương hướng nghiên cứu, mà hỏa linh an phận vừa đáng yêu, không có biểu hiện ra nguy hại gì, cả ngày chiếm cứ trưởng thành trong phần thiên chiến vực, chỉ có cần thời điểm đi ra hỗ trợ. Hắn còn hỏi qua thần thụ thế giới, nhưng thần thụ đáp lại là trước khi hắn tìm tới thượng cổ thần đình nơi đó đã tồn tại. Nơi này là tinh linh đế tộc, càng là thế giới linh tộc, đối với vấn đề này tự nhiên có nghiên cứu cực sâu, có lẽ nơi này có thể tháo bí mật về hỏa linh. Vì thế, sớm tại trước khi tới đây hắn đã đến thượng cổ thần đình, cất cả tòa không gian dưới đất bên trong liên đới với luyện binh lô cùng thu vào thông thiên tháp. Ngươi muốn biết cái gì? Tinh linh đế quân hào hứng, năm kiện hỗn thiên linh bảo. Nguyên hỏa vạn vật, cơ duyên của gia hỏa này thật rất lớn. Một kiện hồn thiên linh bảo đều có thể tạo nên một thế lực cấp hoàng đạo, vậy mà hắn không công đạt được 5 cái. Nó rốt cuộc là linh thể gì, tiềm lực có thể tới một bước nào? Chương 2957 Hỏa Linh Nhi 2. Khương Phàm ở chung cùng hỏa linh lâu như vậy, hắn biết không nguy hại, huống chi bây giờ cũng không sợ nguy hại, nhưng ở sâu trong nội tâm của hắn vẫn rất chờ mong tiềm lực chân chính của hỏa linh có thể tới một bước nào đó. Lúc ấy một mực ngủ say. Lúc ấy là nó vừa ra đời. Sau đó ngươi một mực mang theo bên mình. Một mực ở bên cạnh ta. Tinh linh đế quân tự định giá một lát, nói. Liên quan tới luyện binh chàng kia, còn có bí mật gì khác không? Nếu như ngươi thực tình muốn ta nghiên cứu thì đều nói toàn bộ tình huống cho ta biết. Khương Phàm hơi do dự, thản nhiên nói. Cái chỗ kia là thượng cổ thần đình. Ở nơi nào? Một mực phiêu lưu ở trong hư không, là một di tích đặc thù thời đại thượng cổ. Còn gì nữa không? Nơi đó có một gốc thần thụ thế giới bảo vệ, cũng chính là thế giới hỗn độn ta cho nổ tung lúc mới bắt đầu đại chiến tại Thương Huyền kia. Thần thụ thế giới kia, đã tồn tại mấy chục vạn năm, bồi dưỡng được nhiều vị thần linh, ngay cả xí thiên giới đều là nó diễn sinh. Sắc mặt tinh linh đế quân thay đổi, gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật. Nhưng, thời điểm thần thụ thế giới tìm tới thượng cổ thần đình, đại khái là tại 20 vạn năm trước. Vào lúc đó, luyện binh chàng dưới mặt đất đã tồn tại. Đúng, luyện binh chàng dưới mặt đất không chỉ là có thần binh bảo vệ, kỳ thật còn có một loại thụ yêu đặc thù, vạn linh huyết thụ. Ngươi còn có vạn linh huyết thụ. Tinh linh đế quân làm chủ nhân linh tộc, đối với tình huống tất cả thụ yêu đều hiểu rất rõ. Vạn linh huyết thụ không thể nghi ngờ là một loại thần thụ chiến đấu, tiềm lực cực kỳ to lớn. Nhưng, muốn sinh ra vạn linh huyết thụ, cần điều kiện cùng tài nguyên cực kỳ hà khắc. Từ xưa đến nay, đều là sau khi chiến tranh khoáng thế mới có thể xuất hiện. Trước đó có, sau này thì chết rồi, bị đám ngu xuẩn trấn Nam yêu quốc kia chà đạp. Khương Phàm nhắc đến này, trong lòng liền tiếc nuối. Tiếp tục, còn có bí mật gì? Thượng cổ thần đình cất giấu rất nhiều bí mật cùng bảo vật. Ví dụ như thứ trên cổ ta, tên là Thái Cổ Thông Thiên Tháp, cũng gọi là Thượng Cổ Thông Thiên Tháp, lấy từ trụ trời Thái Cổ, thành hình Thượng Cổ Thiên Đình, có thể lên Thông Thiên Khải. Hạ đạt U Minh, có thể cấm sơn sông, trấn vạn hồn, còn có nhân yêu ma linh. Ví dụ như, một loại truyền thừa ta đạt được từ nơi đó, tên là Bát Cấm Thánh Thiên Quyết, nhưng thật ra là truyền thừa của Vô Lượng Đế Quân, chí tôn nhân tộc Hồng Hoang, nội công tuyệt học cho nhân tộc. Còn gì nữa không? Vẻ mặt tinh linh đế quân thay đổi. Tạm thời chỉ chút này, mặc dù Thông Thiên Tháp, Vạn Linh Huyết Thụ, Bát Cấm Thánh Thiên Quyết, Thái Âm Thái Dương Đồ đằng các loại, đều là bảo vật rất rung động. Nhưng ta phỏng đoán, luyện binh chàng dưới mặt đất mới là bí mật thật sự của thượng cổ thần đình, mà hỏa linh trong trứng thì là bí mật lớn nhất của luyện binh chàng dưới mặt đất. Trước đó Khương Phàm không có cảm nhận như vậy, nhưng theo hỏa linh trưởng thành vô hạn độ, hắn càng ý thức được không ổn. Tinh linh đế quân nói, nếu như ngươi tin tưởng ta, thì để nàng ở lại nơi này, ta sẽ thử tìm đáp án. Ngài bị liên lụy, nhưng tuyệt đối không được tổn thương nàng, có biến thì kịp thời liên hệ ta. Khương Phàm từ tách hỏa linh nhi ra từ bên trong phần thiên luyện vực. Tiểu gia hỏa cao lớn hơn không ít so với ban đầu, nhưng cũng chỉ khoảng nửa mét. Cái đuôi mảnh khảnh chiếm bộ phận lớn, nửa người trên đẹp đẽ tiểu xảo, da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, bộ dáng đáng yêu, chỉ là hai con ngươi màu trắng nhìn rất quỷ dị. Đuôi rắn của nàng quay quanh ở cánh tay Khương Phàm,
ưỡn thẳng thân trên, tò mò nhìn xung quanh. Chính là nó. Vậy mà tinh linh đế quân không có cảm nhận được năng lượng hỏa diễm từ trên người nó. Bình thường nó không hề tiêu tán năng lượng, nhưng thời điểm bộc phát lại tương xứng cùng bát hoang tuyệt diễm. Khương Phàm giơ tiểu gia hỏa lên. Bát hoang tuyệt diễm là thần hỏa chiến tranh sinh ra, thần hỏa tai nạn từ hậu kỳ hồng hoang. Mỗi khi thế giới phát sinh kịch biến đều sẽ thức tỉnh hiện thế, uy lực khủng bố, nghe nói vượt qua phạm trù thần viêm. Tinh linh đế quân nói, đi xuống đài cao, đi tới trước mặt Khương Phàm. Tiểu gia hỏa ngoẹo đầu, tò mò nhìn nữ tử thần bí trước mặt, đuôi rắn chậm rãi kéo căng, vảy dày đặc cũng hơi run run. Nàng cảm nhận được uy hiếp. Nàng sẽ không tổn thương ngươi, buông lỏng, buông lỏng. Đầu ngón tay Khương Phàm nhẹ nhàng xẹt qua đuôi rắn của nàng, đưa nàng tới trước mặt đế quân. Tinh linh đế quân đưa đầu ngón tay phiêu khởi mê quang hoa mỹ, bao phủ hỏa linh nhi, đầu ngón tay lật một cái, nhận được nó đến trên tay mình. Chiếu cố nàng thật tốt, tuyệt đối không được để nàng. Khương Phàm ngẩng đầu, tương đối cùng tinh linh đế quân, nhưng giờ khắc này, hắn nao nao, con mắt, trừng lớn khó có thể tin được mà nhìn đế quân ở trước mặt. Tinh linh đế quân đang đứng ở trước mặt Khương Phàm, bởi vì quá chú ý tinh linh, quên duy trì mê quang mông lung xung quanh, đến mức hoàn toàn lộ rõ tại trước mặt Khương Phàm, lộ ra bộ dáng chân thực. Thiên nghi. Giọng Khương Phàm đột nhiên nhấc lên, cơ hồ là thét lên. Tinh linh đế quân vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện, còn tưởng rằng là thiên nghi tới, nhưng rất nhanh đã bừng tỉnh, như thiểm điện kéo dài khoảng cách, mê vụ cuồn cuộn, bao phủ chân thân. Ngươi, ngươi ngươi. Khương Phàm nói lắp. Hoa mắt. Không thể nào, hắn nhìn rõ ràng. Đây không phải chính là thiên nghi sao? Kiếp trước hắn cùng thiên nghi pha trộn dòng dã 2 tháng, mà bộ dáng dáng người thiên nghi có thể xưng là xinh đẹp tuyệt trần, cho dù ai nhìn thấy một chút cũng đều có thể ghi khắc chúng sinh. Vậy mà bộ dáng đế quân và thiên nghi lại giống nhau như đúc. Hoặc là nói, chính là thiên nghi. Ngươi nhìn lầm rồi. Tinh linh đế quân thoáng bối rối, nhanh chóng lui trở về chỗ cao, kéo ra khoảng cách an toàn. Ta là hư vô, nhưng ta không mù. Ngài và thiên nghi có quan hệ thế nào? Khương Phàm nhanh quay ngược tâm tư trở lại, đột nhiên giống như bắt lấy cái gì đó. Hắn và thiên nghi đều là thần mạch, hoặc là nói lúc ấy hắn còn không tính là thần mạch, làm sao có thể tạo nên truyền nhân đế mạch. Mẫu thân nó, lúc ấy rốt cuộc là thiên nghi, hay là tinh linh đế quân? Lại mẫu thân nó, đều thử qua. Khương Phàm muốn điên rồi. Nửa năm hoang đường kiếp trước cái kia, giống như càng hoang đường xa so với những gì hắn nghĩ. Chương 2958 chân thân của đế quân. Tinh linh đế quân thoáng tỉnh táo, nói. Thiên nghi chỉ là một tộc nhân trong tinh linh tộc chúng ta khá giống ta. Khương Phàm nhìn chằm chằm tinh linh đế quân. Vậy ngài lui cái gì? Ngài vội cái gì? Tinh linh đế quân nói. Ta chưa bao giờ lấy chân thân gặp người khác, cũng không muốn gặp người khác, đây là tư ẩn. Khương Phàm kiên trì nói. Khương Thương kia là xảy ra chuyện gì? Sao hắn có thể có đế mạch? Tinh linh đế quân hoàn toàn khôi phục tỉnh táo, lạnh nhạt nói. Trưởng thành, lúc bắt đầu hắn không phải như vậy, là tinh linh đế tộc không ngừng kích phát tiềm lực, thăng hoa ra đế mạch cho hắn. Kiều vô hối của ngươi, lúc bắt đầu chính là thần mạch sao? Nhưng đây là đế mạch, không có tiềm lực tuyệt đối, mạnh hơn đều khó có khả năng thăng hoa đi ra. Mọi thứ không có tuyệt đối. Năm đó ngươi thai nghén kiều vô hối, chính vào lúc thần linh đỉnh phong. Lại còn là thời kỳ đặc thù sắp hư hóa, theo lý vốn không có cơ hội sinh dục. Nhưng Kiều Hinh còn không phải là vì ngươi sinh ra hài tử. Có thể Khương Thương. Ngươi đang chất vấn cái gì? Thiên nghi là hài tử của ta. Ta đường đường là tinh linh đế quân, ai xứng để cho ta sinh dục? Ta thì có thể sinh dục như thế nào? Ta nói là. Khương Phàm há hốc mồm, lại không tiện nói xuống. Không nên suy nghĩ bậy bạ, cũng đừng si tâm vọng tưởng. Tinh linh đế quân nghiêm túc lạnh lùng, đè xuống tiếng chất vấn của Khương Phàm. Lúc này, thiên nghi nữ hoàng vừa vặn từ ngoài điện đi tới. Khương Phàm quay đầu nhìn bộ dáng, khí chất, dáng người tuyệt diệu đến hoàn mỹ của thiên nghi, lại hồi tưởng tinh linh đế quân vừa mới nhìn thấy, càng kiên trì suy đoán của mình, đây hoàn toàn chính là giống nhau như đúc. Nhưng, làm sao có thể chứ? Xem như mẫu tử, đều khó có khả năng tương tự như thế này. Phân thân. Trong đầu Khương Phàm đột nhiên xuất hiện một ý tưởng. Giống với, hướng vãn đồng như thế. Tinh linh đế quân nhìn Khương Phàm còn đang, nghĩ lung tung, uy nghiêm ra lệnh trục khách.
Hỏa Linh ở lại chỗ ta, ta sẽ chiếu cố tốt nó, ngươi có thể đi. Thiên Nghi Nữ Hoàng nhìn đế quân, lại nhìn Khương Phàm, hắn làm cái gì, lại chọc giận đế quân. Huyền Thổ Chiến Thần cũng đi theo vào, vẻ mặt quái dị. Dám trêu chọc đế quân, gia hỏa này có chút gan lớn. Linh Nhi làm phiền ngài, có biến nhất định phải liên hệ ta. Khương Phàm không còn kiên trì, sượt qua người Thiên Nghi, đi tới ngoài điện, phóng ra toàn bộ luyện binh tràng. Không chỉ có luyện binh lô, còn có di tích ngay lúc đó, thanh thế kịch liệt, hấp dẫn rất nhiều tinh linh tộc cùng linh thể chú ý. Bên trong còn có Ngọc Liên, Thanh Hoan và những người quen kiếp trước. Thời điểm Khương Phàm nhìn về phía các nàng, lại là lấy được sắc mặt lãnh đạm, giống như đã không còn quen biết. Cáo từ. Trong lòng Khương Phàm buồn khổ, cũng không dám lại trêu chọc, hắn đi đến tế đàn không gian, rời khỏi đế thành. Cho đến giờ phút này, vẻ mặt giá lạnh của Ngọc Liên và tám vị nữ tử mới buông lỏng ra, tầm mắt cụp xuống, tinh thần chán nản. Trong đại điện, Phong Thần Đài Hồng Hoang, Đăng Thiên Kiều Nguyên Thủy. Thiên Nghi Nữ Hoàng khó có thể tin nhìn qua đế quân ở chỗ cao. Huyền Thổ Chiến Thần, Diệu Thiên Nữ Hoàng và các thần linh cũng đều chấn động đến hoảng hốt. Hoàng Nê Đài lại có bí mật như thế này. Thượng Thương Đế Thành Phong Thần Đại Điển. Hắn lại có thể được đến vũ khí khủng bố như thế. Nếu quả thật có thể lên trời chứng đạo tại Thương Huyền, tất cả đế quân đều trở tay không kịp, chờ bọn hắn kịp phản ứng, hắn thật đã xưng đế tại Thương Huyền. Hẳn là không sai được, hắn không cần thiết nói láo ở trên đây. Tinh linh đế quân cơ hồ có thể tưởng tượng đến, sắc mặt bảy vị đế quân khi nhận được tin tức 3 năm sau, chỉ sợ toàn bộ thiên khải chiến trường đều sẽ vang triệt tiếng chửi rủa không có chút hình tượng nào của bọn hắn. Nếu như hắn nắm con đường lên trời trong tay, lại hủy Đăng Thiên Kiều Thiên Khải, sau này chẳng phải Thương Huyền chính là trung tâm thiên hạ thật sự. Thiên Nghi đột nhiên nghĩ đến một điểm mấu chốt, trên trời có Đăng Thiên Kiều, Thương Huyền còn có Đăng Thiên Kiều, lấy tính tình Khương Phàm thì cái gì cũng đều làm được. Nếu thật sự là như thế, từ hôm nay trở về sau, thiên hạ sinh ra đế quân, đều để cho Thương Huyền định đoạt. Nghĩ tới đây, Thiên Nghi lại dùng mình một cái, hắn là muốn làm chủ nhân Thương Huyền sao? Hắn là muốn làm chủ nhân thiên hạ. Diệu Thiên Nữ Hoàng, Huyền Thổ Chiến Thần bọn hắn trao đổi ánh mắt. Giờ khắc này, hình tượng và địa vị của Khương Phàm trong lòng bọn họ đã thay đổi hoàn toàn. Không còn là người sắp chết, mà là chuẩn đế quân chân chính có khả năng lên trời xưng đế. Cơ duyên hắn lấy được kiếp này, rất khác thường. Kỳ thật tinh linh đế quân càng cảnh giác nhiều hơn. Mặc dù Khương Phàm sinh ra tương đương với Thương Huyền 30.000 năm, hậu tích bạc phát, là 30.000 năm kiềm chế đột nhiên bộc phát, nhất định sẽ vô cùng mạnh mẽ, nhưng phải chăng cái sự mạnh mẽ này là quá mức? Lại là thế giới hỗn độn, lại là thượng cổ thần đình, còn có đan hoàng thần bí, hồng hoang thiên long, thôn thiên ma hoàng vân vân. Đây quả thật sự không phải là đang tạo đế, càng giống như là tại tạo chủ nhân chúng sinh, tạo thương thiên vạn vật. Chẳng lẽ, tinh linh đế quân sắc mặt hơi biến đổi, đột nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng. Chẳng lẽ cái gì? Thiên Nghi là tinh linh đế quân phân liệt, giữa nhau tồn tại liên hệ vi diệu, nàng có thể phát giác được đế quân đột nhiên xuất hiện cảm giác hồi hộp. 3 vạn năm trước, đã từng phát sinh qua thiên khải hoàng hôn. Tất cả thần linh, tất cả đế quân đều chết tại chiến trường thiên khải, tất cả hoàng thành, đế thành thiên khải, đều bị vô tình phá hủy. Thiên khải chiến trường 100 vạn dặm, biến thành mảnh đất chết, thây ngang khắp đồng. Chỉ có chúng ta ở lại phía dưới may mắn thoát khỏi cái khó, cũng một mực không có dám đến thiên khải điều tra. Hư không đế quân đều là sau 3 năm tai nạn phát sinh mới quay về Thương Huyền. Đối với chuyện phát sinh ngay lúc đó, chúng ta biết đến không nhiều, hư không đế quân cũng có giải thích rất nhiều, biết đến duy nhất là. Chuyện xảy ra giữa 100 năm trước, từng xuất hiện truyền thừa cùng loại với thời đại này. Ta thấy chư vị đế quân bây giờ cũng ý thức được cái vấn đề này, nhưng Khương Phàm cho thấy dã tâm cùng thực lực, không thể không kéo tinh lực của bọn hắn đến Thương Huyền. Cho dù gặp gỡ một thời gian trước, ta nhắc đến chuyện này, bọn hắn cũng là muốn giải quyết Khương Phàm trước, lại đưa ra thời gian ứng phó sự kiện truyền thừa này, tìm kiếm bí mật của năm đó. Chương 2959 bất ngờ nghe tin dữ. Tinh linh đế quân đột nhiên liên hệ Khương Phàm cùng vụ tai nạn kia đến cùng một chỗ, chẳng lẽ nói. Giữa bọn hắn có liên hệ đặc thù, thế giới tạo trời, là muốn ứng phó trận nguy cơ kia. Ý của ngài là, trận nguy cơ kia thật sự muốn tới. Thiên Nghi nghe đế quân nói qua, đó là thế giới tận thế, chư thần hoàng hôn, nhưng bởi vì rất xa xôi, không có thật sự coi trọng qua.
chỉ sợ là như vậy. Không phải ngài có thể nói một chút cùng các đế quân? Nếu Cửu Châu đế quân đều đã từng chiến tử Thiên Khải, bây giờ nguy cơ xuất hiện lần nữa, hẳn là càng nên dắt tay cùng nhau ứng đối. Bàn bạc như thế nào? Bàn bạc Khương Phàm có được thiên mệnh, ứng phó nguy cơ Thiên Khải. Bọn hắn không tin. Tinh linh đế quân chậm rãi lắc đầu, đối với những đế quân kia nàng quá hiểu rồi. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Đây là chuyện của Khương Phàm, chúng ta không cần hao tâm tổn trí. Chờ hắn trưởng thành đi, thật đến khi hắn siêu thần xưng đế, cùng 7 vị đế quân chính diện đối quyết, mới có tư cách đàm phán. Khương Thương thì sao? Giao tài nguyên chúng ta chuẩn bị cho hắn đi, mau chóng biến đổi đến bán đế, đến Thương Huyền nghênh đón thiên kiếp. Nếu 2 năm sau cánh cửa hư không đến, Khương Phàm tất xưng đế trong 3 năm đó, để phụ tử bọn hắn cùng nhau ứng đối đế quân các phương. Kế hoạch, chủ nhân Thương Huyền, tinh linh đế quân mưu đồ ngàn năm vậy mà lại chết hiểu, không khỏi có chút thất lạc. Nhưng nếu quả như thật sự là có nguy cơ càng kinh khủng, siêu cấp đế quân bọn hắn mưu đồ bí mật ngàn năm, hẳn là có thể phát huy tác dụng vốn có. Ta sẽ cố gắng thay đổi thái độ của hắn, nhưng... khó. Thiên Nghi lắc đầu, mặc dù tin tưởng tiềm lực của Khương Thương, hẳn là có thể hoàn toàn hư hóa trong thời gian ngắn. Nhưng, từ ngàn năm nay, bọn hắn đều đang dạy Khương Thương thống ngự Thương Huyền như thế nào, nghênh chiến đế quân như thế nào, đứng ngạo nghễ giữa trời như thế nào, quan sát chúng sinh như thế nào. Trong ý thức của Khương Thương, hắn chính là chủ nhân Thương Huyền, nơi đó chính là lãnh địa của hắn, thậm chí Khương Phàm chính là phải cho hắn hy sinh. Ngàn năm rồi, tư tưởng đã thâm căn cố đế, chấp niệm đã sâu tận xương tủy. Muốn thay đổi tâm tính ngàn năm trong vài năm ngắn ngủi, khó. Khương Phàm vượt qua con đường không gian, giáng lâm đến trên tế đàn sinh mệnh thần điện. Nhưng không có gấp đi xuống, mà lại yên lặng đứng trên đó phía, đắng chát lắc đầu. Hài tử. Vậy mà lại xuất hiện một hài tử. Đế mạch A. Kiều Vô Hối là huyết mạch thần hoàng, cuối cùng chỉ có thể là thần linh. Duy chỉ có Chu Tước có thể nhìn trộm đế cảnh, nhưng Chu Tước chỉ có thể là truyền thừa đơn độc, một khi một thời đại có Chu Tước liền không khả năng lại có cái thứ hai. Mà không giống Cự Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, thời điểm đế quân tồn tại, đã có thể bồi dưỡng bán đế. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu huyết mạch Chu Tước thường xuyên xuất hiện đứt gãy. Nếu thật muốn tính toán ra, tuổi tác Khương Thương đều lớn rất nhiều so với Kiều Vô Hối. Cho nên, bất luận là tuổi tác, hay là tiềm lực, đều muốn vượt qua Kiều Vô Hối, một khi hắn đưa đến xí thiên giới, chắc chắn sẽ dẫn phát dung chuyển không cần thiết. Khương Phàm lắc đầu, trong lòng hắn, Kiều Vô Hối kế thừa địa vị là không thể lay động. Không chỉ là hắn thua thiệt mẫu tử Kiều Vô Hối quá nhiều, càng quan trọng hơn là Kiều Vô Hối đã bồi tiếp hắn đã trải qua quá nửa chiến tranh, mỗi lần đều là vọt tới phía trước nhất, mỗi lần đều là gánh chịu nguy hiểm nhất, đã từng nhiều lần ngăn cơn sóng dữ. Nói câu nghiêm trọng, nếu như không có Kiều Vô Hối, hắn rất khó lấy được thắng lợi bây giờ, chí ít là không thể nào nhanh như vậy. Nhưng, Khương Thương khẳng định là phải tới. Nếu là đế mạch, lại còn là đời sau của mình, đã làm cho bồi dưỡng đến đế cảnh, hậu kỳ càng có thể bồi tiếp hắn nghênh chiến người giết trời. Muốn nghênh chiến người giết trời, nhất định là phải chiến tử. Dù sao hắn cũng đều muốn chiến tử. Nếu muốn dẫn lấy Khương Thương chiến tử, Khương Phàm làm sao có thể giữ vững lạnh nhạt, làm sao không cho tôn trọng cùng làm bạn. Ai? Khương Phàm đứng trên tế đàn trống trải, lòng tràn đầy ưu sầu. Tu La còn chưa ra đời, như thế nào lại mang về xí thiên giới một vấn đề nan giải? Cảnh giới của hắn vẫn chưa hoàn toàn hư hóa, xưng đế còn xa xa khó vời. Đế quân uy hiếp như lửa xém lông mày, sau khi lên trời nhất định còn phải trải qua ác chiến. Người giết trời có thể giáng lâm bất cứ lúc nào, tai nạn quét sạch thiên khải. Toàn thân hắn đã đầy phiền toái, vậy mà lại nhiều thêm một hài tử. Không những thế mà đứa nhỏ này tiềm lực còn rất đủ. Hắn cũng không biết là nên vui mừng, hay là nên đau đớn. Nhìn bộ dạng ngài như thế này, là không có lấy tới chỗ tốt từ tinh linh đế thành nhỉ. Tiếng thiên bảo thánh thụ trêu tức kéo Khương Phàm về hiện thực. Có hứng thú đến xí thiên giới ngồi một chút hay không? Khương Phàm cưỡng để tinh thần. Tạ ơn có ý tốt, ta ở chỗ này ở quen thuộc, không có ý định đổi chỗ. Chỉ là ngồi một chút mà thôi. Ngồi một chút, làm khách bên trong ổ thổ phỉ, ta là ngại mình quá mập rồi. Chúng ta đều là người tốt. Khương Phàm cười nhạt, điều tra lên năng lượng trong sinh mệnh thần điện. Lúc rời khỏi cùng Ngọc Liên trước đó, đã nhận ra một loại khí tức thần bí lại đặc biệt.
Thiên Bảo Thánh Thụ tranh thủ thời gian quơ chạc cây quấy nhiễu. Ngài cũng nên đi rồi, nhất định phải lấy sạch của chúng ta sao? Khương Phàm cẩn thận tra xét lại, vậy mà không có loại cảm giác ấy. Ẩn nấp rồi. Thiên Bảo Thánh Thụ nói. Ngài còn thiếu bảo bối sao? Thần Dương Huyết cùng Thần Cốt Linh Tủy đều quý giá tất cả bảo bối thiên hạ so với không thể. Khương Phàm tiếp tục nhìn rừng rậm tươi tốt linh thú xung quanh, nói. Con người của ta, không nói kiến thức rộng rãi, nhưng cũng là trải qua sóng to gió lớn, ta có thể còn sống sót, đúng là có thành phần vận khí, nhưng cũng là bởi vì suy nghĩ của ta đây so với người bình thường một chút. Có ý gì? Lần đầu tiên ta mang cổ tác nhân tới đây, hắn rất ngạc nhiên lại không biết nơi này, nhưng hắn hết lần này tới lần khác nói mình là nhờ vào sinh mệnh thần điện trợ giúp, mới vượt qua giai đoạn gian nan nhất. Cũng đúng là đã nhận lấy sinh mệnh thần điện duy trì, mới có thể trưởng thành đến Thánh Hoàng trong thời gian ngắn. Chương 2960 vẫn là ta sao? Lại về sau, chính hắn về tới nơi này, tìm kiếm đáp án. Sau khi trở về mặc dù không nói gì, nhưng nhìn cái bộ dáng thoải mái kia, hẳn là tìm tới đáp án. Chúng ta xác thực không biết hắn. Thiên Bảo Thánh Thụ vừa muốn phủ nhận, lại bị Khương Phàm đưa tay chặn ngang. Lúc ấy ta không để ý. Cho đến sau này, ta ở ngoài xí thiên giới gặp một nữ tử thần bí. Một nữ tử cường đại có thể khuyên lui man hoang đế tổ, đại khái đoán chừng, hẳn là đế cảnh. Thương huyền minh mông trăm vạn dặm, cất giấu một người, rất dễ dàng, nhưng nếu là giấu đế quân. Ha ha, đế cũng là muốn mặt mũi, không thể nào ở tại nơi xó xỉnh, mà đưa mắt nhìn khắp thương huyền, giống như chỉ có hoàn cảnh nơi này miễn cưỡng đủ tư cách. Thiên Bảo Thánh Thụ theo bản năng lui lại mấy bước. Thanh âm đều toát ra vẻ khẩn trương. Có ý gì, ngài nói chúng ta nơi này ở nữ đế. Cảm giác của ta không có sai, trước đó có, bây giờ không có. Chỉ có thể là ẩn nấp đi. Khương Phàm nhìn cánh rừng xung quanh, trước đó muốn không thông nữ đế thần bí ở đâu, nhưng đột nhiên phát giác lực lượng thần bí, để hắn sinh ra số lượng lớn liên tưởng. Thiên Bảo Thánh Thụ nói. Chúng ta chỉ là che giấu bảo bối, không có nữ đế như lời ngươi nói. Tuy nhiên, ngài có phiền toái. Khương Phàm đẩy nó ra, đi đến thần điện. Chính ta tìm. Thiên Bảo Thánh Thụ hô to. Ngài thật sự có phiền toái. Một tin tức đến từ thần khắp chi hải, sớm tại nửa tháng trước đã bắt đầu điên truyền các nơi, hôm qua vừa vặn truyền đến nơi này. Phiền toái gì? Khương Phàm dừng bước lại, thần khắp chi hải. Không phải Thái Uyên cực địa đã hủy diệt rồi sao? Tu La cùng mấy triệu chiến hồn, đều đã đi đến luân hồi. Kính thỉnh lưu ý tháng 3 sang năm ra đời hài tử. Ngươi nói cái gì? Khương Phàm bỗng nhiên quay người, trong đầu hư vô bắn ra cường quang. Tin tức đúng là truyền ra từ nửa tháng trước mắt cũng đã truyền đến hai nhân tộc đại lục. Chờ ngươi trở lại trung vực xí thiên giới, Thái Sơ cùng Bắc Thái Đế Thành hẳn là cũng đạt được tin tức. Ngài thật sự là có thể nha, vậy mà lại có thể làm cho Tu La cùng mấy triệu chiến hồn tập thể luân hồi, Phong Đô Quỷ Hoàng có thể vì ngài làm loại chuyện này. Cái giá ngài trả ra hẳn là rất lớn đi. Lúc Thiên Bảo Thánh Thụ vừa mới đạt được tin tức này cũng chấn kinh, đây không thể nghi ngờ là nghịch chuyển năng lượng sinh tử cấm kỵ, Phong Đô Quỷ Hoàng lại thật sự là làm như vậy cho Khương Phàm. Không chỉ có như vậy, phương thức phục sinh Tu La như thế này, đủ để chứng minh trận hỗn chiến thảm liệt kia giữa bọn hắn càng nhiều là diễn kịch, mang ý nghĩa Khương Phàm làm đại biểu Thương Huyền cùng Phong Đô Quỷ Hoàng làm đại biểu địa ngục đã đạt thành ăn ý. Tên điên này kiếp này lại còn có thể thống nhất Thương Huyền, kết minh địa ngục, thật sự là chấn kinh. Tiện nhân đáng chết, không xong sao. Khương Phàm nổi giận bay lên không, khẩn cấp chạy tới xí thiên giới. Đây cũng không phải là thụ ý Phong Đô Quỷ Hoàng. Nếu không chẳng khác nào tỏ rõ với thiên hạ, sân bãi chiến tranh địa ngục kia là giả. Đối với Phong Đô Quỷ Hoàng mà nói cực kỳ bất lợi. Chỉ có thể là Triệu Thanh Duẫn. Nhưng... làm thế nào Triệu Thanh Duẫn đưa tin tức ra được? Thần khắp chi hải, Thái Uyên cực địa. Chẳng lẽ Triệu Thanh Duẫn còn khống chế di tộc Thái Uyên cực địa? Nhưng mặc kệ như thế nào, sau khi truyền ra tin tức, đế tộc khẳng định sẽ làm ra phản ứng, không chỉ có hai nhân tộc đại lục Bắc Thái cùng Thái Sơ sẽ khai thác hành động, đế tộc khống chế hải vực khác sẽ tiến hành lùng bắt phạm vi lớn. Tại thời điểm Khương Phàm khẩn cấp trở về xí thiên giới, đế tộc xác thực đã đạt được tin tức. Chuyện quan trọng như vậy, khi truyền đến Tân Hải đã lập tức gây nên oanh động trước tiên, cường giả Tân Hải tranh nhau lao tới đế thành báo cáo. Khi đế tộc nhận được tin tức, bọn họ đã ra tay vô cùng quả quyết. Tất cả phụ nữ có thai, mặc kệ hoài mấy tháng,
khống chế toàn bộ. Sau khi Khương Phàm trở lại xí thiên giới, hắn tìm tới Dương Biện, mở ra cánh cửa địa ngục, lao thẳng đến Phong Đô Quỷ Thành. Chủ nhân Phong Đô, đi ra. Liệt diễm cuồn cuộn, đốt thấu đất trời, biển lửa sôi trào hóa thành che trời chu tước, quan sát hoang dã, khinh thường Phong Đô. Phong Đô Quỷ Thành oanh động, ác quỷ gầm thét, tử khí cuồn cuộn, xiềng xích hoành hành bên trong tử vong thâm uyên dưới thành, ba tôn thần chết mở ra tử vong thần nhãn, ngắm nhìn chu tước ở xa xa. Hồi lâu, Phong Đô Quỷ Hoàng ngưng tụ bóng đen xuất hiện ở trước mặt Khương Phàm, không nhìn lấy uy thế khủng bố từ phần thiên diệt thế viêm, lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng giữa chúng ta từng có hợp tác, ngươi liền có thể ở trước mặt ta tùy ý làm bậy. Triệu Thanh Duẫn đâu, ngươi chỉ điểm. Khương Phàm cố ý gầm thét, rằng co với Phong Đô Quỷ Hoàng. Chuyện gì, sống mấy trăm ngàn năm, giả ngu có ý tốt sao? Chuyện gì? Tu La cùng mấy triệu chiến hồn luân hồi trùng sinh, tin tức đã truyền khắp thiên hạ. Ta dùng điều kiện thiếu ngươi hai nhân tình, đổi lấy bọn hắn luân hồi trùng sinh. Ngươi chuyển tay lại tống táng bọn hắn. Phong Đô Quỷ Hoàng ngưng tụ bóng đen im ắng phiêu đáng, không có trả lời, nhưng chân thân trong đại điện quỷ thành lại chậm rãi căng cứng, phun trào ra sát ý kinh khủng. Tin tức truyền ra ngoài. Chẳng phải đây là bại lộ mật ước của hắn cùng Khương Phàm. Ai làm? Triệu Thanh Duẫn sao? Nàng rõ ràng bị vây ở nơi này. Chẳng lẽ là trước đó hắn cùng bọn người Khương Phàm ra ngoài chém giết diễn kịch, nàng rời khỏi. Giống như xác thực rời khỏi, lại còn tiến vào cửu u thâm không. Nhưng lúc đó, nàng rất nhanh đã bị quỷ chủ trong thành tập trung vào, chỉ rời khỏi nửa ngày ngắn ngủi mà thôi. Huống chi, tin tức hẳn là vừa mới truyền đi, nếu không phải vậy Khương Phàm sẽ không bây giờ mới tới. Trong khoảng thời gian này, nàng lại đi ra ngoài rồi. Ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi. Phong Đô Quỷ Hoàng giáng lâm xuống đến tầng quỷ cung, quan sát Triệu Thanh Duẫn minh tưởng ở bên trong. Ngươi sớm muộn cũng sẽ giết ta. Giọng của Triệu Thanh Duẫn vẫn bình tĩnh, không có một gợn sóng. Ta có rất nhiều cách để giết ngươi, có thể cho ngươi triệt để tiêu vong, cũng có thể để cho ngươi trùng sinh làm người. Sau khi trùng sinh vẫn là ta sao? Ta chỉ cần kiếp này, đừng tới thế. Chương 2961 Cổ Đế thứ 10. Triệu Thanh Duẫn dương mắt lên, lạnh lùng nhìn Phong Đô Quỷ Hoàng. Tức giận rồi, muốn giết ta, ngươi không biết, ngươi còn muốn dùng ta cùng hắn làm giao dịch. Ngươi khi đó thu lưu ta, chính là muốn đưa ta đi chết. Ngươi cho là ta không rõ ràng, nếu ngươi đã muốn hại ta, sao ta lại không thể phản kích? Đây là chuyện sớm hay muộn, cũng là chuyện tất nhiên, ngươi hẳn là nên dự liệu được. Sao lại tức giận? Phong Đô Quỷ Hoàng đè lại lửa giận, lạnh lùng nói. Đi ra lúc nào? Triệu Thanh Duẫn nhắm mắt lại. Ngươi cứ nói xem. Triệu Thanh Duẫn, ngươi làm chuyện quyết tuyệt, không để cho mình lối thoát sao? Đời này lưu lạc đến tận đây, ta đã không có chỗ trống có thể nói. Ngươi thông minh một thế, tự tính mình tiến vào. Phong Đô Quỷ Hoàng không nói thêm gì nữa, giờ khắc này, hắn đã thật tức giận. Bản ý đúng là để Triệu Thanh Duẫn chết, nhưng không phải tiêu vong thật sự, mà là ý muốn bồi dưỡng thành Quỷ Hoàng cửu u. Trọng trưởng toàn bộ cánh cửa địa ngục, trấn thủ cửu u thâm không, hoàn thiện u minh địa ngục sông hộ thành, nhưng bây giờ. Ngoài thành, quỷ ảnh phiêu đáng, truyền ra thanh âm của Phong Đô Quỷ Hoàng. Là ta chủ quan, nàng hẳn là lợi dụng thời điểm ta tiến đến tử vong thâm uyên, ra bên ngoài đưa tin tức. Ta tiến đến tử vong thâm uyên, là lật sách ghi chép sinh tử bộ trăm vạn năm trước. Số lượng khổng lồ, hao tốn ta trọn vẹn 70 ngày. Không cần tra xét. Hắn đúng là đã sống trăm vạn năm. Thân phận là man hoang đế tổ hậu kỳ hồng hoang. Sinh tử bộ từ đầu đến cuối không có thu nhận sử dụng, lại sống trăm vạn năm, tổng cộng có hai vị. Một vị là man hoang đế tổ, tên là Man Ma, là sinh mệnh kết hợp giữa yên diệt chí tôn nhân tộc cùng thiên ma đế quân ma tộc. Một vị là đế quân nhân tộc, tên là Uyên Thích Thiên, là nhân tộc vị đế quân tiếp nhận thiên kiếp rèn luyện thứ 8 trong lịch sử. Uyên Thích Thiên, nữ tử làm sao lại có cái này tên? Là nam tử. Nam tử. Lúc đầu hắn đúng là người, sau khi xưng đế thì không coi là như vậy nữa, hắn hẳn là bị đế quân các tộc liên thủ vây bắt, sau đó do vị trí tôn nhân tộc thứ 9, Phật Đà đế tổ, trấn áp đến thượng thương đế thành. Nhưng, hắn vẫn không có chết. Hắn là đế văn gì? U Linh, Linh Văn xuất hiện ngoài ý muốn tại thời kỳ hồng hoang, từ đó về sau lại chưa từng xuất hiện qua một lần, thậm chí hậu kỳ hồng hoang tận lực thanh trừ vết tích tồn tại của hắn.
Mặc dù bước vào hàng ngũ đế quân, nhưng không có được phong chí tôn, không thuộc về cửu đại chí tôn nhân tộc. Ta là lật sách tư liệu phong đô quỷ hoàng còn sót lại đời đầu tiên mới biết một cái linh văn như thế này. Trong lịch sử nhân tộc lại còn có đế văn như thế này. Khương Phàm kinh ngạc, hồng hoang đế văn khác đều được phong làm chí tôn nhân tộc, duy chỉ có hắn bị bỏ đi. Lại còn bị đế quân các tộc liên hợp trấn áp. Cái này nghe, có chút tà ác. Khương Phàm hỏi, U Linh đế văn là năng lực gì? Ý thức, có phải quanh năm ngươi không nói lời nào hay không? Công năng thoái hóa, ngươi có thể nói kỹ càng chút hay không? Khương Phàm tương đương phiền muộn, nói chuyện như hạt đậu nhảy, mấy hạt nhảy ra bên ngoài. Hắn, thao túng ý thức, hắn, từng mưu toan vạn linh chúng sinh, đều biến thành con rối của hắn, toàn bộ sinh hoạt nằm trong thế giới ý thức hắn biên chế. Điều ta biết, chỉ có những thứ này. Phong đô quỷ hoàng chậm rãi lắc đầu, năng lực này lại để hắn đều kiêng kỵ. Cuối cùng có thể chọc giận thiên hạ, để tất cả đế quân liên danh gạt bỏ vết tích tồn tại, rất có thể là suýt chút nữa đã thành công. Khương Phàm nghe được thì nhíu chặt mày lên, thế giới ý thức. Con rối vạn vật, dã tâm bừng bừng thật. Trách không được sẽ bị trấn áp tại thượng thương đế thành. Nhưng, hắn lại còn sống. Ở nơi nào, trấn áp, hay là... Khương Phàm lại nói. Ta còn chú ý tới một nữ đế. Thời kỳ hồng hoang không có sinh mạng thể bị thu nhận sử dụng, chỉ có man ma cùng Nguyên Thích Thiên. Không có vị thứ ba. Không có sao, vậy nàng là ai, nàng tính là gì? Chuyện Triệu Thanh Duẫn, ta rất xin lỗi. Nhưng, ta không thể giao nàng cho ngươi. Trở về đi, làm việc của ngươi. Ta còn chưa nói xong, gấp làm gì. Cho dù bọn hắn là đế quân, cũng không thể nào sống trăm vạn năm. Ngươi là phong đô quỷ hoàng, ngươi khống chế tử vong pháp tắc, ngươi hẳn là đã hiểu xảy ra chuyện gì. Ta đã hiểu. Sau đó thì sao, nói đi. Khương Phàm nhìn chằm chằm trước mặt quỷ ảnh, chờ đợi giải thích. Phong đô quỷ hoàng hơi trầm mặc, nói. Ngươi nói ngươi chú ý tới một nữ đế. Khương Phàm nói. Không sai, tên điên man ma kia mưu toan thôn phệ xí thiên giới ta, bị vị nữ đế thần bí kia ngăn cản. Ta không biết nàng có phải đế hay không. Nhưng hẳn là không sai biệt lắm. Phong đô quỷ hoàng thì thào khẽ nói. Nàng lại còn tồn tại. Ai, ngươi biết. Ta biết. Nói đi chứ. Thế gian pháp tắc, có chết sẽ có sinh. Tử vong pháp tắc, tại U Minh, sinh tồn pháp tắc, ở nhân gian. Có ý gì? Chính ngươi hiểu đi, nàng không thẳng thắn thân phận cùng ngươi, ta không tiện nói rõ. Chậm đã, vẫn chưa xong đâu, chỉ là thân phận mà thôi. Ngươi nói cho ta biết đi chứ. Đây không phải thân phận, đây là bí mật lớn của trời. Quỷ ảnh nói xong lại muốn biến mất. Chậm đã, Tu La đâu, ngươi một câu thật có lỗi thì xong rồi. Ban đầu ta đã làm rõ cùng ngươi, nếu như Tu La luân hồi trùng sinh, ta thiếu ngươi ân tình, nhưng nếu như hắn chết, ta coi như là ngươi giết hắn. Ta không tiếc bất cứ giá nào, cùng ngươi đổ máu tới cùng. Bây giờ xí thiên giới tổng cộng có 26 vị thần linh. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, đủ để san bằng phong đô quỷ thành ngươi. Ta bất lực. Ta chỉ cần ngươi chỉ dẫn cho ta nơi bọn hắn luân hồi. Ngươi đánh giá cao ta rồi. Ta đưa bọn hắn trùng nhập luân hồi, chỉ là giao phó hồn nguyên, chuyện luân hồi lẽ ra do quỷ hoàng luân hồi phụ trách. Nhưng sau khi quỷ hoàng luân hồi chết, trật tự tại cửu u thâm không đã bắt đầu tự thân vận chuyển, không thu nhận bất cứ sự khống chế gì. Tóm lại ngươi có biện pháp. Nói cho ta biết, ngươi rất rõ ràng tình cảm của ta đối với Tu La, cho nên, xin ngươi hiểu cơn tức giận cùng giết chóc của ta sau khi Tu La nổi lên ngoài ý muốn. Chương 2962 lỗi của ngươi. Khương Phàm nhìn chằm chằm phong đô quỷ hoàng, nhất định phải đạt được vị trí. Nếu không, đầu thai chính là dựa theo lực lượng luân hồi ở nhân gian chọn mẫu thể, mà trong một thời gian đó mẫu thể thụ thai đâu chỉ là ngàn vạn. Hắn đến đâu để tìm? Ta bất lực. Không phải ngươi bức ta động thủ, Tu La là khởi nguyên đế văn, còn mang theo bộ phận ký ức cùng năng lượng, linh hồn như thế này luân hồi khẳng định sẽ xuất hiện phản ứng đặc thù trên sinh tử bộ của ngươi. Ta lặp lại lần nữa, nếu như huynh đệ của ta chết rồi, ta nhất định sẽ lật tung U Minh địa ngục ngươi. Đừng cho rằng ta làm không được, không tin chúng ta thử một chút. Khương Phàm thật sự rất sốt ruột, nếu như Tu La rơi xuống trong tay đế tộc, hậu quả khó mà lường được. Kiếp trước linh văn của Tu La thuộc về dị biến hậu kỳ, yêu cầu đối với linh văn thể chất phụ mẫu không cao, nhưng bây giờ thuộc về đế văn thần mạch chuyển thế, còn mang theo ấn ký U Minh, nhất định phải là điều kiện thai nghén hà khắc. Ta đương nhiên biết,
ta hỏi là vị trí. Ta có thể tra, nhưng phải chờ tới thời điểm hắn sắp được sinh ra, đế văn trùng sinh, sẽ sớm xuất hiện ấn ký tại sinh tử bộ, cũng sẽ xuất hiện dị tượng ở giữa thiên địa. Còn có mấy triệu chiến hồn kia của ta. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Đây là lấy công chuộc tội. Tin tức là từ phong đô ngươi truyền đi, ngươi phải phụ trách. Ta không thể nào tiêu ký mỗi một chiến hồn được, chỉ có thể dùng hết khả năng tìm tới những đặc thù người kia. Ngươi có thể tiếp nhận, thì trở về chờ đợi tin tức, không thể nào tiếp nhận, cứ tới chiến, ta cam đoan một khắc các ngươi san bằng phong đô này, sẽ thê thảm đau đớn mà ân hận cả đời. Quỷ ảnh nói xong, triệt để tiêu tán thành vô hình. Bên trong xí thiên giới, đám người nhận được tin tức thì đều nôn nóng tức giận. Vốn là muốn chờ tháng 3, sau khi hài tử được sinh ra lại bí mật tìm kiếm bọn người Tu La. Bây giờ ngược lại thì tốt rồi, tin tức bại lộ, cho đế tộc thời cơ lợi dụng, cũng chắc chắn khiến bọn người Tu La sau khi sinh ra không hề có lực hoàn thủ bị lâm vào nguy cơ. Tại thời điểm Khương Phàm tiến về U Minh, Thiên Hậu đã tổ chức triển khai hành động cho tất cả mọi người. Một bộ phận tiến về Đại Hạ Hoàng Triều, tập trung lại chăm sóc phụ nữ có thai ở nơi đó. Một thời gian Tu La và các chiến hồn chuyển thế, chiến tranh vừa mới kết thúc được 2 tháng, người toàn Thương Huyền cũng đều tụ tập tại Đại Hạ Hoàng Triều. Chủ yếu là sợ đế quân khởi xướng trả thù, ai cũng không dám tùy tiện rời khỏi, vẫn ở lại nơi đó có chút an toàn. Tuy nhiên, trong thời gian hơn 2 tháng kia, bọn hắn đều lần lượt rời khỏi xung quanh Tổ Sơn, phân tán đến thành trì được an bài trước đó. Sau đó chính là cuồng hoan chúc mừng. Sau khi phóng thích kiềm chế cùng sợ hãi nhất định là kích tình minh mông, một thời gian kia tự nhiên mà vậy tạo ra số lượng lớn phụ nữ có thai, vừa vặn cung cấp đất màu mỡ cho Tu La và các chiến hồn chuyển thế. Phần lớn người thì từng nhóm tiến về hải vực xung quanh điều tra. May mắn duy nhất chính là, sớm tại sau khi bọn người Tu La luân hồi cổ tác nhân đã mang theo một số người bắt đầu dò xét khắp thiên hạ. Mặc dù hắn không thể nào xác định vị trí trùng sinh, nhưng có thể truy tung đến phạm vi đại khái, cho nên từ đó về sau đã liền tiến vào hải vực, vẽ ra từng cái vòng tròn, cũng sắp xếp người bí mật tiếp cận. Trước đó là muốn các hài tử sau khi sinh, lại chậm chậm sàng chọn, bí mật mang đi, để tránh gây nên quá độ chú ý. Nhưng bây giờ, bọn người Thiên Hậu lần lượt lao tới từng cái vòng tròn, tụ lại toàn bộ phụ nữ có thai ở trong đó. Thà rằng sai lầm, cũng không thể bỏ lỡ. Cùng lúc đó, bọn người Thiên Hậu cao điệu tuyên cáo thiên hạ, bất kỳ phụ nữ có thai nào cũng đều sẽ nhận chiếu cố rất tốt, bởi vì hài tử trong bụng của ngươi có thể là huynh đệ kiếp trước của chúng ta, là công thần vạn thế thần triều chúng ta. Nhưng nếu như ngươi cắt rơi xuống đế tộc trong tay, vô cùng có khả năng lọt vào sát hại tàn nhẫn. Phụ nữ có thai các nơi cũng đều biết nặng nhẹ, cho nên đều rất phối hợp đối với bọn người Thiên Hậu, vơ vét, và điên cuồng chạy trốn đối với sứ giả đế tộc lùng bắt. Theo vấn đề cường giả Thương Huyền cùng đế tộc khác lần lượt xâm nhập hải vực, đại dương mênh mông cũng lập tức bạo phát hỗn chiến thảm liệt mà dày đặc. Nhưng đế tộc rõ ràng không chiếm ưu thế, bởi vì đỉnh cấp cường giả đều chiến tử tại Thương Huyền, thần ma không dám tùy tiện ra ngoài, cho nên chỉ cần hai bên gặp phải, cơ hồ đều là Thương Huyền chiến thắng. Cứ như vậy, một trận chiến tuyên cổ hiếm thấy, lại hơi có vẻ hoang đường, cướp đoạt phụ nữ có thai, oanh oanh liệt liệt triển khai tại hải vực rộng lớn. Xí Thiên Đại Điện. Ai? Sau khi Khương Phàm trở về, hắn tìm tới Đan Hoàng, ngồi xuống đã phát ra một tiếng thở dài tức giận lại mệt mỏi. Đan Hoàng thuận miệng hỏi. Nàng trước kia cũng như vậy phải không? Loại nào? Cực đoan. Nàng từ trước đến nay đều là vì đạt mục đích không từ thủ đoạn. Người đã biết nàng như thế này, lúc ấy vì sao còn muốn trêu chọc? Chờ ta biết nàng như vậy, đã trêu chọc tới. Khương Phàm trầm mặc một lát. Lắc đầu nói, lúc mới bắt đầu nhất, hai bên chỉ là lợi ích hợp tác, ta cần Tây Ngục Thiên Quốc giúp ta đặt chân tại trung vực, Tây Ngục Thiên Quốc cần ta giúp bọn hắn mở ra tình cảnh cục diện bế tắc. Dưới cục diện đặc thù, hai bên ăn nhịp với nhau. Ban đầu, phụ thân nàng cố ý thúc đẩy chúng ta thông gia, lấy vững chắc liên quan, nhưng nàng chướng mắt ta, mà lúc ấy ta đã có Thiên Hậu, nàng cũng khinh thường tranh nam tử cùng nữ tử khác. Nhưng sau khi hợp tác mấy lần, phụ thân nàng có thể là thấy được tiềm lực của ta, cưỡng ép thúc đẩy thông gia. Ngày thành thân ấy, nàng đứng trước mặt ta, cao ngạo nói một câu. Giữa chúng ta, chỉ là giao dịch, lúc ấy ta trẻ tuổi nóng tính, bị ánh mắt ấy kích thích, nhất định phải chứng minh ta mới là người nàng không với nổi. Kết quả đây, ta đã chứng minh. Sau đó thì sao? Ta cảm niệm Tây Ngục Thiên Quốc trợ giúp lúc đầu,
cho bọn hắn đầy đủ địa vị cùng tài nguyên, thậm chí sau khi khai quốc kiến triều, cũng định Tây Mục Thiên Quốc là quốc chung. Nhưng, dã tâm của nàng càng lúc càng lớn, khẩu vị cũng càng lúc càng lớn. Chương 2963 Khương Phàm cuồng tưởng. Khương Phàm không muốn nhắc lại chuyện năm đó. Vào cái ngày Triệu Thanh Duẫn đổ sát hậu cung, mang theo 1329 cái đầu leo lên chiến trường bách tộc đó, tất cả ân tình giữa bọn hắn đều đã tiêu tán hầu như không còn, còn lại chỉ có thù hận. Nhất là mấy lần nhúng tay gần đây, để giữa bọn hắn càng không có đường lùi nào nữa cả. Nàng được phong đô quỷ hoàng bảo hộ, tạm thời ngươi không thể chạm vào nàng, vẫn là nghĩ biện pháp tìm kiếm tu la chuyển thế đi. Thương Huyền còn dễ nói, hải vực xung quanh cũng có thể đoạt, nhưng hai nhân tộc đại lục khác. Khó đây. Đan Hoàng cũng đau đầu thay Khương Phàm, vốn định lặng lẽ tụ tập bọn người tu la lại, không nghĩ tới lại diễn biến thành một trận sự kiện lớn mang tính chất thế giới. Làm không tốt, lại là một trận bi kịch. Khương Phàm thì thào khẽ nói. Ta phải nghĩ biện pháp. Đan Hoàng trấn an nói. Cũng đừng quá gấp, linh văn đặc thù phải sau 5 tuổi mới có thể hiện ra, coi như đế tộc khống chế những hài nhi kia, cũng không biết ai là chiến hồn của chúng ta. 5 năm sau, hẳn là chúng ta cũng đã có thể bình định thiên hạ. Bọn hắn chỉ cần khống chế lại tất cả hài tử ra đời vào tháng 3, bên trong nhất định sẽ có chiến hồn của chúng ta, mà số lượng còn rất nhiều. Nếu như bọn hắn lấy hài tử trực tiếp tới bức hiếp thì sao? Khương Phàm nhắm mắt lại, cố gắng để suy nghĩ sinh động. Thủ đoạn dùng hài tử làm uy hiếp mặc dù rất ti tiện, nhưng ở trong mắt đế tộc, đó cũng không phải là hài tử bình thường, mà là con tin quan trọng có thể ép buộc Thương Huyền cúi đầu. Đan Hoàng khẽ nhíu mày, nói. Đây là nhược điểm của ngươi, nếu như bọn hắn bị áp chế thật, chỉ sợ ngươi chỉ có thể thỏa hiệp. Ngài nói, bọn hắn sẽ muốn mang cái gì? Trực tiếp nhất chính là để cho ngươi rời khỏi Thương Huyền. Rời khỏi Thương Huyền. Khương Phàm thở ra một hơi, nếu như hai vị đế quân Bắc Thái cùng Thái Sơ thật mang theo mấy trăm, mấy triệu hài tử ép đến bên ngoài Thương Huyền, mặc kệ là vì truyền nhân chiến hồn bên trong, hay là hài tử vô tội, hắn thật đúng là không thể không rời khỏi. Đan Hoàng ngồi ở bàn đối diện, lật tới lật lui mấy viên đan dược, cũng đang suy nghĩ đối sách. Nhưng, nghĩ tới nghĩ lui, thật sự là không có đối sách tốt, cũng không thể giết tới đế thành cứng rắn đoạt được. Đế thành. Khương Phàm đột nhiên đứng dậy, đi tới phía trước Xí Thiên Điện, ngóng nhìn, phương hướng Bắc Thái Đại Lục. Ngươi nghĩ ra cái gì? Đan Hoàng đứng dậy, nhìn bóng dáng Khương Phàm mang theo áo choàng đứng ở ngoài điện. Tinh linh đế quân chỉ cho ta con đường chịu chết, tập kết toàn bộ lực lượng Thương Huyền, giết đến Hắc Ma Đại Lục, lấy cái giá hy sinh toàn bộ, trọng thương Hắc Ma đế quân. Kể từ đó, hai bên Nam Bắc Bắc Thái Đại Lục cùng Thái Sơ Đại Lục sẽ cưỡng ép ra tay, liên thủ trấn áp Hắc Ma. Ném vào Thương Huyền Đại Lục, lấy uy hiếp bài trừ đế ngấn. Khương Phàm yên lặng khẽ nói, trong đầu toát ra một cái kế hoạch kinh người. Ta khuyên ngươi không nên vọng động. Đan Hoàng từ trong lời nói mơ hồ của Khương Phàm đoán được mục đích của hắn. Bây giờ là, cuối tháng 11, khoảng cách bọn nhỏ ra đời còn có 3 tháng, thời gian rất gấp, nhưng, ta không nghĩ ra được biện pháp tốt hơn. Khương Phàm nhận lấy dẫn dắt từ trong kế hoạch của tinh linh đế quân. Bây giờ bọn hắn đã vô cùng cường đại, tại sao phải bị động phòng ngự? Sao không thể khởi xướng một trận tập kích? Mấu chốt nhất là, bây giờ tất cả các đế quân đã bỏ đi ý nghĩ tiến công Thương Huyền, toàn bộ tinh lực đều phóng tới Đăng Thiên Kiều, tuyệt đối không thể nào nghĩ đến hắn dám can đảm chủ động xuất kích. Chờ đế quân khác nhận được tin tức, lại kịp phản ứng, hắn đã rút về tới. Bắc Thái. Mục tiêu chọn lựa đầu tiên Khương Phàm nhắm ngay Bắc Thái đế quân. Hơn 20 vị thần ma, có thể khốn không được một đế quân hay không? Hắn muốn thử xem. Đan Hoàng nghiêm túc nhắc nhở. Đầu tiên, đó là đế quân, khống chế hỗn loạn đại đạo, tất cả thế công đều sẽ vặn vẹo rối loạn tại trước mặt hắn, ngươi làm tốt chuẩn bị đối kháng chính diện. Thứ hai, đó là Bắc Thái đế thành. Không giống với tòa đế thành thiên khải kia, đế thành hạ giới trước sau đã gầy dựng 100.000 năm, sinh ra liên hệ cùng hỗn loạn pháp tắc của thế giới. Liền giống với tử vong thâm uyên dưới phong đô quỷ thành. Muốn tấn công nơi đó, gần như là không thể. Khương Phàm không để ý đến Đan Hoàng nhắc nhở, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, tính toán kế hoạch khả thi, cùng khả năng mang tới hậu quả. Đan Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, lấy những gì hắn hiểu rõ về Khương Phàm, suy nghĩ lúc này cũng đã như ngựa hoang mất cương, chạy như điên đi tìm đường chết. Nếu như ngươi khăng khăng muốn đi, ta khuyên ngươi liên hệ cùng Man Hoang đế tổ.
Nếu như Bắc Thái đế quân thật giết ra đến, có hắn khiêng cũng có thể nhiều thêm mấy phần thắng. Không được, ta muốn tiến công Bắc Thái đế thành, nhưng ta còn không thể thật trọng thương Bắc Thái, nếu không các đế quân khác nhận được tin tức có khả năng sẽ trấn áp hắn thật, cưỡng ép ném vào Thương Huyền. Đến lúc đó đế ngấn bài trừ, Thương Huyền sẽ xong. Mà, bây giờ đế tộc còn không xác định thân phận thật sự của Man Hoang đế tổ, nếu để cho bọn hắn xác định hắn chính là Man Hoang đế tổ trăm vạn năm trước, chắc chắn sẽ không bình tĩnh giống như bây giờ, bọn hắn sẽ không tiếc cái giá sớm giáng lâm Thương Huyền đại lục. Coi như người có thể vây khốn đế thành, nhưng Bắc Thái đại lục là nhân tộc đại lục thuần chính, nhân khẩu là vô số, cùng thời kỳ dựng người đâu chỉ ngàn vạn, người muốn thế nào di chuyển. Đế tộc cao ngạo, hẳn là sẽ không chuyển toàn bộ phụ nữ có thai đều đến đế thành, mà các phụ nữ có thai lại phân tán tại các nơi trên đại lục, giữa mênh mông trăm vạn dặm, muốn tìm được bọn họ, lại tụ họp lại, rồi chuyển rời đến đế thành, thời gian hao phí khó mà đánh giá. Ta đoán chừng, bọn hắn chỉ có thể nhốt từng nhóm tại từng địa vực, chờ đợi cần thời điểm dùng để uy hiếp. Chỉ cần ta vây Bắc Thái đế quân ở đế thành, người của chúng ta sẽ có thể chờ đợi phụ nữ có thai sinh sản tại các nơi nhốt. Tất cả chiến hồn trùng sinh đều là mang theo ký ức, cho dù là hài nhi, cũng có thể làm ra chút đáp lại đặc thù. Khương Phàm nói xong cũng nhanh chóng rời khỏi, bế quan chiều sâu, tăng lên cảnh giới, chuẩn bị đế chiến. Chương 2964 Thanh Mộc Huyễn Cảnh 1. Ai? Đan Hoàng nhìn bóng lưng Khương Phàm rời khỏi, bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện trên người Khương Phàm đều không có cái nào thuận lợi. Ông trời thật sự là không giờ khắc nào không giày vò lấy hắn, khảo nghiệm hắn. Đan Hoàng đều đau lòng thay đứa nhỏ này. Nhưng, mệnh đứa nhỏ này cứng rắn, tính tình cũng cứng rắn. Mặc kệ gặp được bất cứ chuyện gì, tất cả phản ứng trong ý thức đều là đón đầu mà lên, không có hai chữ lùi bước. Điểm này thật sự là để kẻ làm sư phụ hắn đây vui mừng lại bội phục. Đan Hoàng đi đến ngoài điện, nhìn qua xí thiên giới bừng bừng sinh cơ. Không biết từ lúc nào vậy mà không còn sợ hãi đối với chư thần tận thế, ngược lại muốn buông tay đánh cược một lần. Hắn thấy, thành tựu cao nhất của Khương Phàm, không ở chỗ tạo nên bao nhiêu cường giả, mà là ở chỗ tự tay hắn chế tạo một chi chiến đội thần ma tuyệt đối thuộc về hắn. Chiến đội này có lực ngưng tụ siêu cường, có thể làm đi cấm chỉ, hoàn toàn nhận Khương Phàm khống chế. Có không sợ chết tinh thần, nguy hiểm khủng bố đến đâu, chỉ cần Khương Phàm đứng ở phía trước. Bọn hắn đều sẽ ngẩng đầu ứng đối, không sợ hãi. Tưởng tượng thời đại của hắn, 12 vị thần ma đều là lâm thời chắp vá, làm không được thống nhất hành động. Cho dù có thể hành động nhất trí, cũng rất khó làm đến tín nhiệm và đến đỡ, chớ nói chi là tin tưởng cùng tinh thần. Thậm chí thời đại khác, đều là tình huống không sai biệt lắm. Cho nên Khương Phàm không chỉ có được ông trời chú ý, tụ tập các loại vũ khí đặc thù như phong thần đài, nuôi dưỡng số lượng lớn siêu cấp thần ma. Còn có thể hoàn toàn khống chế bọn hắn, thậm chí là khống chế thời đại này. Một khi Khương Phàm thành tựu vị trí đế quân, sẽ triệt để thoát khỏi vận mệnh quân cờ, làm người chấp cờ của thế giới này, xuất lĩnh toàn bộ thế giới, nghênh kích người giết trời, nghênh kích số mệnh hoang cổ. Cho nên, sống thêm một lần, tái chiến chư thần tận thế, hắn đã không có sợ hãi, ngược lại có chỗ chờ mong. Chỉ là, người giết trời sẽ đến lúc nào? Thời gian cho Khương Phàm còn lại bao nhiêu? Lại sẽ có bao nhiêu cường giả đang vẫn lạc ở tận thế đầy máu kia? Mà, mình địa ngục yên lặng trăm vạn năm u sẽ đóng dạng nhân vật gì, một lần nữa thức tỉnh Man Hoang đế tổ sẽ là lựa chọn gì? Cùng thân phận nữ đế thần bí với đối lập tử vong như thế nào? U linh đế tổ một mực tồn tại ở thế giới này? Lại đang ở chỗ nào? Bọn hắn sẽ là biến cố lớn nhất, hay là trợ lực lớn nhất? Đan Hoàng nhìn lên bầu trời, suy nghĩ tung bay. Đế tộc lùng bắt tại hải vực lộ ra lực bất tòng tâm, bây giờ cũng không có lực lượng dư thừa đối kháng cùng Thương Huyền bây giờ. Cho nên sau khi cướp bóc một số mục tiêu nhỏ, dần dần nên là bí mật lùng bắt, có thể mang đi bao nhiêu thì mang bấy nhiêu, mang không đi cũng không chấp nhất. Nhưng, nội bộ Bắc Thái đại lục cùng Thái Sơ đại lục lại huyên náo khí thế ngất trời. Mặc dù đã trải qua thất bại lớn tại Thương Huyền, nhưng địa vị đế tộc không có dao động chút nào. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại mảnh đại lục này, đế tộc cao cao tại thượng chính là, trời, trong nhận thức của bọn hắn, loại ảnh hưởng kia là khắc ở trong lòng, chảy ở trong máu. Khi đế tộc tự mình phát động hiệu triệu, cứ việc đều có thể đoán được mục đích, cũng đều hãm sâu sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhưng bất luận là đại phái cường tông hay là thế gia hoàng triều, đều bắt đầu kiên trì tập kết. Đế tộc không có triệu tập bọn hắn tiến về đế thành,
đầu tiên là không có nhiều người cùng tinh lực như vậy đi trăm vạn dặm siêu tập di chuyển, hai là đế thành hoàn toàn dung nạp không được, thứ ba, cũng là tương đối quan trọng, đế tộc trung quy vẫn là đế tộc, một ít chuyện thật sự không bỏ xuống mặt mũi được, cũng xác thực cần lo lắng ảnh hưởng trong đại lục. Bắc Thái Đế Thành. Đế tử ngồi trong đại điện trống trải, ánh mắt không có tiêu cự nhìn qua sàn nhà giá lạnh. Hắn cảm giác rất tồi tệ. Không phải bởi vì hai lần chật vật thoát khỏi chiến trường Thương Huyền, mà là cảm giác mất khống chế cùng hỗn loạn đối với cục diện trước mắt. Khương Phàm thắng đại chiến Thương Huyền, khiêu chiến toàn bộ tôn nghiêm đế tộc. Đế tộc hẳn là kiêu ngạo xuất kích, cưỡng ép chân áp, hủy diệt hắn. Kết quả đây, không có đi. Các đế quân sợ đầu sợ đuôi, lại bị một cái đế ngấn từ chối ở ngoài cửa. Tu La phá hư cấm kỵ sinh tử, cưỡng ép quấy nhiễu chiến tranh nhân gian. U Minh cùng đế tộc đều hẳn là giúp cho trừng trị, triệt để xử tử hắn. Kết quả đây, kết thúc. Khương Phàm lại còn ngồi xem Tu La chịu chết. Các đế quân rốt cuộc cũng quyết định muốn bức bách tinh linh đế quân bài trừ đế ngấn nguyền rủa, chỉ cần thái độ đầy đủ kiên định, tinh linh đế quân từ cũng phải từ, không theo cũng phải từ. Kết quả đây, hai ba câu nói đã bị đánh trở về. Đế tử đột nhiên cảm giác hai chữ đế quân không có cao ngạo cùng vô địch như vậy. Bọn hắn, cũng có e ngại, bọn hắn, càng sợ chết hơn. Bây giờ lại lấy được tin tức, cuộc chiến U Minh trước đó lại là một vở kịch lớn. Tu La không chết, ngược lại còn luân hồi. Càng có thể buồn chính là, các đế quân lại không có tiến về U Minh địa ngục đòi hỏi thuyết pháp, mà là siêu tập phụ nữ có thai khắp thiên hạ. Loại phương thức xử lý chuyện này, thật sự là làm mất cả đế tộc cao ngạo cùng tôn quý bọn hắn, ngay cả hắn đều cảm giác vô cùng thô giáp. Nếu có hiệu quả, có thể dẫn Khương Phàm ra, miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, chỉ sợ đến lúc đó không có hiệu quả, vậy thì thật sự bị mất mặt lại ném đến nhà bà ngoại. Đế tử thật sự không rõ, rõ ràng bọn hắn muốn mạnh hơn, cũng quả thật có thể giết hắn, kết quả hết lần này tới lần khác chính là giết không chết hắn. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được cảm giác uất ức của đám hoàng đạo Thương Huyền lúc trước kia. Lần lượt muốn giết tên điên kia, lại làm cho tên điên kia trở nên càng cường đại. Đăng Thiên Kiều. Đế tử có chút ngẩng đầu, thật sự phải chờ tới Đăng Thiên Kiều sao? Đăng Thiên Kiều lại có thể giết hắn sao thật, nếu như thất bại nữa thì sao? Mà, còn phải cần chờ đợi 3 đến 5 năm. Hắn, thật đợi không kịp. Chương 2965 Thanh Mộc Huyễn Cảnh 2. Đế tử nắm chặt nắm đấm, ngữ khí lạnh lẽo. Chúng ta rõ ràng là nắm chắc chủ động, vì sao lại bị động khắp nơi? Các đế quân thật không thể thả đề phòng, đường đường chính chính hợp tác một lần sao? Thanh âm quanh quẩn tại đại điện trống trải, nhưng không ai có thể đáp lại hắn. Ta không thể để cho Khương Phàm thoải mái đi đến Đăng Thiên Kiều. Ta không thể để cho vạn thế ở trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà chuẩn bị chiến dịch Đăng Thiên Kiều. Đôi mắt tan rã của đế tử từ từ tập trung, ánh sáng lăng liệt lấp lóe tại đáy mắt. Trước mắt có thể lợi dụng chỉ có thể là sự kiện chuyển sinh lần này. Nhưng phải lợi dụng thế nào? Thô giáp tụ tập phụ nữ có thai trên đại lục lại, sau đó bức bách Khương Phàm đi ra. Nếu như Khương Phàm dễ dàng bị khống chế như vậy, thì không khả năng kiên trì đến bây giờ. Mà loại phương thức xử lý này của đế quân thật sự quá thô giáp đến mức để cho người ta cảm thấy hoang đường. Đây khả năng là có liên quan cùng thực lực và địa vị của các đế quân, bọn hắn đã khinh thường tinh diệu xử lý một loại chuyện nào đó, bọn hắn có được thực lực tuyệt đối quen vung tay lên, đơn giản thô bạo. Tu La, mấu chốt thật sự, ở chỗ Tu La, bắt được Tu La, chính là bắt được mệnh mạch Khương Phàm. Kiếp trước, Tu La là phụ tá đắc lực của hắn. Không có Tu La thì không có hắn kiếp này, càng không có thắng lợi bây giờ. Một tên Tu La, so ra với vượt mấy triệu chiến hồn. Tu La, ở đâu? Đế tử lấp lóe ánh mắt, cẩn thận suy nghĩ. Tu La đã hóa thân thành quỷ tộc, vậy mà lại còn có thể trùng sinh. Phong Đô Quỷ Hoàng khẳng định là đã bỏ ra cái giá cực lớn. Nhưng bất luận Phong Đô Quỷ Hoàng cố gắng như thế nào, Tu La cũng không thể nào tùy tiện ném cái thai chuyển cái thế như vậy, bởi vì hắn đã là đế văn. Cho nên không giống với kiếp trước thức tỉnh cùng dị biến như thế, kiếp này cưỡng ép chuyển thế khẳng định, thổ nhưỡng, phải vô cùng thích hợp. Khởi nguyên linh văn. Đế tử cảm giác mình đã bắt lấy trọng điểm. Muốn tìm kiếm Tu La chuyển thế, chỉ cần tìm tới phụ thân mẫu thân của hắn. Phụ thân mẫu thân của hắn nhất định phải là tương quan cùng khởi nguyên linh văn, đương nhiên còn phải kết hợp trong một thời gian đó. Cổ lão. Đế tử hô to với bên ngoài. Đế tử,
ngài có gì phân phó? Một vị lão nhân tang thương đi tới trong đại điện, cung kính hành lễ. Hắn là người hầu đế quân tự mình an bài, từ ngày đế tử thức tỉnh linh văn đã liền bồi bạn ở hai bên, không chỉ có tạo nghệ võ pháp cao thâm, mà học thức còn uyên bác, có địa vị rất cao trong đế tộc. Truyền lệnh xuống, đừng lại tụ tập phụ nữ có thai. Quá ảnh hưởng hình tượng đế tộc. Cái này, vẫn là từ bỏ đi. Ta nói chính là truyền lệnh, không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi. Đế tử, nghe ta một lời. Bây giờ đế quân đã thức tỉnh, tự mình tiếp quản sự vụ đế tộc, ngài vẫn không cần một mình nhúng tay. Huống chi, tin tức đã truyền bá đến các hoàng triều, vương quốc, tông môn, đại tộc, cùng vùng núi thôn trấn vắng vẻ trên đại lục, đến bây giờ còn đều chưa hẳn đã đến toàn bộ. Ngài đột nhiên bảo kết thúc, rất dễ dàng gây nên chỉ lệnh hỗn loạn. Đến lúc đó, người phía dưới là nghe ngài, hay là nghe đế quân? Lão nhân uyển chuyển nhắc nhở, loại thời điểm này cưỡng ép can thiệp mệnh lệnh đế quân, không chỉ cho phép dễ gây nên phản cảm từ đế quân, lại còn là tự rước lấy nhục. Dù sao người phía dưới cũng khẳng định là tuân theo chỉ lệnh đế quân, đến lúc đó không thèm để ý đối với mệnh lệnh của ngươi, chẳng phải là... Đế tử nghe được tứ trong lời nói cổ lão ý. Khẽ nhíu mày, đè lại kiên trì, ngược lại nói. Chúng ta có tư liệu liên quan tới khởi nguyên linh văn không? Cổ lão nói. Khởi nguyên linh văn cổ lão mà thần bí, số lần xuất hiện từ xưa đến nay đều vô cùng ít ỏi. Tuy nhiên cái gì? Ta nghe nói lúc trước Tu La thức tỉnh khởi nguyên linh văn, bát châu thập tam hải đều gây nên oanh động quá kịch liệt. Đế tộc chúng ta cùng Thái Sơ đế tộc giống như đều tiến hành điều tra qua, siêu tập rất nhiều tư liệu. Cũng làm chút chuẩn bị đặc thù. Cổ lão cẩn thận tự định giá một lát, nói. Nghe nói lúc ấy còn mật lệnh vạn đạo thần giáo tiến hành tiếp xúc qua Tu La, hy vọng có thể chiêu mộ được hắn. Thái Sơ bên kia giống như từng có bí mật hành động tương tự. Nhưng Tu La từ chối tất cả điều kiện hậu đãi, dứt khoát đứng ở bên cạnh phần thiên thần hoàng lúc ấy vẫn chỉ là cảnh giới thánh vương. Khởi nguyên đế văn, linh văn chí tôn nhân tộc chân chính, vậy mà lại chịu làm kẻ dưới, mà còn là thú văn. Ngay lúc đó đế tộc đều muốn lợi dụng bọn hắn khống chế Thương Huyền, cho nên tiền kỳ đối với Khương Phàm, Thiên Hậu, Tu La, cũng đã có quan sát kỹ càng. Ta nhớ được cuối cùng các phương cho ra kết luận đều nhất trí kinh người, Tu La cùng Thiên Hậu đều là trời sinh thống soái, mà Khương Phàm thì là trời sinh hoàng giả. Cái này và Linh Văn không liên quan, là tính cách cùng mị lực. Ha ha! Đế tử bĩu môi cười lạnh, rất là khinh thường, quản ngươi có mị lực gì, thực lực mới là vương đạo. Tìm tư liệu tới cho ta, càng kỹ càng càng tốt. Ngài chờ một lát, cổ lão cung kính lui ra. Tư liệu liên quan tới vạn thế thần triều kiếp trước đều thuộc về cơ mật cực cao, phong tồn bên trong bảo các cấm địa đế thành, nhưng thân phận cổ lão đặc thù, rất nhanh đã lấy được toàn bộ tư liệu. Sau khi xem đơn giản, đã rút ra tài liệu cơ mật liên quan tới Tu La. Chỉ là nội dung bên trong để cổ lão rất là kinh dị. Trước Tu La. Lần khởi nguyên đế văn xuất hiện trước phải tìm hiểu đến hơn 200.000 năm trước, cho nên ghi chép lưu lại đã ít càng thêm ít. Tại thời điểm chính thức xác định Tu La chính là đế văn, hai đại nhân tộc đại lục chúng ta cùng Bắc Thái cũng bắt đầu sưu tập những tư liệu phủ bụi khắp thiên hạ kia, điều tra cặn kẽ tình huống của khởi nguyên linh văn. Chương 2966 bắt đầu an bài. Cổ lão đặt tư liệu tới trước mặt đế tử, tiếp tục nói. Càng quan trọng hơn là... Chúng ta đều tưởng tượng kích phát ra đế văn. Bắt đầu từ lúc đó, chúng ta chuyên môn thành lập một chi đội ngũ, điều tra chi nhánh khởi nguyên linh văn tại các nơi đại lục, cũng xâm nhập hải vực tiến hành điều tra. Đế tử một bên nghe, một bên liếc nhìn, từ từ, trên mặt nổi lên ý cười nhạt. Tạo nên khởi nguyên đế văn. Bắt đầu từ ngàn năm trước vẫn đều đang vận hành. Nhất là trong 200-300 năm đầu, vậy mà từ Bắc Thái đại lục, Hải Dương, thậm chí là trong đại lục yêu tộc ma tộc. Trước sau siêu tập đến 33 chủng linh văn. Những linh văn này đều có bao nhiêu liên hệ thiên ti vạn lũ cùng khởi nguyên linh văn. Bọn hắn bị ném vào trong rừng rậm nguyên thủy trung vực Nam Bộ tên là Thanh Mộc Huyễn Cảnh tự do sinh tồn. Tùy cho các ngươi là thành lập bộ lạc, lại thông hôn lẫn nhau, hay chiến tranh chém giết. Đế tộc chỉ là bí mật quan sát, từ trước tới giờ không thực hiện can thiệp. Nơi đó bị bí mật bố trí đa trọng pháp trận, đầu tiên là tụ linh. Bảo đảm năng lượng tự nhiên bên trong đầy đủ nồng đậm, thứ yếu là phòng ngự, bảo đảm người ở bên trong một mực sinh tồn sinh sôi tại nơi đó, sẽ không lẫn linh văn ngoại bộ vào. Đế tộc sẽ còn ngẫu nhiên ném vào một chút tài nguyên đặc thù, khích lệ một ít huyết mạch thăng hoa. Nơi đó,
nghiễm nhiên chính là thế giới độc lập, bị đế tộc khống chế. Nếu như Tu La thật muốn trùng sinh, ta cảm giác nơi đó hẳn là nơi thích hợp nhất. Cổ lão đều không có nghĩ đến đế tộc bọn hắn đều đang bí mật, bồi dưỡng, đế văn. Thái sơ đế tộc có hành động tương tự hay không? Đế tử liếc nhìn cặn kẽ tài liệu về thanh mộc huyễn cảnh, càng xem càng hài lòng, càng xem càng hưng phấn. Đây là hành động bí mật tộc trưởng Lý Tư ngay lúc đó tự mình phụ trách, có thấy xa. Chỉ tiếc, Lý Tư chết thảm tại cuộc chiến Thương Huyền. Cái này không rõ ràng lắm, nhưng bằng vào ý kiến của ta, nơi đó hẳn không có điều kiện như chúng ta. Cổ lão là nói bóng gió Thái Sơ Đại Lục không có nhất thống cao như Bắc Thái Đại Lục bọn hắn, nơi đó không chỉ có thế lực Phật môn khổng lồ, còn có rất nhiều hoàng đạo không phục quản giáo, mặc dù muốn làm chuyện tương tự, hẳn là cũng làm không được trình độ như bọn hắn. Bây giờ người phụ trách thanh mộc huyễn cảnh chính là ai? Đệ tử càng nghĩ càng kích động, Thương Huyền tiếp tục hỗn chiến, không có quá nhiều chi nhánh cầu nguyện, mặc dù Thái Sơ có chuẩn bị, cũng không có toàn diện cùng tinh tế, tính lên như bọn hắn thế này, Tu La thật khả năng trùng sinh tại nơi này của bọn hắn. Lý Vọng, cũng là hậu đại trực hệ của Lý Tư. Cảnh giới Thánh Vương, hơn 390 tuổi, tọa trấn thanh mộc đã đủ 300 năm. Ha ha, đi thôi. Chúng ta đi thanh mộc huyễn cảnh, chiếu cố Tu La sắp ra đời. Tâm tình đế tử thật tốt, đế tộc trung quy vẫn là đế tộc, vượt lên trên chúng sinh, bố cục tại ngàn năm sau. Cổ lão cũng rất rung động, bí mật nuôi dưỡng ngàn năm, không thể bồi dưỡng được khởi nguyên đế văn chân chính, lại cung cấp cho Tu La đất chuyển thế màu mỡ tuyệt hảo. Đây không phải thương thiên chiếu cố Bắc Thái đế tộc bọn hắn, mà là chiếu cố người có chuẩn bị. Ngươi nói, Tu La có thể mang theo ký ức hay không? Hẳn là có, nếu là phong đô quỷ hoàng ra tay, tuyệt đối không chỉ đơn giản là trùng sinh. Nếu như hắn mở mắt ra, trước tiên đã nhìn thấy là ta, sẽ là phản ứng gì? Ha ha, hắn là hài nhi, hẳn là sẽ. Oa oa khóc nỉ non đi. Ha ha, ha ha ha. Đệ tử nhẹ nhàng vui vẻ cười to, mang theo cổ lão thân phó thanh mộc huyễn cảnh, chờ đợi Tu La trùng sinh. Năm 22, những ngày cuối tháng 1. Bọn người thiên hậu có thể tập kết phụ nữ có thai đều tụ tập toàn bộ đến xung quanh tổ sơn, sắp xếp người dốc lòng chiếu cố, nghiêm mật bảo vệ. Chàng muốn tiến công Bắc Thái Đế Thành. Bọn người thiên hậu vừa trở lại xí thiên giới liền bị kế hoạch của Khương Phàm trấn trụ. Bọn hắn bảo vệ Thương Huyền, cũng là Thương Huyền bảo hộ bọn hắn. Đế tộc không dám tới, chính là kiêng kỵ đế ngấn, bọn hắn dám không có sợ hãi, cũng là bởi vì đế ngấn. Bây giờ... bọn hắn lại muốn rời khỏi khu an toàn, xâm nhập đại lục khác, bôn tập đế quân cường hãn. Không chỉ có bọn người Đông Hoàng Càn bị kinh hãi nửa ngày không có lấy lại tinh thần, tất cả những người khác đều không ngừng bị kinh đến. Mặc dù bọn hắn càng ngày càng mạnh, nhưng đối mặt với đế quân cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, vẫn không có bất cứ lòng tin gì, loại cảm giác này càng kiềm chế hơn so với cảm giác Thánh Hoàng nhìn lên thần tôn. Nhưng, sau khi Khương Phàm nói xong toàn bộ ý nghĩ của mình, đám người từ Thiên Hậu, Tần Vị Ương, đến Đông Hoàng Như Ảnh, Hồng Hoang Thiên Long, vân vân. Toàn bộ đều kiên định duy trì. Bọn hắn đương nhiên là có lo lắng, thậm chí là có chút sợ sợ, nhưng... vì Tu La, vì mấy triệu chiến hồn kia, bọn hắn cam nguyện mạo hiểm. Anh Linh kiếp trước, đáng để bọn hắn kiếp này bảo vệ. Dù là lại có nguy hiểm, bọn hắn cũng đều không chút do dự. Cổ tác nhân gãi gãi đầu, chần chờ nói. Có một tin tức. Ta vẫn luôn giấu giếm, cũng không phải giấu giếm, chỉ là mãi không có xác định cuối cùng. Khương Phàm nhìn dáng vẻ cổ tác nhân, lại nhìn thể hiện nghiêm trọng của bọn người thiên hậu, mơ hồ đoán được. Tu La, tại đại lục khác. Cổ tác nhân nhẹ gật đầu. Ta có thể xác định phương hướng là Tây Bắc, mới đầu tưởng rằng Tây Bắc Bộ, sau đó lại tưởng rằng Tây Bắc Hải Vực, bây giờ xác định là Tây Bắc Bộ đại lục, cũng chính là Bắc Thái đại lục. Mà, rất sâu rất sâu. Thiên hậu nói, Bắc Thái đại lục là nhân tộc đại lục thuần chính, lại còn là đại lục có số lượng nhân tộc nhiều nhất trong cửu đại châu. Trước đó ta sợ hắn sinh ra ở nơi đó nhất, không nghĩ tới vẫn phát sinh. Tần Vị Ương khẩn trương trong lòng, rốt cuộc cũng chờ được người yêu muốn trùng sinh, lại sinh ra ở đầm rồng hang hổ. Cái này thật không phải phong đô quỷ hoàng cố ý. Nếu Tu La đều tại Bắc Thái, chúng ta đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Chương 2967 xuất chinh, Bắc Thái đại lục. Khương Phàm hít sâu một hơi, an bài nói. Dương Biện, cùng ta đi phong đô quỷ vực một chuyến, ngay cả chúng ta có xác định được phương vị,
nơi đó hẳn là cũng có thể cho một vị trí xác thực. Ngày mùng 5 tháng 2, phía trên Thánh Vương toàn thể xuất động. Thánh Hoàng cùng thần linh do ta thống lĩnh, dùng tốc độ nhanh nhất bôn tập đế thành. Tịch Nhan, nghĩ biện pháp mang Thôn Thiên Ma Hoàng lên. Sư phụ, ngài xin mời giới chủ xuất quan. Chúng ta nhất định phải bảo đảm ưu thế áp đảo. Tịch Nhan cùng Đan Hoàng lần lượt gật đầu, mặt đều lộ vẻ khó xử. Hai vị kia không chỉ có không thuộc về xí thiên giới bọn hắn, càng không nhận Khương Phàm khống chế, mấu chốt đều ở thời khắc mấu chốt bế quan chiều sâu, muốn bọn hắn tỉnh lại, còn phải chấp hành nhiệm vụ tự sát, độ khó thật sự rất lớn. Khương Phàm nói, Đông Hoàng tộc, các ngươi mang lên toàn thể Thánh Vương, chia ra 12 đường, phân biệt đi ngoại vực cùng Trung vực Bắc Thái Đại Lục, đến từng khu quần cư chứng kiến đám trẻ ra đời, mang tất cả hài tử đáp lại đi. Nhưng, Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, các ngươi nhất định phải cùng chúng ta hành động. Chúng ta và những người khác toàn bộ lao tới đế thành, không tiếc cái giá nhốt đế quân ở bên trong. Thời gian vây khốn không thể quá dài, nếu không đế tộc khác nhận được tin tức, chắc chắn sẽ lao tới Bắc Thái Đại Lục, khởi xướng vây bắt đối với chúng ta. Cũng không thể quá ngắn, chúng ta cần tranh thủ cho đội ngũ di chuyển hài tử đầy đủ thời gian. 10 ngày, hẳn là không sai biệt lắm. Đã hiểu. Đám người cao giọng lĩnh mệnh, vẻ mặt nghiêm túc. Cứ việc trải qua đại chiến Thương Huyền tàn khốc hơn, nhưng đối với việc bôn tập đế thành vẫn còn có chút khẩn trương. Loại kia chính là đế quân. Đế quân cao cao tại thượng, quan sát dân chúng, cũng là những người thống trị thế giới chân chính. Lý Dần, chờ sau khi ta xác định vị trí Tu La, người tự mình đi hắn mang ra. Mặc dù bên ngoài đế thành không có cường giả thần cấp, nhưng vẫn phải để phòng vạn nhất, nhất định phải bảo đảm Tu La tuyệt đối an toàn. Khương Phàm không chỉ muốn bảo đảm Tu La an toàn, cũng không hy vọng Lý Dần trực diện với đế tử tại đế thành, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn không thể làm gì. Dù sao nơi đó cũng là đế thành, có chút sai lầm, chính là toàn quân bị diệt. Vẻ mặt Lý Dần hơi tối lại, nơi đó có hài tử chưa từng gặp mặt. Nhiều lần hắn suy nghĩ sẽ tự mình tới đó nhìn một chút, dùng hết khả năng mang về. Ta bồi Lý Dần đi qua đi. Chu Thanh Thọ nắm lấy bả vai Lý Dần, chủ động xin đi giết giặc. Lần này thật đúng là không phải sợ đế thành hỗn loạn nguy hiểm, mà là lĩnh hội ý tứ Khương Phàm, phải trông coi Lý Dần. Chẳng may đầu Lý Dần rút gân, sau khi tìm tới Tu La lại nhất định phải đi đế thành nhìn thì sao? Nếu thật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, 10 cái thân phận đồ đệ Khương Phàm của Lý Dần đều không đủ để chuộc tội. Mà tốc độ của hắn nhanh, có thể kịp thời tìm tới Tu La, cũng có thể bảo đảm dùng tốc độ nhanh nhất đưa Tu La trở về Thương Huyền. Lý Dần. Khương Phàm nhìn Lý Dần, chờ lấy hắn đáp lại. Chính ta đến là được, sư phụ yên tâm, ta nhất định tìm tới Tu La. An toàn về xí thiên giới. Lý Dần nâng cao tinh thần, trịnh trọng cam đoan. Vẫn là ta bồi tiếp đi. Chu Thanh Thọ dùng sức nắm vai hắn, đã là bảo đảm Lý Dần không làm chuyện điên rồ, cũng là để bọn người Khương Phàm yên tâm ứng phó đế thành. Phong Đô Quỷ Thành. Khương Phàm lần nữa giáng lâm, mở miệng trước Phong Đô Quỷ Hoàng. Tu La tại Bắc Thái Đại Lục, vị trí cụ thể. Phong Đô Quỷ Hoàng nói. Trung vực. Lại cụ thể. Nam Bộ, lại cụ thể, ngã về Tây, lại cụ thể, hắn còn chưa ra đời, đây đã là xác định cao nhất. Các ngươi đến nơi đó, kiên nhẫn chờ đợi, trước khi Tu La được sinh chắc chắn có dị tượng xuất hiện. Khương Phàm lạnh lùng nhìn Phong Đô Quỷ Hoàng. Ta cần hoài nghi là ngươi ném hắn tới Bắc Thái Đại Lục không? Phong Đô Quỷ Hoàng không sợ Khương Phàm chất vấn. Tu La là đế văn trùng sinh. Không thể nào tùy tiện nhét vào một mẫu thai thì có thể dựng dục ra đến, cần huyết mạch thích hợp, mới có thể kéo dài thiền thành. Ta khống chế sinh tử, nhưng không khống luân hồi, hắn đầu thai, không liên quan gì đến ta. Khương Phàm không chịu bỏ qua. Có liên quan cùng Triệu Thanh Duẫn sao? Triệu Thanh Duẫn là luân hồi táng diệt, không phải trùng sinh. Giao nàng cho ta, coi như là hạ lễ sớm chúc mừng ta tiến tới đế quân. Người cách đế quân vẻn vẹn xa một bước. Nhưng một bước này, sinh tử khó liệu, tốt nhất là ngươi cầu chúc ta thành công, nếu không ta chết đi, nhân tình trước đó sẽ phế đi hết. Muốn Triệu Thanh Duẫn, trước tiên ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Điều kiện, ngươi mở. Ngươi còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận. Phong Đô Quỷ Hoàng Quỷ Ảnh nói xong liền tiêu tán thành vô hình. Dương Biện ở bên cạnh nói thầm. Cái gì không chuẩn bị tốt, miệng đầy chuyện ma quỷ. Khương Phàm ngắm nhìn Phong Đô Quỷ Thành. Sát cơ trong đôi mắt hư vô lạnh thấu xương.
đối với Triệu Thanh Duẫn, hắn đã không có nửa phần tình cảm, chỉ có sát ý, thậm chí là chán ghét. Bên trong Phong Đô Thành, Triệu Thanh Duẫn giống như cảm thấy ánh mắt Khương Phàm, mở ra đôi mắt thanh lãnh trong cung điện u ám. Mặc dù liên tiếp trải qua thảm bại, lại bị giam lỏng tại Phong Đô Quỷ Thành, nhưng nàng từ đầu đến cuối vẫn lãnh đạm trầm ổn, tỉnh táo như thường, không có bất kỳ ý tứ nhận mệnh gì. Đây là nàng học được từ trên người hắn. Càn khôn chưa định, thắng bại khó liệu. Một khắc cuối cùng, tất cả thời khắc trước đó, đều có thể có hy vọng xuất hiện. Điều kiện tiên quyết là, không được từ bỏ. Triệu Thanh Duẫn cảm giác sau khi tỉnh dậy những năm này rõ ràng là đạt được thương thiên chiếu cố, lại là đế cốt lại là truyền thừa, cho nên vận mệnh của nàng không thể nào kết thúc như vậy. Nàng còn có hy vọng. Nàng còn có thể đợi đến hy vọng. Nàng còn muốn kiên trì. Nàng còn muốn rèn đúc huy hoàng thuộc về nàng. Nàng phải chứng minh với hắn, với thiên hậu, với tất cả mọi người, Triệu Thanh Duẫn nàng không dựa vào bất cứ kẻ nào, cũng có thể ngạo thế quật khởi. Chương 2968 đánh vạt ra. Mục tiêu cuối cùng nhất của nàng là muốn chủ hoạch kiến lập 10 vạn dặm thần triều, nàng muốn làm vô thượng thần hoàng, nàng muốn làm nữ hoàng lưu danh thời đại. Ngày mùng 3 tháng 2, trước khi lên đường 2 ngày. Bên trong xí thiên giới có số lượng lớn bạo động, đánh thức tất cả đám người đang làm bước chuẩn bị cuối cùng. Thôn Thiên Ma Hoàng, bắt đầu hư hóa. Đây là độ cao kiếp trước hắn đều không có đạt tới, rốt cuộc cũng tại sau khi trùng sinh, tại số lượng lớn thần vật tẩm bổ, tại trận đánh cờ liên quan đến vận mệnh này, thành công. Hắn đột phá, để tất cả mọi người chấn phấn, cảm giác sợ hãi liên tập đế thành đều ít đi rất nhiều. Mặc dù Thôn Thiên Ma Hoàng chỉ là sơ khuy mà thôi, nhưng ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có cam đoan thực lực, càng mang ý nghĩa hắn có thể phối hợp với bọn người Khương Phàm trực diện cùng đế quân. Ngay cả Khương Phàm đều tự mình chúc mừng, mặc dù tính tình lão gia hỏa này không ra thế nào, nhưng thực lực vẫn thật sự rất mãnh liệt. Thôn Thiên Ma tộc danh xưng Thôn Thiên Nạp Địa, sau khi thăng hoa thậm chí có thể thôn vệ chư thiên, thôn vệ nhật nguyệt tinh thần. Giới chủ thế giới mới thật vất vả mới bị thuyết phục xuất quan, sau khi nhận được tin tức, lại tiếp tục bế quan, ngủ say chiều sâu. Bọn hắn đồng thời bắn vọt, dựa vào cái gì Thôn Thiên Ma Hoàng thành công, hắn thì không thể sáng tạo kỳ tích. Khương Phàm không tiếp tục ép buộc, cho phép hắn ở lại giữ nhà. Ngày mùng 5 tháng 2, Khương Phàm mang lên toàn thể Thánh Vương, Thánh Hoàng cùng Thần Linh, bao gồm cả Đan Hoàng cùng Trung Ly Nặc, rời khỏi xí thiên giới, thiểm điện bôn tập Bắc Thái Đại Lục. Lúc này các đại đế tộc đều đang bí mật chuẩn bị cuộc chiến đăng thiên kiều, cũng chia ra một bộ phận tinh lực, muốn nhìn Khương Phàm ứng phó hai nhân tộc đại lục áp chế, phụ nữ có thai, như thế nào. Nhưng, bọn hắn còn đánh giá thấp sự điên cuồng của Khương Phàm, hoặc là đánh giá thấp địa vị của Tu La trong suy nghĩ Khương Phàm. Bọn hắn biết Khương Phàm sẽ nổi điên, nhưng không nghĩ tới sẽ điên đến trình độ như vậy. Dưới sự hiệp trợ của ba vị thần cấp không võ là Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, Đông Hoàng Như Ảnh, trong 10 ngày ngắn ngủi bọn hắn đã tới được vùng Đông Nam Bắc Thái đế tộc, sau đó ẩn vào nơi cực sâu trong hư không, đường vòng đến đỉnh Cửu Thiên, thẳng đến trung vực Bắc Thái đại lục. Đông Hoàng Lăng Tuyệt cùng với các cường giả Đông Hoàng tộc thì mang theo toàn bộ Thánh Vương, bí mật chui vào Bắc Thái đại lục, phân biệt chạy tới khu vực cố định, tìm kiếm khu quần cư nơi đó, chờ đợi tập thể anh linh kiếp trước chuyển sinh vào đầu tháng 3. Bắc Thái đế thành, đế quân đang lúc bế quan. 30.000 năm, đây là một lần bế quan hắn coi trọng nhất, chăm chú nhất. Nếu quả thật có thể bằng vào hài tử lừa gạt Khương Phàm ra khỏi Thương Huyền, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng, thật đến một bước kia, Khương Phàm cùng đám thần ma dưới trướng hắn, chắc chắn sẽ liều mạng. Mặc dù đế quân vượt lên trên chúng sinh, nhưng mãnh hổ không chịu nổi đàn sói, cũng là có khả năng bị thương. Đến lúc đó, nếu như đế quân khác ra tay thì sao? Nếu như lừa gạt không đến Khương Phàm, chỉ có thể đến Đăng Thiên Kiều đẩy hắn vào chỗ chết. Nhưng, Đăng Thiên Kiều nhất định có ngoại ý muốn trùng điệp, rất có thể ở giữa đế quân sẽ bộc phát một trận ác chiến, thậm chí phải làm cho tốt chuẩn bị Khương Phàm biến đổi xưng đế. Bất luận là loại tình huống nào, hắn đều muốn giữ vững trạng thái tốt nhất. Dù sao đế quân bọn hắn đây hiểu nhau rất rõ, một khi vị nào đó bị thương nặng, hoặc là lộ ra vẻ mệt mỏi, chắc chắn sẽ biến thành mục tiêu kế tiếp. Bầu không khí bên trong đế thành rất ngột ngạt. Dân chúng bình thường đều đóng chặt cánh cửa, không dám tùy tiện ra ngoài. Thánh linh trở xuống thì phân tán ra ngoài, truyền lại chỉ lệnh đế quân, cùng tập kết giám sát phụ nữ có thai ở các nơi. Thánh linh trở lên các thì nhao nhao bế quan,
tăng lên cảnh giới, bảo đảm lực uy hiếp của đế tộc tại đại lục. Ngày 22 tháng 2, chỗ hỗn loạn sơn mạch tại đế thành, mênh mông 5.000 dặm đều bao phủ dưới pháp trận khổng lồ. Bên ngoài pháp trận, bầu trời hoắc loạn, hư không vặn vẹo, giống như toàn bộ dãy núi đều chóc ra hệ thống thế giới, năng lượng kinh khủng cuồn cuộn không dứt, như cuồng chiều ngàn vạn trọng, trùng kích 10 vạn dặm đại địa trung vực. Nơi này là lãnh địa của hỗn loạn đế quân, cũng là đầu nguồn hỗn loạn pháp tắc của thế giới. Vạn vật thế gian, đại đạo pháp tắc, bao gồm cả âm dương, thời không các loại, đều nên lộn xộn ở trước mặt hỗn loạn. Nhưng, pháp trận bao phủ nội bộ, lại như núi như rồng, như sông lớn lao nhanh, cây rừng thông mậu, sinh cơ bừng bừng, tựa như là thế giới bên ngoài đang sụp đổ, thế giới bên trong đang tái tạo. Trong này tương đương với, trật tự, trong hỗn loạn, một thế giới trật tự hoàn toàn thuộc về hỗn loạn đế quân. Hết thảy, đều do hắn trưởng khống. Đối với người ngoài mà nói, nhìn có thể có chút khủng bố, nhưng đối với người sinh sống ở bên trong mà nói, lại là không có cảm giác an toàn gì sánh kịp. Ông, bầu trời hỗn loạn đột nhiên nở rộ lên hào quang hừng hực, rọi khắp tầng mây, vòng xoáy, chiếu thấu đất trời hỗn loạn. Rất nhiều yêu thú cùng bộ lạc trong rừng rậm hỗn loạn đều lần lượt chú ý tới cường quang phía ngoài bình chướng. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, phạm vi càng lúc càng lớn, giống như là mặt trời vạn cổ ầm vang giáng lâm, cùng mặt trời đương thời cùng tồn tại giữa trời, tranh nhau phát sáng diệu thế, cực kỳ rung động và thần kỳ. Ngay sau đó, một thanh âm ùng ùng từ phiêu miểu đến to lớn, như là biển động vạn trượng, từ xa đến gần lao nhanh đến, cuối cùng là đinh tai nhức óc, oanh minh khắp đất trời. Bắc Thái Đế Quân bị đánh thức. Hắn mở ra đôi mắt khủng bố tràn ngập vạn vật sụp đổ, nhìn mảnh cường quang bên ngoài dãy núi kia. Ánh sáng vô biên, sáng rực lóa mắt, chiếu thấu thế gian, chiếu thấu hư không. Sâu trong ánh sáng là bóng người lắc lư, vô biên vô hạn, lại như thật như ảo, tiếng người huyên náo, to lớn vô tận, lại phiêu miểu khó lường. Một loại thiên uy không cách nào nói rõ, tấn mãnh ngưng tụ ở nơi đó, tràn ngập khắp đất trời, đánh thẳng vào hỗn loạn pháp tắc. Chương 2969 bộc phát 1. Bắc Thái, cảm tạ ngươi đến Thương Huyền Đại Lục tặng đại lễ thần ma. Hôm nay ta, đại biểu Thương Huyền, đến trả lễ. Tiếng gào thét giống như nổ tung, như hàng vạn tia lôi đình, oanh minh cả trời đất. Khương Phàm toàn lực thôi phát thương sinh tạo hóa, chỉ tới Bắc Thái Đế thành phía xa. Ầm ầm, cường quang sôi trào, bóng người nhấc lên. Hàng tỷ dân chúng cầu nguyện, cách đại lục vô tận, hội tụ tới Bắc Thái Đế thành. Lấy uy lực bán đế, xin mời ý nguyện dân chúng Thương Huyền. Lấy truyền thừa thương thiên, dẫn uy lực đại đạo. Nương theo tiếng hò hét vô tận, cường quang sôi trào, một mũi sát sinh tiễn cường thế thành hình. Dân nguyện sôi trào, tạo hóa vô cương. Mênh mông đất trời đều đang lay động, rung động đến khủng bố. Đế tử, nhận lấy cái chết. Khương Phàm muốn giết đế tử trước, nhất định phải đánh ra quyết tâm trọng thương đế thành. Nội bộ đế thành oanh động, tất cả cường giả đang bế quan nhao nhao xuất động, dùng tốc độ nhanh nhất mở ra hệ thống pháp trận cường hãn. Ngay cả đế quân đều ngạo nghễ bước ra khỏi cấm khu, đưa tay chỉ trời, dẫn bạo hỗn loạn nguyên thủy trên pháp trận hỗn loạn, hủy trời diệt đất, vạn vật sụp đổ. Nhưng, một màn ngoài ý muốn xuất hiện, Khương Phàm dùng toàn lực thả ra sát sinh tiễn, khi bộc phát trong chốc lát lại lao thẳng đến Nam Bộ. A! À, trong hư không, Thiên Hậu, Hồng Hoang Thiên Long, Thôn Thiên Ma Hoàng cùng toàn thể Thánh Hoàng cùng thần linh vận sức chờ phát động đều đồng loạt chuyển đầu sang Nam Bộ, ánh mắt thuận sát sinh tiễn biến mất ở cuối trời. Đánh vạt ra rồi. Cái thứ đồ chơi này không phải truy tung sao? Chờ chút. Đế tử không ở đế thành. Cái này có chút lúng túng. Tiêu Phượng Ngô âm thầm nói thầm, cao điệu xuất hiện, muốn đại sát đế tử, để toàn trường rung động, kết quả. Sát sinh tiễn bay mất. Nó bay mất. Các cường giả bên trong đế thành khẩn trương nhao nhao sửng sốt một chút, ánh mắt cũng thuận chui quang tiễn kia xuôi nam. Chúng ta đang ở chỗ này mà, làm sao lại đánh về phía nam? Đây là chiến thuật mới sao? Rẽ một cái trở lại. Đầu ngươi hư, ánh mắt không dùng được rồi. Bắc Thái Đế Quân ánh mắt thu hồi, dậm chân phóng lên trời, cách khoảng không rộng lớn rằng co với Khương Phàm đột nhiên giáng lâm. Tên điên này không trốn tránh tại Thương Huyền, vậy mà lại đi ra rồi. Còn chạy đến trong đế thành của hắn. Đây thật không phải hắn nằm mơ sao? Đây chẳng phải là, tự chui đầu vào lưới. Khương Phàm rất nhanh đã hoàn hồn. Làm càn hô to. Đầu ngươi 30.000 năm không cần, phế đi.
nếu đế tử không ở đế thành, cũng sẽ không có bảo vệ. Mũi tên vừa rồi kia của ta, đủ để muốn mệnh của hắn. Đông Hoàng Toại, mang thi thể hắn trở về cho ta. Khương Phàm xấu hổ lại phấn chấn, mặc dù đánh vạt ra, nhưng không phải là không vui mừng ngoài ý muốn. Nếu đế tử đã không có bị pháp trận khủng bố của đế thành bảo vệ, lại là bất ngờ không đề phòng, hắn lấy uy lực bán đế đưa tới sát sinh tiễn. Không chết cũng có thể triệt để phế đi hắn. À, đúng nhỉ. Bọn người Tiêu Phượng Ngô vui mừng, nếu không có bảo vệ, cháu trai kia chết chắc. Mặc kệ ở đâu, nhất định phải mang về. Thiên hậu lập tức nhắc nhở Đông Hoàng Toại. Đây chính là đế tử, mệnh căn tử của đế quân, nếu như bọn hắn thật lâm vào tuyệt cảnh, đây tuyệt đối là một tấm gỗ không tệ. Chờ ta trở về. Đông Hoàng Toại biến mất trong nháy mắt, mở ra đạo ngấn không gian, xuôi nam lùng bắt. Đế tử đâu? Giọng của đế quân lạnh lẽo như cổ kiếm ra khỏi vỏ, vang vọng trong đế thành, để linh hồn của tất cả cường giả đế tộc đau nhói. Đế tử, không phải đang bế quan tại đế thành sao? Các cường giả vừa mới xuất quan nhao nhao đáp lại, sau khi cuộc chiến Thương Huyền kết thúc, bọn hắn bị yêu cầu bế quan toàn thể, nhất là đế tử, càng phải trùng kích thần linh đỉnh phong. Ta không biết, không phải đang bế quan sao? Cung Như Ngọc đều luống cuống, rời khỏi lúc nào, vì sao không nói với nàng? Cho đến khi trưởng lão thủ thành cưỡi mãnh cầm phóng lên không, quỳ xuống trước mặt đế quân. Một tháng trước đó đế tử đã rời khỏi đế thành, đến nay chưa về. Đi đâu? Vẻ mặt uy nghiêm của đế quân có chút âm trầm. Trưởng lão sợ hãi nói. Thanh Mộc Huyễn Cảnh. Thanh Mộc Huyễn Cảnh ở nơi nào? Trong trí nhớ đế quân, Bắc Thái Đại Lục giống như không có một chỗ như vậy. Ngàn năm trước, lúc ấy tộc trưởng Lý Tư nhận mật lệnh, tổ kiến cấm khu Nam Bộ, để mà nuôi nhốt bồi dưỡng, khởi nguyên, linh văn. Trước khi rời khỏi, đế tử nói muốn tới nơi đó mang tu la chuyển thế về. Trưởng lão nói xong để các cường giả bên trong đế thành vừa sợ lại hoảng. Đế tử lại có thể tra được nơi đó. Suy nghĩ nhanh nhẹn thật. Nhưng, Khương Phàm đến rồi. Khương Phàm tới đế thành ngoài dự liệu. Đế tử, chẳng phải là gặp nguy hiểm. Đế quân, mau giết bọn hắn, cứu đế tử trở về. Cung Như Ngọc cuống quýt quỳ xuống, thê lương cầu khẩn. Phần Thiên Thần Hoàng, là ngươi đi tìm cái chết, chúng ta muốn cho ngươi sống, ngươi lại nhất định phải muốn chết. Đế quân chậm rãi nắm tay, năng lượng hỗn loạn bộc phát giữa huyết nhục, thân thể thẳng tắp dần dần vặn vẹo, như là bị hàng tỷ tia lôi đình bổ sung, đế uy kinh khủng khuấy động đế thành, quét sạch 5.000 dặm hỗn loạn sơn mạch, đánh thẳng vào pháp trận hỗn loạn. Thánh Hoàng ở phía sau, thần ma phía trước, chuẩn bị. Khương Phàm kích phát một bản thân, trở lại đỉnh phong, giơ cao tay phải hư vô, phát ra chỉ lệnh uy nghiêm. Thiên Hậu, Hồng Hoang Thiên Long, một trái một phải, xuất hiện ở hai bên Khương Phàm. Thôn Thiên Ma Hoàng thì tạm thời dừng ở phía sau, ẩn nhẫn bất động. Thiên Hậu xuyên suốt ý thức đến toàn bộ khế ước thú, bao gồm cả Thái Âm Ngọc Thố cùng Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân thần cấp, một cái ý niệm truyền lại, khế ước có thể bộc phát số lượng lớn. Thập đại khế ước thú tập thể ngủ say. Mà phạm vi hư vô của Thiên Hậu từ trên trán nhanh chóng nuốt hết toàn bộ đầu, thậm chí còn khuếch tán ra số lượng lớn vết nứt, tràn ngập toàn thân. Hồng Hoang Thiên Long tức giận rít gào, long văn trên trán giống như là một con hắc long vực sâu mãnh liệt nhấc lên. Hồng Mông Phong Bia bộc phát như một cơn lốc ánh sáng, trùng kích bầu trời rộng lớn, mây mù cuồn cuộn, xiềng xích hoành không, như là mang theo vạn đạo thiên địa, giao hòa cùng pháp tắc thế giới. Chương 2970 bộc phát 2. Phạm vi hư vô tăng vọt, lan tràn ra cả đầu, cũng kéo dài đến hai cánh. Thiên Hậu nhìn trộm bán đế rồi. Hồng Hoang Thiên Long cũng bắt đầu rồi. Thương Huyền kết thúc đại chiến mới một năm mà thôi. Tốc độ của bọn hắn, đây là cái nghịch thiên gì? Bên trong đế thành Liên Miên vang lên tiếng kinh hô, Khương Phàm cơ hồ hoàn toàn hư hóa rồi. Không phải nói càng về sau, tốc độ hư hóa càng chậm sao? Thái Sơ Thiên Quân Đại Thần Tôn giống như dùng ngàn năm mới hư hóa hơn phân nửa. Phần Thiên Thần Hoàng, cái này, mẫu thân nó là nuốt luyện bao nhiêu thần ma cơ chứ? Cầm thần ma coi như ăn cơm sao? Thiên Hậu lại cũng bắt đầu hư hóa, chẳng phải mang ý nghĩa nàng đã chân chính thức tỉnh đế mạch. Hồng Hoang Thiên Long, đó là siêu cấp tổ mạch Thiên Long tộc, vậy mà cũng thức tỉnh. Một loại áp bách đến ngạt thở lan tràn trong đế thành. Kẻ kiêu ngạo như bọn hắn lần đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm. Đế quân mặc dù cường đại, nhưng bọn người Khương Phàm từ đầu đến đuôi đều là tên điên. Đế quân lạnh lùng nói.
khả năng các ngươi đã hiểu lầm lực lượng mình, Sơ Khuy bán đế, kém xa bán đế cũng chung quy vẫn là bán đế, không có trải qua thiên kiếp tồi thể, chung quy vẫn thần mà thôi. Vài tôn thần, vọng tưởng khiêu chiến đế quân, nếu như người người đều có thể khiêu chiến đế quân dùng cái gì uy lẫm dân chúng, đứng ngạo nghễ tại đỉnh thế giới. Vài tôn thần giết không chết ngươi, nhìn lại cái này xem. Hư không phía sau Khương Phàm đại bạo động, bên trong bóng tối vô tận, Kiều Vô Hối, Khương Diễm, Khương Qua, Khương Quỳ, Triệu Thời Việt, liên tiếp kích phát linh văn, hóa thân siêu cấp thần hoàng, ngay sau đó là Đan Hoàng, Tần Vị Ương, Ngô Chính Nguyên, Dương Biện, Bạch Tai, Lan Nặc. Toàn bộ kích phát ra linh văn, thể hiện ra thần uy vô tận. Hướng Vãn Tình, Tặc Điểu, Đại Vương và các thánh hoàng, cũng đều là cố gắng dẫn bạo năng lượng, gầm thét giữa thâm không. Hơn 20 vị thần linh, hơn 20 vị thánh hoàng. Đội hình kinh khủng, năng lượng vô biên. Như là chư thiên thần ma giáng lâm, uy lực và năng lượng kinh khủng như là muốn thâm không sụp đổ. Mà tại dưới chân của bọn hắn, đạo ngấn hư không phức tạp mà thần bí lấp lóe cường quang, sâu chuỗi lấy mỗi một vị thánh hoàng cùng thần ma. Đây là pháp trận cỡ lớn Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Như Ảnh vừa mới xây dựng, có thể cưỡng ép di chuyển tất cả thần ma cùng thánh hoàng, càng có thể ngưng kết toàn thể thần ma cùng thánh hoàng bộc phát năng lượng đến cùng một chỗ, hình thành thế công biển động, khởi xướng bạo kích tới mỗi một phương hướng. Đế quân ngóng nhìn thâm không, rốt cuộc sắc mặt cũng thay đổi. Mặc dù đoán được sau này vạn thế sẽ có rất nhiều cường giả, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến trong thời gian ngắn lại có thể tạo nên số lượng như vậy. Đây là cái tốc độ biến thái gì? Cho dù là thắng đại chiến Thương Huyền, đạt được rất nhiều tài nguyên cùng vũ khí, cũng không thể có tốc độ như vậy. Thần, chung quy vẫn là thần, nếu như tùy tiện đột phá, thần linh cũng không đến mức quý giá như vậy. Bầu không khí bên trong đế thành tiếp tục kiềm chế, đế tộc cao ngạo trắng bệch cả mặt. Bọn hắn, đến thật, vẫn không giết được ngươi sao? Xác thực giết không chết, nhưng, chúng ta nhất định có thể phế bỏ đế thành của ngươi. Phế bỏ Bắc Thái đế quân ngươi. Khương Phàm ngang nhiên dẫn nổ, thiên địa, đại táng. Đất trời, tự nhiên hệ thống vô tận, ở trước mặt thiên địa đại táng cường hãn, ầm vang bạo động. Khương Phàm đã hư hóa 8 phần trở lên, ý thức cường đại khống chế hơn 10 vạn dặm, lấy đế thành làm trung tâm, không gian vô tận, vạn vật tự nhiên, đều kịch liệt vặn vẹo, như là muốn bị thương thiên chôn vùi. Ngươi có thể thử một chút. Đế quân chỉ một tay lên trời. Sóng chiều hỗn loạn lấy đế thành làm trung tâm, dẫn bạo càn khôn. Một loại hỗn loạn vặn vẹo không cách nào nói rõ, trong chốc lát đã tuôn ra 4 phương 8 hướng, muốn tất cả đều tách rời. Đây mới thực sự là đế uy. Nhưng, Khương Phàm xin mời chính là thiên địa đại táng, là chỉ lệnh thương thiên, là minh mông thiên uy. Ầm ầm, một nguồn đế uy, dẫn động pháp tắc thẩm phán. Bắc Thái đế quân như là hóa thân thương thiên, thẩm phán chúng sinh. Một nguồn thiên uy cuồn cuộn uy lực diệt thế. Khương Phàm như là hóa thân của thương thiên, hủy trời diệt đất. Một loại va chạm khủng bố tuyệt luân. Một cảnh tượng thế giới sụp đổ giống như tận thế, một mảnh chiều dâng hỗn loạn giống như âm dương rối loạn. Thế gian đang gào thét, hỗn loạn đang bạo động. Khương Phàm toàn diện thôi động, mênh mông hơn 10 vạn dặm đại táng mãnh liệt mà đến, kéo dài bộc phát, điên cuồng hủy diệt. Dài đến 3 phút rằng co, thiên địa đại táng chống đỡ. Không có sụp đổ bên trong biển động hỗn loạn vặn vẹo. Kết quả trực tiếp chính là toàn bộ hỗn loạn sơn mạch triệt để phá hủy, ngay cả đế thành nguy nga đều lung lay sắp đổ. Phần thiên thần hoàng, người đây là tự tìm đường chết. Nhưng, đất trời sập, Bắc Thái đế quân lại không nhìn lấy thiên địa đại táng hủy diệt, thân quấn hỗn loạn pháp tắc, hoành hành giữa trời cao, xua tan tất cả tai nạn, đuổi giết Khương Phàm. Khương Phàm kích phát bản thân thứ hai, nhanh chóng khôi phục toàn thịnh. Ngay sau đó năm đạo ấn ký thủy tổ liên tiếp thức tỉnh, theo một tôn tiếp lấy một tôn bản thân được kích phát, sôi trào liệt diễm vô tận, vượt qua thời không thức tỉnh, ngũ đại chu tước dục hỏa trùng sinh. Tại lúc Bắc Thái đế quân giết tới, trong chốc lát, Khương Phàm hiệp đồng năm tôn chu tước đang sôi trào trong liệt diễm toàn bộ bạo phát, không chỉ có chân thân Khương Phàm hư hóa, 6 tôn khác toàn bộ đều là hư hóa diện tích lớn. Nếu như là Khương Phàm trước đó, hắn tuyệt đối phân liệt không ra phân thân tới gần bán đế. Nhưng theo bất diệt thiên thể kích phát tiềm lực, nhất là tu luyện năng lượng thắng trời, để bản thân hắn lấy được tăng cường, hắn như là có được sinh mệnh lực không có tận cùng, giao phó ngũ đại chu tước thức tỉnh toàn diện. Đây là chỗ khủng bố của vô lượng thắng thiên quyết, đây là chỗ khủng bố của chu tước truyền thừa, đây càng là chỗ khủng bố của song đế mạch.
Bắc Thái Đế quân giết tới trong chốc lát, hai tôn chu tước đã bạo động, một bên kích phát vô thượng chí tôn kiếm, liệt diễm thông thiên, kiếm đạo vô biên như là lưỡi kiếm gió lốc kinh khủng, bao quanh uy lực hủy trời diệt đất, bổ về phía Bắc Thái Đế quân. Chương 2971 đại chiến với đế quân. Một bên triển lãm chu tước phục thiên thuật, sôi trào liệt diễm, trải rộng ra bức tranh vạn cầm ầm ầm sóng dậy, mà tôn chu tước kia như là chí tôn của thế gian, uy áp chúng sinh. Ta đã nói rồi, bán đế trung quy vẫn là bán đế. Huống chi, người vẫn chưa tới. Thanh âm uy nghiêm của Bắc Thái Đế quân giống như thiên âm ù ù, chiến khu nguy nga từ trong tới ngoài lấp lóe cường quang chói mắt, như là có hàng tỷ tia lôi đình nhấc lên, trong chốc lát cuồn cuộn đế uy, hỗn loạn bắn ra, hết thảy mọi thứ xung quanh đều đang vặn vẹo, bao gồm thời không. Hai tôn chu tước đang kích phát chí tôn sát kiếm cùng phục thiên thuật cường đại nhanh chóng tháo chạy, như lá khô trong cuồng phong, cuồn cuộn đầy trời, cơ hồ muốn lui đến trước mặt Khương Phàm. Như là ngược dòng thời gian, như là không gian rối loạn, ngay cả hỏa kiếm cùng bức tranh cũng đều nhanh chóng sụp đổ, trở lại liệt diễm. Đây mới là đế uy. Bắc Thái Đế quân bạo kích hai tay, tràn ngập bên trong hai tay là pháp tắc hoành kích thâm không, liên tiếp xông vào trong cơ thể hai tôn chu tước. Một sơm sóng chiều hỗn loạn dẫn bạo, tất cả sinh mệnh, hỏa diễm, thậm chí là ấn ký thủy tổ, đều hoàn toàn mất khống chế. Thời khắc này, hai tôn chu tước không gần như chỉ tháo chạy, cũng rút về trong thời không hỗn loạn, trực tiếp về tới thời kỳ đặc thù giao hòa với ấn ký thủy tổ chu tước chân thực bên trong dòng sông thời gian. Cái vặn vẹo đột nhiên này để bọn chúng rối loạn, ngay sau đó. Phát nổ. Ầm ầm. Hai tôn chu tước cường đại hẳn là đuổi giết Bắc Thái Đế quân, trọng thương Bắc Thái Đế quân, vậy mà tại lúc bộc phát đột nhiên quay lại, phát nổ ở trước mặt bọn người Khương Phàm. Khống chế tuyệt đối, áp chế tuyệt đối. Bắc Thái Đế quân chân đạp hỗn loạn, tái diễn trật tự, như là rời khỏi thế giới thật, hành tẩu giữa đất trời của riêng mình, đuổi giết Khương Phàm bị đánh lui, muốn một tay nó bắt giết. Ngay một khắc này, Hồng Hoang Thiên Long cuồng kích hai cánh, như thiểm điện giết tới. Nó uy nghiêm thần tuấn, sôi trào cường quang, chở Hồng Mông Phong Bia đi, giống như cõng tới Hồng Hoang Thiên Trụ. Bắc Thái Đế quân không để ý đến, hắn vung tay lên, hỗn loạn đại đạo diễn biến chiều cường khoáng thế, như biển động sôi trào, như phong bạo hủy diệt, đối diện che mất Hồng Hoang Thiên Long, sau đó tiếp tục đuổi giết Khương Phàm. Ở trước mặt đế uy cường hãn, Hồng Hoang Thiên Long như là đột nhiên rơi xuống đến bên trong thế giới tận thế, lân phiến vỡ nát, hài cốt vặn vẹo, giống như muốn bị tàn nhẫn tách rời, đau đến không muốn sống. Nhưng, theo máu tươi nhuộm đỏ Hồng Mông Thiên Bia, những cái tên cứng cáp phía trên giống như sống lại, bộc phát ra cường quang chói mắt, sôi trào đạo pháp khác nhau. Hỗn độn chưa mở, Hồng Mông chưa phán. Hỗn độn tạo nên hình dáng thế giới, Hồng Mông diễn biến vạn đạo pháp tắc. Giống, Hồng Hoang Thiên Long đẫm máu gào thét, trở Thiên Bia đi, như là kéo đến Hồng Mông đại đạo. Bên trong cường quang chói lọi là toàn bộ thế giới pháp tắc, thiên uy kinh khủng hạo đáng thâm không, dẫn phát thế giới thật cộng minh. Nó mãnh liệt chấn kích hai cánh, tránh thoát khỏi sóng chiều hỗn loạn một cách không thể tưởng tượng nổi, nhào về phía Bắc Thái Đế quân đang muốn rời khỏi. Bắc Thái Đế quân kinh ngạc quay người, trong đôi mắt bắn ra cường quang, xung quanh bạo phát lên ba động hỗn loạn kinh khủng, như thác nước vén trời mà lên, liên tiếp đánh vào Hồng Hoang Thiên Long. Mỗi đạo ba động đều là âm dương điên đảo. Tự nhiên sụp đổ, thời gian rối loạn, Hồng Hoang Thiên Long bị đánh đến be bét máu thịt, toàn bộ bay ra ngoài. Ở trước mặt đế quân, cường giả sơ khuy đế cảnh cũng chỉ như là tân tấn thánh hoàng chặn đánh thần linh, hoàn toàn không ở cùng một vấn đề. Tuy nhiên, Hồng Hoang Thiên Long vừa mới mãnh liệt đánh giết, vẫn tranh thủ đến cơ hội cho Khương Phàm và Thiên Hậu. Sát sinh tiễn. Khương Phàm cưỡng ép ổn định, lớn tiếng hét lên, lại dương lên truyền thừa thương thiên. Cường quang bạo động, hừng hực vô biên, như mặt trời vạn cổ rọi khắp hắc ám cùng hỗn loạn, bên trong có hàng tỷ bóng người lắc lư, chập trùng lên xuống. Thiên âm ù ù, vang vọng lời cầu nguyện của chúng sinh. Sát sinh tiến kịch liệt xoay tròn, giống như một cơn gió lốc tuyệt thế, ngưng tụ cường quang, quấn vào hàng tỷ bóng người. Tay trái Khương Phàm nâng ngọc tỷ thần triều, đại biểu chúng sinh, tay phải là thiên vận hồ lô, đại biểu tạo hóa. Một tiếng hét lớn, hai tay giao kích. Ngọc tỷ đến từ thiên mệnh thần triều cùng hồ lô từ kiếp vận thần tôn ứng thanh vỡ nát. Thần khí, ở trong tay người khác đó là bảo vật truyền thế, nhưng trong tay Khương Phàm đều là năng lượng. Chỉ cần có thể phát huy ra đầy đủ hiệu quả, nên nát thì sẽ phải nát. Ầm ầm. Sát sinh tiến ầm ầm vang to,
lời cầu nguyện vô tận vang vọng khắp đất trời, không chỉ có hội tụ đến lời cầu nguyện của chúng sinh Thương Huyền, càng mượn nhờ Ngọc Tỷ cùng Hồ Lô, ảnh hưởng đến tạo hóa vô tận tại Bắc Thái Đại Lục. Đột nhiên tăng vọt uy thế, ảnh hưởng mãnh liệt đến ý thức đế quân. Bắc Thái đế quân vừa mới vén lui Hồng Hoang Thiên Long, đột nhiên giống như lâm vào trong thế giới quang ảnh thần bí, phổ biên vô tận tất cả đều là bóng người, triệt để che mất hắn, bên trong thanh triều oanh minh không không dứt tất cả đều là tiếng hò hét, giết hỗn loạn đế quân. Hỗn loạn đế quân thoáng hoảng hốt, nhưng chung quy vẫn là đế quân, mấy hơi ngắn ngủi bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn hai con ngươi nhìn hằm hằm Khương Phàm, hỗn loạn linh văn trên trán trong chốc lát hiện lên ánh sáng vô tận, chân chính sinh ra liên hệ cùng thế giới, muốn xúc động hỗn loạn pháp tắc. Nhưng, ngay tại thời khắc vi diệu này, thiên hậu như hoàng kim lôi đình cuồng dã vặn vẹo, giết tới trước mặt hỗn loạn đế quân. Mặc dù tràng cảnh Hồng Hoang Thiên Long bị đánh lui khủng bố vừa mới phát sinh ở trước mắt, nhưng thiên hậu không sợ. Thẳng tiến không lùi. Trong chốc lát bộc phát, bí lực vô lượng trong thân thể thiên hậu sôi trào. Sâu trong khí hải hiện lên 9 cái vòng xoáy khủng bố, mỗi cái vòng xoáy đều là một kim thân tổ thú. Bắc Thái đế quân, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Thiên hậu bộc phát toàn diện, 9 đại kim thân giận dữ hét to tại khí hải, bí lực vô lượng xuyên thấu qua toàn thân tuôn ra ngoài. Chương 2972 kích thích. Thái âm ngọc thố, Hồng Hoang tổ kỳ lân, Côn Bằng, Huyền Vũ, Kim Hống, Kim Ô cùng Đằng Xà, tổng cộng 7 đại tổ thú, còn có thôn thiên cự long, tam thủ luân hồi sư toàn bộ hiện ra hình dáng, lại nhao nhao kích phát ra bí thuật mạnh nhất của mình. Năng lượng sôi trào, thú uy cuồn cuộn. Mỗi một tổ thú đều là huyết mạch cực hạn mà thế gian tạo nên, huống chi là phát huy toàn bộ. Giờ khắc này thiên hậu như là thiên tôn vạn yêu dáng thế, dẫn vạn thú bộc phát, đánh giết đế quân. Sát sinh tiến phía trước, vạn thú ở phía sau. Bắc Thái đế quân đương nhiên ứng phó Khương Phàm, không nhìn thiên hậu. Thế công của thiên hậu mạnh hơn, thanh thế lại to lớn, cảnh giới đương nhiên không bằng Khương Phàm, nhưng đế khu trải qua thiên kiếp rèn luyện hoàn toàn có thể gánh vác được. Hắn cơ hồ là không thèm để ý đến thiên hậu, tiếp tục kích ra hỗn loạn linh văn, dẫn động pháp tắc thế giới. Nhưng, thiên hậu khủng bố từ trước tới giờ không cực hạn tại thực lực, mà là ở nắm chắc thời cơ, dự phán đối với chiến trường. Cho nên, nàng không sợ hãi giết tới, hoàn toàn không có đi quan sát Bắc Thái đế quân có thể làm lựa chọn hay không, lại sẽ làm lựa chọn gì, điểm tia lửa quang, phóng thích 9 đại kim thân, sau một khắc, đại kim thân thứ 10 thức tỉnh, bí lực vô lượng thứ 10 bộc phát. Huyễn vụ mê điệp, bí thuật thời gian, lấy uy lực siêu thần kích phát, bá đạo cầm giữ thời gian. 9 đại kim thân bộc phát năng lượng chỉ là hỗ trợ, thế công thật sự chính là ở chỗ thời gian. Hả? Bắc Thái đế quân phát giác được dị dạng, quả quyết phản kích, cưỡng ép lật ngược thời gian, nhưng cuối cùng vẫn bị ảnh hưởng mấy giây, mặc dù chỉ là mấy giây mà thôi, nhưng đầy đủ. Sát sinh tiễn gánh chịu lấy thiên thế của Khương Phàm, sôi trào cầu nguyện cùng tạo hóa từ Thương Huyền và Bắc Thái, đối diện đánh chúng vào ý thức Bắc Thái đế quân. Bắc Thái đế quân run rẩy, lảo đảo lui lại mấy bước, ý thức hoảng hốt, linh hồn nhói nhói. Cùng lúc đó, thiên hậu diễn biến 9 đại kim thân toàn diện bạo động ngay sau đó, lấy uy lực tới gần bán đế kích phát, như là tái hiện tuyệt thế uy mãnh của tiên tổ 9 đại yêu tổ Hồng Hoang, lít nha lít nhít bạo tạc, vang vọng tại bầu trời. Giống, lão tử đều cõng tấm bia to, mẫu thân nó còn bị ngươi đánh bay. Lão tử không cần mặt mũi sao? Hồng Hoang Thiên Long giết tới ngay sau đó, hai cánh hư vô chấn vỡ vụn không gian, dung hợp hồng mông triều dâng, khởi xướng bạo kích liên miên bất tuyệt. Ngay lúc này, giết! Theo Đông Hoàng Càn ra lệnh một tiếng, hơn 20 vị thánh hoàng, hơn 20 vị thần linh trong hư không, toàn bộ bạo phát năng lượng đang vận sức chờ phát động. Kiều vô hối với hủy diệt thiên phạt, Khương Diễm với chiến binh thần hồn, Khương Qua với hỗn loạn chiến kích, Ngô Chính Nguyên với đại hỗn độn chiến giới. Toàn bộ thế công hội tụ thành biển thế công, không thua gì 30 vị thần linh dốc sức bộc phát. Thiên hậu cùng Hồng Hoang Thiên Long vừa mới cuồng ngược đế quân lập tức tháo chạy, nhượng bộ cho cuồng chiều năng lượng. Bắc Thái đế quân mãnh liệt lắc đầu, vừa muốn hoàn hồn, trong tầm mắt đã sôi trào cường quang, giống như là tổ long hồng hoang vượt qua không gian mà đến, lại như là diệt thế phong bạo vặn vẹo thâm không, đạo ngấn hư không dày đặc tiếp dẫn 40-50 mãnh chiều dâng hoành hành thâm không, đánh đến gần đó. Đế quân xác thực rất mạnh, nhưng mạnh hơn hay lại biến thái hơn cũng gánh không được năng lượng giống như gần 30 vị thần linh bộc phát. Ầm ầm tiếng vang, Bắc Thái đế quân bị đánh bay ra ngoài, mang theo máu tươi đầy trời. Tốt,
Bọn người Đông Hoàng Càn lên tiếng hét lớn trong chớp mắt, đều không ngoại lệ, gương mặt cuồng nhiệt, kích động đến run rẩy. Bọn hắn vậy mà lại có thể thương tổn tới Bắc Thái đế quân. Bọn hắn vậy mà lại có thể đánh cùng đế quân thật. Nhưng, đế huyết phun ra đầy trời liên tiếp nở rộ cường quang, càng ngày càng hừng hực, càng ngày càng táo bạo, mỗi một giọt đế huyết đều trở nên cực đại, sau một khắc, đế huyết nổ tung, dẫn động thiên uy hỗn loạn. Như là từng đạo hỗn loạn pháp tắc, nhận đế huyết dẫn dắt, rút đi ra từ bên trong hệ thống thế giới, như cửu thiên lạc lôi, oanh kích chiến trường. Tới hàng trăm giọt đế huyết, dẫn nổ đến trăm đạo hỗn loạn. Đất trời vì đó mà run rẩy, hư không theo đó mà sụp đổ. Hỗn loạn ba động khuấy động mấy vạn dặm, bao quát gồm cả Khương Phàm, Thiên Hậu, Hồng Hoang Thiên Long, cùng tất cả Thánh Hoàng Thần Linh, đều thảm tao trọng thương, như là từ huyết nhục đến hài cốt, lại đến linh hồn đều trở nên rối loạn vặn vẹo. Bắc Thái đế quân dừng lại ngoài trăm dặm, thân thể nhanh chóng khép lại, sát ý bắn ra từ đáy mắt. Nổi giận. Toàn thân Bắc Thái đế quân tràn ngập, lôi đình, ầm ầm tiếng vang, chấn động trời đất, như là toàn bộ trung vực đều hứng chịu tới xúc động. Phần Thiên Thần Hoàng, người thật sự cho rằng các ngươi có thể giết ta. Nếu ta dám đến, coi như cũng có nắm chắc, người của ta trước khi đến, toàn bộ đều đã ký giấy sinh tử, bọn hắn không có ý định trở về. Bắc Thái đế quân, đệ tử của ngươi chết rồi, ngươi cũng phải chết. Khương Phàm lần nữa ngưng tụ ra sát sinh tiễn, chỉ tới phía Bắc Thái đế quân. Ba thủy tổ phân thân thì kịch liệt nhấc lên, liên hợp thôi động ra quy nguyên đại trận che khuất bầu trời, thôn nạp lấy tất cả năng lượng. Diễn biến ra hải dương liệt diễm vô biên vô tận, cường thế trải rộng ra sau lưng Khương Phàm. Thiên Hậu sôi trào bí lực vô lượng, đầu hư vô lấp lóe liệt quang, như là hình dạng của Phật Tổ Kỳ Lân giao thế xuất hiện. Đế quân xác thực rất mạnh, nhưng cũng mạnh không qua ba vị siêu thần, hơn 20 vị thần linh chúng ta. Hôm nay giết ngươi, không có bất kỳ lo lắng gì. Coi như cuối cùng ngươi may mắn đào thoát, cũng nhất định trọng thương. Đến lúc đó, các vị đế quân nhất định xem ngươi trở thành làm con mồi, sau khi trọng thương ném vào thương huyền. Ngươi không chỉ có sẽ bị lưu vong hư không, còn tiếp nhận di cốt hư không đế quân hủy diệt trọng thương. Bắc Thái, thật đáng tiếc, tại một khắc chúng ta chọn ngươi này, ngươi đã gặp phải bi kịch. Ngươi là đế quân, nhưng sinh tử của ngươi, chúng ta tới định. Thiên Hậu phách lối đến cực hạn, nói lời nói nghe cực kỳ chói tai, lại thật kích thích đến đế quân. Chương 2973 bộc phát toàn diện. Đế quân xác thực rất mạnh, ngạo thị thiên hạ, quan sát chúng sinh. Nhưng, ba vị siêu thần, hơn 20 vị thánh hoàng cùng hơn 20 vị thần tôn, cũng đều là những tên điên không sợ chết do tự tay Khương Phàm chế tạo. Nếu như liên tiếp tìm cơ hội vò tới bên cạnh hắn tự bạo, tất nhiên hắn sẽ bị trọng thương. Hắn không tin mình có thể chết, cũng có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Nhưng, nếu như bị trọng thương, đế quân khác tất nhiên lộ ra răng nanh. Bọn hắn đều hiểu nhau. Bắc Thái đế quân uy nghiêm lạnh lùng nói. Nếu như ta trọng thương, đế ngấn thương huyền tất phá. Đến lúc đó các ngươi đều sẽ biến thành con mồi của các đế quân. Chỗ yếu thật sự của ngươi hẳn là đám hài tử sắp ra đời kia. Khương Phàm gào thét trên chiến trường. Ngươi sợ sao, chúng ta muốn không chỉ là hài tử, còn có đế huyết của ngươi. Đế cốt của ngươi, ta phải dùng máu dùng xương của ngươi, nuôi nấng tu la sắp lâm thế. Thiên Hậu kêu to, ngươi sợ chết, hôm nay hẳn là có thể đào thoát, đến lúc đó ắt gặp vây bắt, nhưng ngươi khẳng định không sẽ bị khống chế, mà liều chết phản kháng các đế quân trấn áp. Đế quân đại chiến, nhất định thương vong, đến lúc đó chúng ta còn có thể tập kích đế thành khác. Hết thảy, đều trong kế hoạch của chúng ta. Đây là thông thiên tháp, thượng kình cửu thiên, hạ trấn cửu u, chính là trụ trời biến thành, có thể trấn hỗn loạn pháp tắc của ngươi. Đây là liệp thần thương. Hoang cổ đến nay chưa bao giờ hủy diệt, bây giờ tắm rửa máu của hơn 30 vị thần ma, có thể giết bán đế, có thể lay đế quân. Nhìn nhìn lại cái này, vạn kiếp môn. Khương Phàm sôi trào chiến hỏa, liên tiếp hiện ra thông thiên tháp, liệp thần thương cùng vạn kiếp môn. Thông thiên tháp tăng vọt quy mô, trấn áp thâm không dơ cao nâng lấy cửu thiên, tràn ngập ra uy lực trụ trời vô tận, cầm giữ chiến trường mênh mông. Liệp thần thương kịch liệt chứng minh, sát lục cuồng chiều cuồn cuộn. Diễn biến hải dương giết chóc, huyết quang yêu dị chiếu đầy trời đất, linh hồn vô số thần ma kịch liệt hét lên đầy giận dữ, như là cộng minh cùng pháp tắc giết chóc của thế giới. Vạn kiếp môn mãnh liệt rộng mở, nhưng không phải Khương Phàm thôi động, mà là bát hoang tuyệt diễm. Khương Phàm phát hiện mình trưởng khống không được cái đồ đáng sợ này, liền nghĩ đến thần hỏa chiến tranh,
thần hỏa tai nạn, thần hỏa tuyệt vọng. Bát hoang tuyệt diễm. Ầm ầm. Bát hoang tuyệt diễm đen kịt bạo động kịch liệt, âm thanh chấn động toàn trường, như là hỏa sơn vạn cổ phun trào, từ bên trong phần thiên chiến giáp của Khương Phàm mãnh liệt lao ra, cuồn cuộn thâm không, che mất vạn kiếp môn. Trong lúc hoảng hốt, bát hoang tuyệt diễm hội tụ ra hư ảnh giống như ác ma, điên cuồng gào thét trên chiến trường, cường thế kéo ra vạn kiếp môn, sinh ra giao hòa cùng hệ thống tai nạn của thế giới. Ba tôn thủy tổ Chu Tước đồng thời phát huy, Chu Tước quy nguyên thuật điên cuồng tụ tập biển lửa bạo động toàn diệt, trong liệt diễm vô tận, dựng dục ra phần thiên diệt thế viêm, hủy diệt pháp tắc, trùng kích đến Khương Phàm. Giết, cho ta! Khương Phàm hét lớn giữa thâm không, âm thanh chấn đoạn chiến trường. Thông thiên tháp như trụ trời tái hiện, chấn áp vạn đạo. Liệp thần thương như chủ nhân sát lục, xiềng xích giết chóc vần quanh. Vạn kiếp môn khuấy động hệ thống thế giới, mang theo tai nạn vô biên. Quy nguyên thuật kích phát liệt diễm vô biên, kích phát thực lực đỉnh phong trong Khương Phàm, như là đạt đến bán đế chân chính. Bọn người Kiều Vô Hối rung động càng cuồng nhiệt hơn, đây chính là thống soái mà bọn họ kiêu ngạo, đây chính là quân chủ mà bọn họ đi theo, quá mạnh. Chưa từng để bọn hắn thất vọng qua một lần. Giết, cho ta! Thiên hậu thôi động 10 tôn kim thân, quán chú chiến khu, thân hình gầy gò kịch liệt vặn vẹo, hư vô vết nứt tung hoành xen lẫn quay quanh cuồn cuộn, hóa thành trọn vẹn 10 cái lỗ đen hư vô, trải rộng toàn thân, đó là đầu 10 tôn khế ước thú, hướng lên trời cướp đoạt lấy ảo diệu vô tận khế ước thú nắm trong tay. Ngự thiên đế văn, ngự thiên địa vạn vật, ngự càn khôn đạo pháp, ngự chúng sinh vạn linh. Bắc Thái đế quân, thấy rõ ràng không, đây là Hồng Mông Phong Bia. Trấn áp vạn đạo thế giới, bao gồm ngươi, hỗn loạn pháp tắc. Hồng Hoang Thiên Long cuồng loạn gầm thét, cuồng kích hai cánh hư vô, bạo động lấy sóng chiều Hồng Mông vô tận, hoành hành trong thâm không, đuổi giết Bắc Thái đế quân. Hồng Mông Phong Bia bộc phát tuyệt thế sát uy, ánh sáng vô tận, thế như thiên uy, như là sinh ra cộng minh cùng thế giới, vạn đạo thế giới, vạn pháp thiên địa, đều hóa thành từng sợi ánh sáng, tràn ngập đất trời rót vào trong đó. Giờ khắc này Hồng Mông Phong Bia như là trưởng khống giả của thế giới pháp tắc, pháp lệnh vạn đạo càn khôn. Bắc Thái đế quân khẽ nhíu mày, rất bất ngờ trước thực lực Khương Phàm Thiên Hậu cùng Hồng Hoang Thiên Long hiện ra, nhưng hắn trung quy vẫn là đế quân, há có thể nói lui liền lui, hôm nay nhất định phải hung hăng giết một trận cùng bọn người Khương Phàm, nhìn xem ai có thể bức ai lui. Nhưng, giống, Thôn Thiên Ma Hoàng thấy đế quân lại còn không có bị dọa lui thì quả quyết cho thấy thực lực chân chính. Một tiếng ma hống, vô cùng minh mông, vang vọng trong thâm không, càng là khiến cho toàn trường hồi hộp. Thôn Thiên Ma Hoàng cuồng vũ hai tay, hình thể tăng vọt, như là muốn thôn phệ chư thiên, thôn phệ tất cả thần ma, ma khí kinh khủng kịch liệt cuồn cuộn, hình thành vòng xoáy to lớn kinh khủng ở xung quanh. Không chỉ có thâm không sụp đổ, năng lượng rối loạn, ngay cả bọn người Kiều Vô Hối xung quanh đều suýt nữa bị thôn phệ. Đế quân Tiểu Nhi, ma tổ tông ở đây. Thôn Thiên Ma Hoàng toàn diện bộc phát, lại nuốt lấy ma giới hoàng đồ. 99 cái ma đầu liên tiếp mở ra hai mắt tinh hồng, phát ra tiếng ma hống thật lớn, như là trung dung cùng Thôn Thiên Ma Hoàng. Thôn Thiên Ma Hoàng tăng vọt hình thể, từ vài mét đến mấy chục mét đến mấy trăm mét, lại đến mấy ngàn mấy vạn mét, như là người khổng lồ, đỉnh đầu là bầu trời, chân đạp sơn hà, tuyệt thế ma binh ma giới chế tạo 200 ngàn năm, cùng hắn giao hòa hoàn mỹ đến cùng một chỗ. Chiến khu của Thôn Thiên Ma Hoàng, hư hóa. Giờ khắc này, gương mặt Bắc Thái đế quân rốt cuộc cũng có phản ứng, con dân bên trong đế thành rốt cuộc cũng tuyệt vọng. Lại một siêu thần. Chương 2974 bộ lạc phù đồ. Mà còn là Thôn Thiên Ma Hoàng. Thiên hậu cùng Hồng Hoang Thiên Long siêu thần đã để bọn hắn không thể tưởng tượng được, đã khó mà tiếp nhận. Bây giờ lại tới một kẻ nữa. Đó là ma binh trong truyền thuyết ma giới hoàng đồ sao. Thôn Thiên Ma Hoàng dung hợp ma giới hoàng đồ, không chỉ có tiêu thăng thực lực, càng không thể phá vỡ. Giết, giết giết giết. Bọn người Kiều Vô Hối toàn thể gào thét, sát âm rung trời, thần uy cường hãn, uy lực thánh hoàng minh mông đều ầm vang bộc phát, thế công kinh khủng như là vạn long lên trời, gầm thét lao nhanh, dưới sự gian nan khống chế của Đông Hoàng càn cùng Đông Hoàng như ảnh, hội tụ thành dòng lũ năng lượng, đánh về phía Bắc Thái đế quân. Rốt cuộc Bắc Thái đế quân cũng không còn kiên trì, quả quyết rút lui về phía sau, dung nhập hỗn loạn bao vây Bắc Thái đế thành. Ba tôn siêu thần, hắn còn có thể ngạnh kháng, thậm chí là tìm cơ hội đánh giết. Nhưng bốn vị, còn có bộc phát tử sĩ thần ma. Hắn không thể không thận trọng suy tính.
Khương Phàm thấy đế quân lui thật, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng khí thế không thể yếu đi, thế công không thể ngừng lại, hắn tiếp tục bày ra tư thế nuốt vào đế thành, khởi xướng thế công giống như mưa to gió lớn. Đế quân tỏa trấn đế thành, thay đổi chiến thuật, toàn diện chống cự. Tòa đế thành này truyền thừa đến nay đã gần đến 100.000 năm, 3 vạn năm trước hủy diệt chính là Thiên Khải, không chỉ có chút xuống tâm huyết của hắn, cũng thấm vào đế quân đời trước, thậm chí đế huyết đế quân một nhiệm kỳ tốt nhất, là đầu nguồn hỗn loạn pháp tắc chân chính của thế giới. Nơi này không cần bao nhiêu cường giả trấn thủ, chỉ cần hắn tự mình khống chế, đã có thể phát huy ra uy lực cực hạn. Chỉ cần có thể ngạnh kháng 10 ngày nửa tháng, các đế quân khác tự nhiên có thể được đến tin tức. Nhất là Bạch Hổ đế quân cùng Hắc Ma đế quân lân cận, sẽ từ hai vị trí giết tới. Đến lúc đó cho dù không tiến vào, cũng có thể ngăn chặn bọn người Khương Phàm rút về Thương Huyền. Cho nên, hắn chỉ cần ngạnh kháng một thời gian tại đế thành, Khương Phàm chắc chắn sẽ chủ động rút lui, nếu như không rút lui, hoặc là rút lui chậm, thì hắn sẽ phản kích. Thanh Mộc huyễn cảnh. Sân bồi dưỡng khởi nguyên đế văn. Nhóm bộ lạc đầu tiên vào ở nơi này phải ngược dòng tìm hiểu đến ngàn năm trước đó, thời gian ngắn nhất đều là 700 năm trước. Bọn hắn sinh tồn, sinh sôi, đối kháng, trưởng thành bên trong hoàn cảnh bịt kín này, bây giờ quy mô đã vô cùng khổng lồ. Bộ lạc lớn nhỏ chừng 33 cái, nhân số bộ lạc lớn đạt tới vạn người, bộ lạc nhỏ đều muốn ngàn người trở lên. Theo đám người ban đầu này chết đi, người đến sau đời đời sinh sôi, đã quên đi thế giới bên ngoài. Trong nhận thức của bọn hắn, hơn nghìn dặm dãy núi chính là toàn bộ nơi sinh tồn. Về phần ngoài rừng rậm chính là cái gì? Trong bộ lạc lưu truyền tất cả đều là truyền thuyết khủng bố tuyệt vọng, mà bất luận người nào mưu toan rời khỏi đều sẽ không còn hài cốt. Chỉ đội đế tộc bí mật quanh năm giám sát hết thảy mọi thứ phát sinh ở bên trong, lại nghĩ hết biện pháp dùng hết thủ đoạn kích thích các bộ lạc tảo hôn sinh đẻ sớm, cũng thúc đẩy giữa bộ lạc khác biệt thông hôn thông gia, cam đoan số lượng sinh sôi của bộ lạc, cam đoan linh văn đặc thù được sinh ra, nhưng để bọn hắn tiếc nuối là, dài đến ngàn năm bồi dưỡng, từ đầu đến cuối không có xuất hiện linh văn để bọn hắn hài lòng. Cho dù là thánh phẩm linh văn đều chỉ xuất hiện rải rác 5 lần, trải qua bí mật kích phát, cũng không có ngưng tụ ra thần thai. Cái này khiến người phụ trách đóng giữ nơi này rất thất bại. Cho đến gần đây, tin tức tu la chuyển thế truyền đến nơi này, bọn hắn đều cảm giác rốt cuộc cơ hội cũng đã đến. Ngàn năm cố gắng, ngàn năm chờ mong, khởi nguyên linh văn sẽ có khả năng sinh ra bên trong, trại chăn nuôi cực lớn của bọn hắn. Trải qua nghiêm mật loại bỏ, bọn hắn từ trong hơn 30 bộ lạc khóa chặt hơn 400 hài tử muốn ra đời tại tháng 3. Nhưng bọn hắn không có hưởng ứng hiệu triệu của đế tộc đưa những phụ nữ có thai này ra ngoài, mà là bí mật giám sát. Đế tử, đây là danh sách ngài muốn. Lý Vọng có mái tóc hoa râm, tinh thần lại quắc thước, giờ phút này càng là kích động phấn chấn. Nhiệm vụ này mặc dù là tộc trưởng lúc ấy tự mình an bài, nhưng lại là phe phái bọn hắn phụ trách toàn bộ hành trình. Trước đó luôn cảm giác phần nhiệm vụ này buồn tẻ vô vị, không có chút hy vọng nào, dù sao cũng là muốn bồi dưỡng ra đế văn A, nếu quả thật dễ dàng như vậy, 9 đại đế văn nhân tộc đã sớm toàn đi ra. Không nghĩ tới, Lý Vọng hắn lại chờ được mùa thu hoạch. Đế tử đích thân tới Thanh Mộc huyễn cảnh, càng lộ rõ ràng đế tộc coi trọng bọn hắn. Lý Vọng tin tưởng dựa theo phần công lao này, đế tộc sẽ trọng điểm bồi dưỡng hắn. Bất luận là địa vị hay là thực lực, đều sẽ phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đội ngũ xung quanh Lý Vọng cũng đều vô cùng cung kính đối với đế tử, đang mong đợi đế tử có thể hài lòng, có thể vui mừng, trở về có thể thay bọn hắn tranh công với đế quân. Loại bỏ điểm quá nặng chưa? Đế tử lật xem danh sách, lại có hơn 420 người. Trong một tháng, sinh hơn 400 hài tử. Không hổ là căn cứ bồi dưỡng, chính là có thể sinh. Trước mặt có hơn 70 người là đáng chú ý. Nhưng loại chuyện luân hồi này, thần bí khó liệu, thuộc hạ không có buông tha bất kỳ một người nào. Lý Vọng vội vàng nói. Rất tốt. Đế tử hài lòng gật đầu. Đế tử, ngài nói, tu la trùng sinh chính là đế văn sao? Không phải nói linh văn nhân tộc thức tỉnh cao nhất là thánh hoàng thiên phẩm sao, mà còn là tuyệt thế hiếm thấy. Xưng thần xưng đế đều là cố gắng phía sau. Tu la thuộc về trường hợp đặc biệt trong trường hợp đặc biệt. Không chỉ là đế văn, càng là chủ nhân địa ngục tự mình tặng luân hồi. Tuy nhiên, thức tỉnh chính là đế văn cũng không có khả năng, thần văn đều tính kỳ tích. Đế tử là hài tử của đế quân, đế mạch bẩm sinh, cho dù như thế này sơ bộ thời điểm thức tỉnh linh văn đều là thánh hoàng thiên phẩm. Tu la,
đã từng là đại thống lĩnh thần triều, sau này là quỷ hoàng Côn Lôn, bây giờ rơi xuống trên tay chúng ta. Lý Vọng không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy dáng vẻ trùng sinh của Tu La. Chương 2975 ra đời 1. Đám đội ngũ của Lý Vọng càng là chờ mong, đây chính là nhân vật, khi còn sống làm người hùng, sau khi chết là quỷ hùng, a. À. Đệ tử đứng tại đỉnh núi, ngắm nhìn mê vụ bao phủ dãy núi thanh thúy tươi tốt. Thời gian chênh lệch không nhiều lắm, khi Tu La sinh ra chắc chắn có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Chúng ta, rửa mắt mà đợi. Phù Đồ Bộ Lạc, một trong 33 bộ lạc trong Thanh Mộc Huyễn Cảnh. Một bộ lạc dũng mãnh thiện chiến, một bộ lạc dã tâm bừng bừng. Bọn hắn là một trong ngũ đại bộ lạc từng sinh ra, thánh phẩm, tại Thanh Mộc Huyễn Cảnh ngàn năm qua, cũng đã từng là một trong những bộ lạc cường thịnh nhất. Nhưng thời kỳ đỉnh phong mưu toan thống trị Thanh Mộc Huyễn Cảnh, bị liên hợp trấn áp, cuối cùng luân lạc tới bộ lạc tầng dưới chót, dài đến hơn 300 năm đều không có khôi phục nguyên khí. Số lượng bộ lạc miễn cưỡng duy trì tại hơn 1.000 người. Cũng may bọn hắn toàn dân giai binh, bất luận nam nữ thuở nhỏ đều khổ tu luyện thể, cho nên thực lực tổng hợp không đến mức hạng chót. Bộ lạc hung hãn mạnh tới đâu cũng rất muốn triệt để hủy đi cái bộ lạc chiến tranh táo bạo hiếu chiến này, nhưng trong thế giới của bọn hắn tồn tại một loại lực lượng thần bí khó lường. Một khi nhân số trong bộ lạc nào bên ngã xuống ngàn người trở xuống, trên trời sẽ rơi xuống bảo vệ, bất luận tập kết bao nhiêu cường giả, đều khó mà giết vào bộ lạc. Bọn hắn chỉ có thể ở thời điểm Phù Đồ bộ lạc lại phát triển, nhấc lên chiến tranh, bảo đảm nhân số không nên quá nhiều. Triệu Thiên Khoát, tộc trưởng đương đại của Phù Đồ bộ lạc. Lục phẩm Phù Đồ linh văn, niết bàn cảnh thất trọng thiên, nóng nảy dễ giận, vũ dũng hiếu chiến. Lớn mạnh bộ lạc cùng bồi dưỡng thánh phẩm linh văn là tín ngưỡng mà hắn theo đuổi. Hắn nghĩ thông suốt qua chiếm đoạt bộ lạc nhỏ, nhanh chóng lớn mạnh. Nhưng cái năng lượng thần bí kia bảo vệ tất cả bộ lạc nhỏ, muốn chiếm đoạt bọn hắn gần như là không thể nào. Hợp tác, càng không thể. Đám gia hỏa hèn yếu kia không có đảm phách kia khiêu chiến đỉnh cấp bộ lạc. Cho nên biện pháp trực tiếp nhất chính là gia tăng nhân số. Muốn lớn mạnh bộ lạc, chỉ có thể thông qua sinh dục. Muốn chân chính trưởng thành là đỉnh cấp bộ lạc, cũng cần càng nhiều đỉnh cấp linh văn, ví dụ như lục phẩm, thậm chí là thánh phẩm chí cao vô thượng. Phụ thân, Huyền Thanh bộ lạc cùng Thương Hoàng bộ lạc lại tới khiêu khích. Để cho ta ra ngoài gặp bọn họ một chút. Trưởng tử Triệu Thắng khôi ngộ uy mãnh, bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra, tiếng giống như sấm, chấn động đến căn phòng đá đều lắc lư. Ta nói, nhịn. Triệu Thiên Khoát thẳng tắp như ngọn núi, đứng bên giường nhìn thê tử hấp hối. Chúng ta đều đã nhịn mấy tháng, đây không phải phong cách của bộ lạc Phù Đồ chúng ta. Các tộc nhân đều có ý kiến đối với ngài. Sắc mặt Triệu Thắng tái xanh, tức giận không kiềm chế được, hiển nhiên đám người khiêu khích bên ngoài kia mắng rất khó nghe. Im miệng, ra ngoài. Hai tiếng quát trăm miệng một lời, khiển trách ca ca lỗ mãng. Trong phòng còn có hai nữ tử cao gầy trội hơn, bộ dáng giống nhau đến mấy phần, cũng đều khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Một người tết tóc đuôi ngựa, hơi có vẻ dã tính, một người giữ lại tóc ngắn, ánh mắt lăng lệ. Bọn họ là hai nữ nhi của Triệu Thiên Khoát. Triệu Du cùng Triệu Huyên. Mẫu thân lại. Triệu Thắng đưa cổ nhìn bên trong một chút. Bảo huynh ra ngoài. Hai vị muội muội đồng thời răn dậy. Triệu Thắng xoạch hạ miệng, ngoan ngoãn lui ra khỏi thạch ốc. Ngoài phòng tất cả đều là chút tộc nhân đằng đằng sát khí, chờ đợi Triệu Thắng đáp lại. Nhịn. Triệu Thắng uất ức gầm nhẹ, lập tức gây nên một mảnh oán giận. Mặc dù bọn hắn thuộc về bộ lạc nhỏ, nhưng cho tới bây giờ đều là bọn hắn khiêu chiến người khác. Mỗi ngày không phải đến trong rừng rậm săn giết yêu thú, chính là chạy đến trước những bộ lạc khác khiêu chiến, thế nhưng mấy tháng gần đây, người khác đến trước mặt bộ lạc bọn hắn khi dễ, rõ ràng là gây sự. Kết quả đây, tộc trưởng lại sợ. Trong nhà đá, Triệu Thiên Khoát nhìn sắc mặt thê tử Triệu Thanh Vi tái nhợt, khô gầy như củi, bụng lại nổi lên cao cao, mơ hồ có thể nhìn thấy thai nhi hoạt động. Dược sư cẩn thận kiểm tra mạch tương của Triệu Thanh Vi, cau mày, sắc mặt rất nghiêm trọng. Triệu Thiên Khoát lo lắng chờ ở bên cạnh, cũng không dám quấy rầy dược sư. Đây là hài tử thứ 5 của hắn. Trước đó Triệu Thắng, Triệu Huyên từ mang thai đến lúc sinh cũng rất thuận lợi, cơ hồ không chút chiếu cố, tự nhiên mà được sinh ra. Nữ tử của bộ lạc Phù Đồ bọn hắn đều tráng kiện cường tráng, sinh con rất đơn giản, chưa bao giờ dưỡng thai. Nhưng, từ khi bọn hắn bắt đầu mang thai hài tử này thiếu chút nữa muốn mệnh Triệu Thanh Vi, cùng tháng bạo gầy 20 cân.
trong thời gian hơn 9 tháng, Triệu Thanh Vi càng ngày càng gầy gò, càng ngày càng suy yếu, bất luận điều trị như thế nào, bổ dưỡng như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Nhất là trong mấy tháng này, có một lần Triệu Thanh Vi hôn mê bất tỉnh. Triệu Thiên Khoát đau lòng gần chết, hận không thể sớm mổ đi ra. Nhưng, bắt đầu từ 3 tháng trước, trên không bộ lạc xuất hiện vòng xoáy mây mù hiếm thấy, lúc bắt đầu các tộc nhân còn cảm thấy chơi vui, nhưng sau đó vòng xoáy mây mù càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng khổng lồ, thậm chí xé kéo lấy năng lượng rừng rậm xung quanh hội tụ tới nơi này. Loại dị tượng này để thanh âm chế giễu Triệu Thanh Vi trong bộ lạc dễ hỏng càng ngày càng yếu, cũng đưa tới sự chú ý của những bộ lạc khác. Hai tử rất khỏe mạnh, nhưng phu nhân. Lão y sư lắc đầu. Đừng lề mề chậm chạp, nói. Giọng Triệu Thiên Khoát hùng hậu, không giận tự uy. Tình huống phu nhân, có khả năng không kiên trì đến khi hài tử ra đời. Lão y sư nhìn phu nhân ra bọc xương, tiếc nuối lắc đầu, tình huống đứa nhỏ này rốt cuộc như thế nào, coi như ảnh hưởng hấp thu cũng không thể khiến mẫu thân dày vò thành như thế này, đây quả thực là muốn ăn nàng mà. Có thể sớm lấy ra hay không? Lão nhị Triệu Huyên sốt ruột nói. Cái này, mẫu thân nó nói chuyện đi chứ. Lão tam Triệu Du giận dữ mắng mỏ, giã tính nhanh nhẹn dũng mãnh. Lão dược sư hạ giọng nói. Chúng ta đều có thể nhìn ra, đứa nhỏ này rất đặc biệt, có thể là cái chủng loại thánh phẩm linh văn chúng ta chờ đợi kia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2976 ra đời 2. Trưởng lão bộ lạc hội từ 2 tháng trước đã bắt đầu lấy ra toàn bộ bảo dược phong tồn, giao cho phu nhân bổ dưỡng, chính là coi trọng tiềm lực hài tử. Nếu như sớm lấy ra, chỉ sợ phát dục không hoàn thiện, ảnh hưởng tới thức tỉnh thánh văn sau này. Lão dược sư nói rất ngay thẳng. Các trưởng lão bộ lạc đều dùng đến bảo bối áp dưới đáy hòm, chính là muốn bảo đảm hài tử thuận lợi được sinh ra, tương lai trùng kích thánh phẩm linh văn. Cho nên từ vấn đề bộ lạc đến xem, hài tử quan trọng xa so với phu nhân. Nếu như bởi vì sớm lấy ra hài tử, ảnh hưởng tới kích phát tiềm lực hài tử sau này, dược sư hắn đây chính là tội nhân của bộ lạc. Triệu Thiên Khoát nghiêm mặt, nắm chặt tay. Bây giờ người trong bộ lạc đều cơ bản nhận định, hoặc là chờ đợi, hài tử thứ năm này của hắn sinh ra có thể mang hy vọng cho bộ lạc. Bao gồm cả vị tộc trưởng hắn đây, cũng mang đầy chờ mong. 370 năm. Bọn hắn từ đỉnh cấp bộ lạc rơi xuống đến bộ lạc nhỏ, dòng dã 370 năm. Đỉnh cấp bộ lạc khác chèn ép cùng hãm hại bọn hắn, cũng kéo dài 370 năm. Bọn hắn chống lại và tức giận, cũng kéo dài 370 năm. Dẫn đầu bộ lạc thoát khỏi khốn cảnh, một lần nữa quật khởi, càng là sứ mệnh của mỗi tộc trưởng bộ lạc. Thời gian qua đi 370 năm, rốt cuộc Thương Thiên cũng mở mắt, đưa hy vọng cho bộ lạc, lại còn rơi xuống trên tay hắn. Hắn hẳn là phấn chấn, hẳn là đội ơn, càng hẳn là một mực nắm chặt. Nhưng, Triệu Thiên Khoát nhìn thê tử hấp hối trên giường, tâm tình xoắn xuýt không gì sánh được. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, gặp phải lựa chọn thân tình cùng đại nghĩa. Phụ thân, chúng ta còn không có xác định đứa nhỏ này có phải thánh phẩm hay không. Trong giọng nói của Triệu Huyên cùng Triệu Du mang theo từng tia cầu khẩn. Tộc trưởng, nghĩ lại cho kỹ. Lão dược sư hàm xúc nhắc nhở, cũng dùng ánh mắt liếc mắt nhìn lão phụ nhân ngồi cạnh góc thạch ốc. Tộc trưởng, lấy tộc làm trọng, nếu như làm không được điểm ấy, cũng không làm được tộc trưởng. Lão phụ nhân là nhị trưởng lão của hội trưởng lão bộ lạc, ngôn ngữ cảnh cáo Triệu Thiên Khoát. Lúc này, mệt mỏi Triệu Thanh Vi ung dung thức tỉnh, mệt mỏi mở đôi mắt ra. Mẫu thân, ngài tỉnh. Triệu Du, Triệu Huyên cuống quýt quỳ gối đến bên giường, lần này mẫu thân hôn mê đặc biệt dài, trọn vẹn 5 ngày. Ta, không sao cả. Triệu Thanh Vi khô nứt bờ môi, thanh âm nhỏ bé không thể nhận ra, từ trong tới ngoài lộ ra suy yếu. Bưng thuốc tới. Triệu Thiên Khoát phân phó Triệu Huyên, nhẹ giọng thở dài, cầm lấy đôi tay suy yếu lạnh buốt của Triệu Thanh Vi. Ta, còn có thể, kiên trì. Triệu Thanh Vi cố gắng tươi cười, mệt mỏi cầm ngược tay của trượng phu. Ta sẽ không để cho nàng rời khỏi ta. Triệu Thiên Khoát cúi người bên tai thê tử, nhẹ giọng nói nhỏ. Vị hán tử này bề ngoài thô cuồng tính cách nóng nảy, nhưng trong ánh mắt lại toát ra nhu tình nồng đậm. Lão phụ nhân có chút giật giật lỗ tai, nhẹ giọng thở dài. Chúng ta cũng không muốn như thế này, nhưng nếu như tộc trưởng khăng khăng từ bỏ bộ lạc cũng sẽ từ bỏ ngươi. Ánh mắt Triệu Thiên Khoát lạnh lùng, bỗng nhiên đứng dậy.
Triệu Thanh Vi lại dùng hết sức lực nắm chặt tay của hắn, thì thào khẽ nói. Thiếp có thể kiên trì, tin tưởng thiếp, thiếp thật sự có thể. Trái tim Triệu Thiên Khoát như bị đao cắt, đôi mắt chợt mông lung. Kiên trì. Trong 9 tháng này ngày nào không phải đang kiên trì. Nhưng người kiên cường nữa cũng gánh không được giày vò mỗi ngày mỗi đêm. Đến bây giờ hoàn toàn là dựa vào ý chí đang liều chết. Mà tiếp tục nghiền ép tiềm lực, cuối cùng cho dù có thể kiên trì, sợ rằng người đó cũng phải triệt để phế đi. Còn có thể sống được bao lâu? Triệu Thiên Khoát tìm kiếm thánh phẩm linh văn nửa đời người, không nghĩ tới cuối cùng lại lấy hy sinh tình cảm chân thành làm cái giá to lớn. Nhị trưởng lão, tin tưởng ta có thể làm. Triệu Thanh Vi run rẩy nhấc cánh tay trái lên, nhẹ vỗ về bụng to ra, thay trưởng phu cầu tình. Người có thể kiên trì đến khi hài tử sinh ra bình thường, chính là công thần lớn nhất bộ lạc. Nhị trưởng lão lãnh đạm nói, ánh mắt già nua một mực rơi trên người Triệu Thiên Khoát. 10 ngày, nhiều nhất 10 ngày. 10 ngày sau, hài tử không sinh ra, nhất định phải lấy ra. Triệu Thiên Khoát đột nhiên quyết định. Kiên trì 10 ngày, là bàn giao của hắn đối với bộ lạc. Nhiều nhất 10 ngày, là yêu thương của hắn đối với thê tử. Nhị trưởng lão chậm rãi đứng dậy, quải trượng trong tay kích sàn nhà 3 lần. Tộc trưởng, đây không phải là chuyện ngươi có thể quyết định. Đứa nhỏ này, nhất định phải thuận lợi xuất sinh. Oanh! Cửa phòng bị đẩy ra, 7 vị trưởng lão đi đến gian phòng, giằng co với Triệu Thiên Khoát. Triệu Du, Triệu Huyên lập tức đứng ở sau lưng phụ thân, kích phát phù đồ huyết mạch, căm tức nhìn các trưởng lão tôn quý lại mạnh mẽ. Triệu Thanh Vi yếu ớt nói. Các trưởng lão, cho chúng ta một cơ hội, Thiên Khoát, tin tưởng thiếp. Thiếp có cảm giác, hài tử sẽ được sinh ra nhanh thôi, thiếp cũng có thể kiên trì đến ngày đó. Thiếp, sẽ không lại hôn mê. Bắt đầu từ hôm nay, bầu không khí trong phù đồ bộ lạc trở nên khẩn trương lại kiềm chế. Triệu Thiên Khoát từ đám người ủng hộ tộc trưởng, đột nhiên biến thành mục tiêu cảnh giác toàn tộc. Trừ số rất ít tộc nhân làm bạn tại xung quanh tộc trưởng, những người khác đều thời khắc nhìn chằm chằm hắn, sợ hắn đột nhiên xúc động, đào, hài tử đi ra. Cũng chính là bắt đầu từ hôm nay, vòng xoáy mây mù chiếm cứ trên không bộ lạc bắt đầu tăng xoay tròn lên, phạm vi từ lúc bắt đầu mấy chục dặm, đến vài trăm dặm, mở rộng tốc độ cũng tới càng nhanh, năng lượng tự nhiên ngưng tụ cũng càng ngày càng kinh khủng. Giống như muốn hấp thu toàn bộ năng lượng tại Thanh Mộc huyễn cảnh. Các bộ lạc nơi khác đều bị kinh động, các lão nhân chưa từng thấy cảnh tượng thần bí như vậy, các tộc nhân càng là rung động trước dị tượng thiên địa. Cái này tất nhiên là có liên quan cùng hài tử sắp ra đời trong bộ lạc phù đồ kia. Nhưng, dạng hài tử gì sinh ra lại có thể gây nên dị tượng như thế? Chỉ sợ không chỉ đơn giản là thánh phẩm như vậy, nói không chừng còn là vấn đề cao hơn. Chương 2977 Tu La 1. Hơn 300 năm trước, phù đồ bộ lạc sinh ra thánh phẩm đều từng vọng tưởng thống trị thiên hạ, nếu như lại có người mạnh hơn, chẳng phải là thật muốn được như mong muốn sao? Bọn hắn nhao nhao xuất động, tề tụ tới phù đồ bộ lạc. Có người đề nghị giết đi đến, thanh lý nguy hiểm, thuận tiện giải quyết triệt để bọn phần tử nguy hiểm phù đồ bộ lạc này. Có người thì kính sợ thiên tướng, kịch biến như vậy, rất có thể là thương thiên chỉ dẫn. Nhưng không thể phủ nhận là, bọn hắn chưa từng cảnh giác một bộ lạc nào, thậm chí là sợ hãi một bộ lạc nào giống như bây giờ. Đêm khuya, vòng xoáy áp trời, ù xoay tròn, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng đất trời. Khí tức ngột ngạt không chỉ có tràn ngập trong bộ lạc, cũng chảy xuôi trong rừng rậm phía ngoài bộ lạc. Đây chính là cái gọi là dị tượng trên trời rơi xuống. Dị tượng trên trời rơi xuống, sinh mà phi phàm, lão ngũ, nhanh nhẹn dũng mãnh a. Triệu Thắng hoảng hốt nhìn qua vòng xoáy giữa không trung, bên trong có cường quang bắn ra, có thiên uy hạo đáng, giống như là dựng dục vô số như lôi đình, mang đến áp bách hít thở không thông. Mà chỗ trung tâm vòng xoáy, từng sợi mê quang lấp lóe, xé mở đất trời, giáng lâm đến trong nhà đá phía sau bọn họ. Loại cảnh tượng này để hắn rung động, càng làm cho hắn sợ hãi. Lão phụ thân tuổi rất cao, còn dũng mãnh như thế. Lão tứ Triệu Côn vẫn là thiếu niên, trong miệng ngậm rễ cỏ, có chút hăng hái nhìn lên bầu trời. Cần ăn đòn rồi, đứa nhỏ này có thể muốn mệnh mẫu thân. Triệu Thắng cau chặt lông mày, nhấc chân chính là thế mạnh lực lớn, đạp Triệu cô. Ra ngoài, nếu nó dám muốn mệnh mẫu thân, ta làm thịt nó. Triệu Côn từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ bùn đất trên người. Ngươi dám, nó là hy vọng của bộ lạc. Huynh nhìn xem ta có dám hay không,
nếu mẫu thân là bởi vì nó mà chết, sớm muộn ta cũng tìm cơ hội đâm chết nó. Nó là đệ đệ ngươi. Mẫu thân không có việc gì, nó chính là đệ đệ, mẫu thân có việc, nó chính là người có thủ giết mẫu thân của ta. Triệu Côn đứng trước nhà đá, nhìn qua biển người ô áp bên ngoài bộ lạc, cao cao giơ ngón tay giữ lên. Học với ai? Triệu Thắng nâng bàn tay quất vào trên ót Triệu Côn. Huynh! Triệu Côn xoa xoa đầu. Vào trong giấu kỹ cho ta. Những bộ lạc kia càng ngày càng sao động, lúc nào cũng có thể giết đến. Sợ cái gì, không phải có thần bí lực lượng bảo vệ bộ lạc sao? Vòng xoáy phía trên kéo lấy năng lượng đất trời, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến loại bảo vệ kia, không thể chủ quan. Ta không đi, ta muốn tận mắt nhìn thấy mẫu thân an toàn. Triệu Côn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cái gì cũng đều không để ý, lại lộ ra sự quyết tâm. A a a! Một tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng thạch ốc, truyền khắp bộ lạc. Bộ lạc đang khẩn trương đề phòng nhanh chóng an tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía sâu nhất trong bộ lạc. A a! Tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền tới từ trong nhà đá, thanh âm sắc nhọn, để cho người ta rùng mình. Muốn ra đời. Bộ lạc sao động, bầu không khí lập tức sốt ruột. Sau khi bên ngoài bộ lạc an tĩnh ngắn ngủi, khí tức sát phạt được áp chế nhanh chóng tràn ngập rừng rậm, số lượng lớn cường tộc kích động muốn giết vào bộ lạc. Đúng vào lúc này, vòng xoáy to lớn lắc lư mãnh liệt, đất trời cũng đều theo đó mà run rẩy, kỳ quang như lôi đình từ trên trời giáng xuống, đánh vào thạch ốc. Từng tiếng hò hét quỷ bí vang vọng tại trung tâm vòng xoáy, lít nha lít nhít, chỉnh tề to lớn, như là mấy triệu hùng binh hò hét, rung động dãy núi, hồi hộp rừng rậm. Đám người trong bộ lạc chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, nhao nhao sợ hãi quỳ xuống đất, chỉ lên trời lễ bái. Ta không chịu nổi, giết cho ta. Các tộc trưởng bộ lạc cỡ lớn giận dữ gầm thét, dị tượng như thế, vượt qua phạm trù nhận biết của bọn hắn, nhất định sẽ mang đến trùng kích cho toàn bộ thế giới. Bọn hắn cũng không muốn bị phù đồ bộ lạc thống trị. Ngăn bọn hắn lại cho ta. Các trưởng lão bộ lạc nhao nhao bạo động, kích phát phù đồ linh văn, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Đúng vào lúc này, tiếng kêu đau đớn thảm thiết sâu trong bộ lạc im bặt dừng lại. Sau đó, toàn bộ thế giới như là an tĩnh. Trong bộ lạc hơn ngàn tộc nhân phù đồ, bên ngoài bộ lạc thì tụ tập mấy vạn cường giả của 32 bộ lạc, toàn bộ nín thở định thần, chờ đợi âm thanh khóc nỉ non của hài nhi kia. Nhưng, chờ lại chờ, sâu trong bộ lạc vẫn an tĩnh đến kiềm chế, nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện nên có tiếng hài nhi khóc. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi? Hài tử, không có bảo trụ. Ngay cả người trong bộ lạc phù đồ đều lo lắng, hận không thể đi qua nhìn một chút xem rốt cuộc tình huống như thế nào. Trong nhà đá, một tấm vải mành đơn giản cách phòng sinh. Thế nào, ai có thể mở cái miệng, nói một câu. Triệu Thiên Khoát ở phía ngoài vải mành không chịu nổi, hắn đưa bàn tay to lớn lên lại buông xuống lại giơ lên. Bên trong vải mành, bà đỡ cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy hài nhi trong ngực, con mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngay cả Triệu Huyên cùng Triệu Du Hầu ở nơi này đều mở to hai nhìn. Hài nhi non nớt nhỏ nhắn xinh xắn, cuộn thành một đoàn, nhưng không thể tưởng tượng nổi chính là tại đan điền lại lóe ra một thứ gì đó giống như kim đan, tỏa ra mê quang yếu ớt, thân thể non nớt đều chiếu gần như trong suốt, có thể nhìn thấy mạch máu mảnh khảnh, xương cốt trắng nõn. Hắn dùng sức nắm chặt tay nhỏ, vậy mà một cái huyết hồng, tràn ngập huyết khí, một cái đen kịt, tràn ngập chọc khí. Con của ta, Triệu Thanh Vi suy yếu nói nhỏ. Phu nhân, đứa nhỏ này. Bà đỡ cuống quýt đưa hài tử tới bên cạnh Triệu Thanh Vi, tiếp sinh nửa đời người, xưa nay chưa bao giờ gặp qua hài tử như vậy. Cái này, đây là quái vật sao? Triệu Thanh Vi dùng hết sức lực toàn thân, động đậy thân thể, nhìn hài tử bên cạnh. Hài tử vừa lúc ở lúc này chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt từ mông lung đến rõ ràng, dần dần thấy rõ ràng gương mặt trước mắt này. Triệu Thanh Vi nhu hòa vuốt ve gương mặt hài tử, tất cả mỏi mệt, tất cả đau đớn, đều tan thành mây khói tại thời khắc này, nàng tự ái mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Mẫu thân. Chương 2978 Tu La 2. Triệu Huyên cùng Triệu Du hoảng sợ gào thét. Thanh Vi. Triệu Thiên Khoát cũng nhịn không được nữa, xốc vải mành lên vọt vào. Bà đỡ cuống quýt kiểm tra, kết quả. Sợ bóng sợ gió một trận, Triệu Thanh Vi là suy yếu quá độ, hôn mê. Bà đỡ tranh thủ thời gian phân phó. Mau lấy đan dược đã sớm chuẩn bị tốt tới.
Triệu Thiên khoát luống cuống tay chân lấy đan dược ra, đưa đến trong miệng Triệu Thanh Vi, vận khởi năng lượng trợ giúp luyện hóa, tư dưỡng thân thể suy yếu đến cực hạn của Triệu Thanh Vi. Hai tử nằm bên cạnh Triệu Thanh Vi, từ từ chuyển cái đầu non nớt, nhìn hết thảy mọi thứ xung quanh. Trong trí nhớ trống không lóe ra lít nha lít nhít hình ảnh, liên quan tới trí nhớ của kiếp trước như ngân hà mãnh liệt lao qua, để hắn từ từ nhớ lại thân phận của mình. Phụ thân, ngài nhìn đứa nhỏ này. Triệu Huyên đứng bên cửa sổ, cũng không dám đụng hài tử non nớt kia. Đan điền hiện ra kim quang, hai tay dị tượng, đều không thể tưởng tượng, để cho người ta sợ hãi. Đây là... Lúc này Triệu Thiên Khoát mới chú ý tới hài tử, ánh mắt đảo qua hai tay, rơi xuống vùng đan điền. Nơi đó có kim quang lượn lờ, như là có viên kim đan đang chìm nổi. Hài tử nhúc nhích bờ môi, giống như là muốn nói cái gì, nhưng thật giống như nói không nên lời, hồi lâu mới phát ra thanh âm ê a. Nó đang nói chuyện. Triệu Du khó có thể tin được mà che miệng lại, mặc dù bộ dáng non nớt, nhưng đôi mắt lóe sáng rực, vẻ mặt hơi có vẻ nghiêm túc, thanh âm ê a giống như đang nỗ lực tổ chức ngôn ngữ gì đó. Triệu Thiên Khoát nhíu mày lại, thể hiện quái dị, đây là con của ta sao? Mặc dù trên trời rơi xuống dị tượng, nhất định bất phàm, nhưng... Giờ phút này hắn lại vui mừng không nổi. Rốt cuộc cũng, sau khi ê a một thời gian dài, thanh âm non nớt phun ra hai chữ mơ hồ. Thương, Huyền. Thương Huyền. Mọi người trong phòng khẽ giật mình, nói chuyện. Thật sự nói chuyện. Mới sinh ra được mười mấy phút, lại có thể nói chuyện. Đúng vào lúc này, bên ngoài bộ lạc là một trận rối loạn, mặt đất cũng vì đó mà rung động. Giết đến rồi, Triệu Huyên, Triệu Du, bảo vệ mẫu thân con rời khỏi bộ lạc, nhanh. Sắc mặt Triệu Thiên Khoát đại biến, quơ lấy chiến đao, tông cửa xông ra, nhưng... Tình cảnh đập vào mắt, để hắn cưỡng bức cứng ở tại chỗ. Bộ lạc mờ tối bị sáng chói cường quang chiếu thấu. Bên ngoài bộ lạc, mấy vạn cường giả quỳ xuống một mảnh. Vòng xoáy vắt ngang trên không bộ lạc như sóng cả lao nhanh tán loạn, hiện ra ba bóng người thần bí, giống như thiên thần giáng lâm. Thánh Tôn. Triệu Thiên Khoát nhận ra một vị lão giả trong đó, đó là tồn tại trí cao vô thượng của cái thế giới này, bảo vệ tất cả bộ lạc, Thánh Tôn. Thời điểm mỗi tộc trưởng bộ lạc kế nhiệm, hắn đều sẽ bí mật xuất hiện, lấy vô thượng thánh uy ban phúc cho. Nhưng, để hắn khiếp sợ là, Thánh Tôn cao cao tại thượng giống như thiên thần, vậy mà một mực cung kính hầu ở một bên cạnh nam tử oai hùng. Hắn là tộc trưởng đương đại của bộ lạc Phù Đồ, Triệu Thiên Khoát. Lý Vọng giới thiệu với đế tử, mà hắn chính là thần của tất cả bộ lạc tại Thanh Mộc huyễn cảnh Lý Vọng. Tộc trưởng, còn không quỳ xuống. Các trưởng lão bộ lạc nhao nhao quát tháo, đây chính là Thánh Tôn A. Phù Đồ bộ lạc, Triệu Thiên Khoát, cung nghênh Thánh Tôn. Triệu Thiên Khoát bừng tỉnh, tranh thủ thời gian quỳ gối trước nhà đá. Trong ngoài bộ lạc, tất cả tộc trưởng đều thấp thỏm lo âu, vậy mà kinh động đến Thánh Tôn tôn quý thần bí tự mình giáng lâm. Xem ra đứa nhỏ này xác thực không đơn giản, mà Phù Đồ bộ lạc vô cùng có khả năng mượn cơ hội này một bước lên mây, chân chính trở thành bộ đầu tiên. Các tộc nhân của các bộ lạc đều vụng trộm quan sát, đại đa số người đều là nghe nói qua Thánh Tôn tồn tại, nhưng không có thực sự từng gặp. Hài tử đâu? Đế tử khó mà che giấu nội tâm cuồng hỉ, tu la vậy mà lại sinh ra tại trại chăn nuôi của bọn hắn thật. Khương Phàm hao phí cái giá to lớn làm giao dịch cùng U Minh địa ngục, vậy mà lại rơi xuống trên tay của hắn, đây là ý trời sao? Ha ha! Hài tử đang ở bên trong. Triệu Thiên Khoát cẩn thận ngẩng đầu. Còn đứng ngây đó làm gì, mang ra, ngươi muốn chúng ta tự mình đi đến lấy. Lý Vọng uy nghiêm thét lên ra lệnh. Triệu Thiên Khoát run lên trong lòng, kiên trì hỏi. Xin hỏi, Thánh Tôn muốn hài tử là? Sắc mặt Lý Vọng lạnh lùng. Mệnh lệnh của ta là để cho ngươi lấy ra. Triệu Thiên Khoát nói. Hài tử vừa ra đời, còn rất mảnh mai. Sắc mặt Lý Vọng dần dần âm trầm xuống, uy lực Thánh Vương kinh khủng tràn ngập trên bộ lạc. Từ chối mệnh lệnh của hắn ngay trước mặt đế tử, chẳng phải là để đế tử hoài nghi năng lực quản lý của hắn. Các trưởng lão Phù Đồ bộ lạc dùng sức cúi người, mặc dù đều không có gặp qua Lý Vọng mấy lần, nhưng mỗi lần gặp mặt đều là thần bí mà tôn quý, ôn tồn lễ độ, tiên phong đạo cốt, hôm nay đây là thế nào? Đại trưởng lão bộ lạc lập tức nhắc nhở. Tộc trưởng, còn đứng ngây đó làm gì? Thánh Tôn muốn nhìn hài tử của chúng ta, là phúc phận của Phù Đồ bộ lạc chúng ta. Triệu Thiên Khoát kính sợ Thánh Tôn, nhưng không phải người ngu, tư thế mấy người này giống như không phải đơn giản chỉ là nhìn như vậy.
hài tử là do thê tử của hắn lấy mạng đổi lấy, mà thê tử vừa mới còn ngất đi, hắn sao có thể để thê tử ngay cả nhìn lần thứ hai đều không có đã giao ra. Không biết tốt xấu. Cổ lão bên cạnh đế tử vung tay lên, một loại chiều cường hỗn loạn như ác long xuất huyên, cuồng bạo đâm vào trên thân Triệu Thiên Khoát. Triệu Thiên Khoát giống như trong lúc bất chợt rơi vào trung tâm vòi rồng, da chóc thịt bong, hài cốt vỡ vụn, kêu thảm va vào thạch ốc cũng thảm tao tách rời trong chiều cường hỗn loạn trùng kích. Triệu Huyên, Triệu Du, Triệu Thanh Vi cùng bà đỡ ở bên trong, toàn bộ bị trọng thương. Dưới uy thế kinh khủng của Thánh Vương, bọn hắn không chịu nổi một kích. Đây là cổ lão lưu thủ. Trong ngoài bộ lạc là một mảnh hồi hộp, đây là lực lượng gì? Vung tay lên đã phế đi chiến sĩ mạnh nhất bộ lạc Phù Đồ. Cổ lão dẫm lên phế tích, đi tới trước mặt hài tử non nớt. Đang muốn xoay người lại ôm, một cái tay đẫm máu đã bắt chân của hắn lại. Đừng, đụng, hắn. Triệu Thanh vì vậy mà thức tỉnh trong cơn bạo tạc, gian nan bắt lấy mắt cá chân cổ lão. Chương 2979 số mệnh gặp nhau. Ngươi là mẫu thân hài tử. Cổ lão quay đầu nhìn sang. Ta, hài tử. Triệu Thanh Vi mệt mỏi xê dịch thân thể, nắm chặt mắt cá chân cổ lão. Con của ngươi, ha ha. Cổ lão khẽ động mắt cá chân, lực lượng kinh khủng bộc phát, trong nháy mắt vỡ vụn tay phải của Triệu Thanh Vi, lực lượng khổng lồ để thân thể khô gầy của nàng tàn nhẫn tung bay ra ngoài. Thanh Vi. Triệu Thiên Khoát gầm thét, giấy giụa đứng dậy, một tay ngăn thê tử đập tới lại. Lại bị chiều cường hỗn loạn theo sát đến chấn động đến lảo đảo lui lại, ngồi dưới đất. Cút! Cổ lão vung tay lên, cương phong gào thét tàn phá bừa bãi, cát bay đá chạy, Triệu Thiên Khoát cùng Triệu Thanh Vi vừa mới rơi xuống đất bên ngoài mười mấy mét lần nữa tung bay. Hai phu thê giống như lá cây dưới cuồng phong gào thét, nảy lên trên dưới, cuối cùng rơi xuống ngoài trăm thước, gục ở chỗ này nửa ngày không có động đậy nổi. Lão cẩu! Triệu Côn đột nhiên bạo phát. Dương nanh múa vuốt bổ nhào qua. Không được. Triệu Thắng kịp thời bổ nhào ra, gắt gao ngăn chặn hắn lại. Phù Đồ bộ lạc câm như hến, các tộc nhân hoảng sợ nhìn một màn này, đầu ông ông. Tộc trưởng mạnh nhất của bọn hắn vậy mà không chịu nổi một kích như thế. Ngay cả các tộc trưởng bộ lạc phía ngoài đều bị choáng váng, người này là ai? Đế tử liếc mắt nhìn Lý Vọng bên cạnh. Một bộ lạc nho nhỏ đều bất kính như thế với ngươi. Chẳng phải là bộ lạc lớn càng phách lối. Lý Vọng ơi, năng lực quản lý của ngươi. Ha ha, bình thường nhỉ. Lý Vọng đổ đầy mồ hôi lạnh trên đầu, đáy mắt lóe ra tia sáng oán độc. Bọn hắn đời đời trấn thủ nơi này dài đến ngàn năm, thật vất vả mới trông tới cơ hội, kết quả lại bị bọn gia hỏa dã man này cấp rào. Bồi dưỡng được tu la rõ ràng là công tích cực lớn, nếu như đế tử trở về đến một câu quản lý, cố gắng mấy đời người của bọn hắn sẽ phế đi hoàn toàn. Hắn càng đừng hy vọng xa vời thu hoạch được ban thưởng gì. Phù Đồ bộ lạc là một dã man nhất không phục quản giáo nhất, những bộ lạc khác. Lý Vọng vừa muốn giải thích, lại bị đế tử đưa tay chặn ngang, sau đó. Một chữ đều không có nói nữa. Lý Vọng nắm chặt nắm đấm, hung tợn đảo qua Phù Đồ bộ lạc. Thứ không biết sống chết, khóc lóc om sòm cũng không nhìn thời điểm, chờ mang tu la đi, nhìn ta thu thập các ngươi như thế nào. Đế tử. Cổ lão bưng lấy tu la non nớt, đưa đến trước mặt đế tử. Đế tử tiến đến hài tử trước mặt, lộ ra nụ cười tà ác. Tiểu gia hỏa, có thể nghe được ta nói chuyện không? Tu la nắm nắm tay nhỏ, lạnh lùng nhìn khuôn mặt to trước mặt. À, thật giống như ngươi có thể nghe hiểu. Đế tử kinh ngạc, mang theo ký ức trùng sinh. Ghê gớm thật, xem ra Phong Đô Quỷ Hoàng vì tu la luân hồi thật sự đã bỏ ra tinh lực rất lớn. Cổ lão quan sát đến tu la. Vẻ mặt quái dị. Đế tử, ngài nhìn đan điền cùng tay hắn. Trong đan điền chẳng lẽ có thần thai? Đôi tay này, ấn ký của chủ nhân huyết hà cùng chủ nhân hoàng tuyền sao? Thần thai, ấn ký địa ngục, đây đều là bẩm sinh. Đế tử càng kinh ngạc, loại tình huống này đơn giản là chưa từng nghe thấy. Thật chẳng lẽ có thể thức tỉnh chính là thánh hoàng thiên phẩm? Thậm chí là cao hơn. Cổ lão trầm ngâm nói. Ta hoài nghi Khương Phàm cùng U Minh động tay động chân ở trên người hắn. Đế tử tự tay tiếp nhận hài tử, giơ lên trước mặt. Ngươi chưa thấy qua ta, nhưng hẳn phải biết ta. Ta là, Bắc Thái đế tử. Đôi mắt tu la có chút ngưng tụ, bờ môi phấn nộn kéo căng. Thật có thể nghe hiểu sao. Ha ha, không nghĩ tới đi, ngươi sẽ trùng sinh tại Bắc Thái đại lục, sẽ còn rơi xuống trên tay của ta. Đế tử giơ tu la lên, nhìn bên trái một chút,
nhìn bên phải một chút. Đường đường là tu la chiến thần, sống và chết chỉ ở một ý niệm của mình. Loại cảm giác này quá quái dị, cũng quá để cho người ta hưng phấn. Tu la không có dãy giụa, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm đệ tử. Có thể nói chuyện không? Muốn mắng người sao? Ha ha, ngươi, không trở về được. Đệ tử bóp lấy cổ tu la, giơ lên cao, hướng phủ đồ bộ lạc. Các ngươi biết đây là ai không? Toàn bộ phủ đồ bộ lạc quỳ trên mặt đất, thấp thỏm lo âu, lại vô cùng tò mò. Đầu tiên là dị tượng trên trời rơi xuống, sau đó lại là thánh tôn giáng lâm, càng nói rõ đứa nhỏ này không tầm thường. Đệ tử giơ tu la lên nhìn xung quanh toàn trường. Hắn là đại thống lĩnh vạn thế thần triều của Thương Huyền Đại Lục, hắn là tu la chiến thần chinh chiến tám phương trên thiên khải chiến trường, hắn là quỷ hoàng Côn Lôn trấn thủ sinh tử giới tại U Minh địa ngục, hắn lại còn là huynh đệ chí thân của chủ nhân Thương Huyền. Trong ngoài bộ lạc yên tĩnh như chết, mặc dù không biết Thương Huyền Đại Lục và thiên khải chiến trường là nơi nào, nhưng thần triều, chiến thần, quỷ hoàng, các loại từ ngữ, vẫn kích thích bọn hắn thật sâu, cũng đều là càng cảm thấy kỳ quái. Ha ha, ha ha. Tu la, ngươi đã rơi xuống trên tay của ta. Đệ tử giơ cao tu la lên, lên tiếng cười to. Đây mới thật sự là đùa bỡn trong lòng bàn tay, đây mới thật sự là một bàn tay đã có thể bóp chết ngươi. Trên khuôn mặt cổ lão cũng lộ ra nụ cười thản nhiên, một tên tu la thắng lại mấy triệu chiến hồn. Khống chế tu la, chẳng khác nào khống chế Khương Phàm và Thiên Hậu. Hai gia hỏa hung tàn kia cái gì đều không để ý, duy chỉ có không thể buông tha tu la. Bọn hắn, rốt cuộc cũng đã một lần khống chế quyền chủ động. Cổ lão sống mấy trăm năm, lần đầu tiên chờ mong một sự kiện, đó chính là tràng cảnh bọn họ tay cầm tu la đứng tại Tây Bắc Tân Hải Thương Huyền. Ra lệnh một tiếng, Khương Phàm và Thiên Hậu có thể trực tiếp quỳ xuống hay không? Ha ha, chúng ta đi. Đệ tử bắt lấy non nớt tu la, bay lên không? Buông hài tử xuống. Triệu Thiên Khoát đột nhiên gầm thét, miệng đầy máu tươi, gương mặt dữ tợn. Đều chán sống. Lý Vọng kiềm chế lửa giận dâng lên, một mảnh sóng chiều hỗn loạn tựa như gió lốc, như biển gầm, từ chiến khu già nua mãnh liệt lao ra, khuấy động phù đồ bộ lạc. Thánh tôn. Các trưởng lão bộ lạc kinh hồn biến sắc, nhưng không đợi phản kháng, đã bị hỗn loạn nuốt hết.